chương 841, trở mặt. Tiêu phàm cùng chữ chín vừa mới đạp mạnh ra quang trận phạm vi, truyền tống trận liền ầm ầm một tiếng, vầng sáng ảm đạm xuống dưới, trong đại trận không ngừng lập lè các loại huyền ảo ký hiệu, dần dần tan biến tại vô hình. Sau một lát, truyền tống trận liền khôi phục bình thường chất phác tự nhiên bộ dáng. Truyền tống trận đóng cửa, thì tuyên bố lần này đánh cuộc chính thức chung kết. Đại trận phong ấn chi lực sẽ một ngày so một ngày cường thịnh, không đến 60 năm sau, lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong truyền tống trận, không biết lần nữa cởi mở đích. Tất cả còn bị chiếm đóng tại lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong người dự thi, cho dù bây giờ còn may mắn còn sống, cũng tuyệt đối không có khả năng luộc qua được 60 năm thời gian. Bất kể là ai, đều đồng dạng. Những kia đánh cuộc thủy chi trước, bị coi là chiến thắng đại nhiệt môn người, tỉ như hắc bạch song sát, ngọc huyền nhi bọn người vận mệnh, theo giờ khác này bắt đầu, cũng chính là tuyên bố chấm dứt, từ nay về sau trở thành thoáng qua như mây khói. Hiện trường hào khí trở nên đặc biệt ngưng trọng. Dù cho chậm mặt lão giả bọn người, cũng nguyên một đám thu liếm dáng tươi cười, thần sắc tương đối xấu hổ, ai cũng không dám hướng Hắc Ma Vương bên kia nhìn quanh. Có thể muốn gặp, giờ này khắc này, Hắc Ma Vương tâm tình là bực nào không xong. Nhạc Tây Quốc cường thịnh nhất ma tông, tại liên tiếp hai lần đánh cuộc bên trong, vậy mà đều là kết quả toàn quân chết hết. Lần này lại càng ngay hắc ma vương đệ tử truyền được xưng nhạc tây quốc kim đan tu sĩ đệ nhất hắc bạch song sát đều chết ở lệ thú cánh đồng hoang vu trước đó hắc ma dạy từ trên xuống dưới đều ở làm lấy năm tên nguyên anh tu sĩ mộng đẹp tiêu phàm không có để ý những này cùng trừ chín cùng một chỗ chậm rãi đi vào ân tính lão giả cùng cát lão quái bên người nhìn ra được thái sư tỷ sắc mặt cũng thật không tốt xem bất quá tương đối mà nói Phu Linh Cốc có một tên người dự thi còn sống đi ra lệ thú cánh đồng hoang vu, so hắc ma dậy muốn giỏi hơn nhiều. Ân tính lão giả cùng các lão quái đều tận lực đè nén trong lòng hưng phấn, thân sắc nhàn nhạt đích, không có như thế nào lộ ra dáng tươi cười đến. Audio điện tử võ tấn bền Tiêu phàm đem một quả màu đen chữ vật vòng tay đưa cho ân tính lão giả, bên trong có một quả bạch cam linh quả, cùng mặt khác vài gốc linh thảo linh dược, yêu thú nội đan tài liệu, đồng dạng không có. Những linh thảo này linh dược, đều là của hắn linh dược viên ở phía trong gieo trồng đắc có, đồng dạng cầm một cây đi ra, đối với hắn trên cơ bản không có gì ảnh hưởng. Yêu thú nội đan tài liệu cùng mặt khác bia vật, tiêu phàm tự nhiên không chút khách khí giữ lại. Gần kề một khỏa bạch cam linh quả, cũng đã tại thẳng hàng bia vật chung đứng đầu trong danh sách, đủ để mở ra truyền tống lệnh bài, tiêu phàm mặt khác hơn nữa phải cộng quý hiếm linh thảo linh dược, tại nhị đẳng bia vật bên trong, coi như là bài danh hàng đầu thứ tốt, chẳng khác gì là tiêu phàm một người hoàn thành hai người nhiệm vụ. Tiêu phàm sở dĩ có thể như vậy làm, hoàn toàn là muốn giúp trợ Vu Linh Cốc lúc này phiên đánh cuộc ở phía trong đoạt được thành tích tốt, hy vọng ân tính lão giả có thể thực hiện lời hứa, phóng hắn và Trần Dương rời đi. Cứ việc loại khả năng này tính thật sự không lớn, tiêu phàm có lẽ hay là ôm một đường hy vọng. Bất quá không có ở ân tính lão giả bên người chứng kiến Trần Dương, tiêu phàm một lòng sớm đã thẳng chìm xuống. Tân tính lão giả hiển nhiên cũng cảm thấy tiêu phàm thất vọng, nhưng lại ngay cả con mắt đều không có nhìn hắn thoáng một tí, chỉ là liên tục không ngừng mà tiếp nhận chữ vật vòng tay, liên tục không ngừng mà thò ra thần niệm đi đến bên trong xem, lập tức trên mặt liền lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Thật sự không nghĩ tới, tiêu phàm có thể tìm được một khoảng mấy ngàn năm dược tính bạch cam linh quả, xa xa so bia vật trong mục lục đối với bạch cam linh quả dược tính yêu cầu muốn cao hơn nhiều. Tuy nhiên cái này không sẽ ảnh hưởng đến bạch cam linh quả tại thẳng hàng bia vật bên trong bài danh, nhưng ở cuối cùng nhất xác định chiến thắng thứ tự thời điểm, sẽ trở thành là một người tương đối trọng yếu tham khảo tiêu chuẩn. Nếu có hai gã người dự thi thu hoạch bia vật tổng giá trị tương đương, bạch cam linh quả năm càng cao, dược tính càng mạnh, tiêu phàm tự có thể thắng được. Về phần mặt khác vài gốc linh thảo linh dược, cũng là hiếm có tinh phẩm, dược tính đều đều tại đã ngoài ngàn năm, chưa từng có một gã người dự thi, có thể một lần sao sao ra nhiều như vậy dược tính thượng giai linh thảo linh dược. Đối với cái này, ân tính lão giả rất hài lòng. Không đợi hắn nói chuyện, tiêu phàm đã muốn mở miệng trước rồi, trầm giọng hỏi, ân trưởng lão, tại hạ bầu bạn đâu này? Người đáp ứng chỉ cần ta không việc gì trở về, tựu để cho ta cùng Trần Dương cùng một chỗ rời đi. Trần Dương ở nơi nào? Ân tính lão giả khóe miệng hở ra, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, tiêu đạo hiểu, an tâm một chút chứ vội. Cái này một chuyến ngươi có thể thuận lợi trở về, làm được rất không tồi, khổ cực. Về phần Trần Dương cái tiểu nha đầu kia, ngươi cũng đừng gấp, khẳng định còn có thể nhìn thấy nàng. Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra, Ân trưởng lão, sợ là chúng ta lúc trước ước định không phải như thế a. À? Ngươi chính miệng đã đáp ứng, chỉ cần ta tham gia đánh cuộc chiến thắng, có thể lập tức mang theo Trần Dương cùng một chỗ rời đi. Hiện tại lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ muốn bội ước sao? ân tính lão giả lập tức sắc mặt trầm xuống, ngữ khí cũng trở nên âm hàn bắt đầu đứng dậy, hai mắt híp mắt lấy, nhìn thằng tiêu phàm, cười lạnh nói, như thế nào, ngươi là đang ép hỏi ta sao? Đừng tưởng rằng ngươi còn sống đi ra lệ thú cánh đồng hoang vu, có thể ở trước mặt ta ngang ngược càn rỡ. Ngoan ngoãn ở một bên đần ra, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tiêu phàm trong mắt, lập tức hiện lên một vòng huyết sắc. Hắc hắc, tiêu đạo hữu đúng không, Người cùng ân lão quái giảng tín giả, dạ, đây không phải là hay nói dỡn sao. Tại chúng ta nhạc Tây Quốc tu chân giới, người nào không biết phu linh cốc ân trưởng lão là bực nào dạng người, sao lại, há có thể với các ngươi những bọn tiểu bối này nói cái gì tín giả. Dạ? Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một cái âm dương quái khí thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là một gã mặc lam nhạt áo vải, tay cầm quạt xếp lão niên nho sinh, ba phiết chuột tu, nhìn về phía trên cổ hủ không chịu nổi, nếu không phải hắn đỉnh đạc mà ngồi ở một cái khác ghế bành trong trên người thình lình tản ra nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp mặc cho ai gặp được đều muốn đem đương làm thành một cái nào đó thâm sơn cùng cốc cổ giả tùng lòng phu tử người đây là ý gì ân tính lão giả giận dữ hung hăng chừng cổ giả liếc hầm hừ mà hỏi thăm được xưng là tùng lòng phu tử cổ giả chút nào cũng không đem ân lão quái sinh khí để ở trong lòng cười lạnh nói ta có ý tứ gì ân huynh không rõ sao Người khi dễ người ta từ bên ngoài đến tiểu bối, khi dễ thì khi dễ rồi, không liên quan ta tùng lỏng nào đó chuyện gì. Người đã đem nhà đầu kia đưa cho người khác, nói rõ là được. Chẳng lẽ cái này tiểu bối còn có thể đem người ăn được không được? Hừ hừ, nhìn kỹ lại, cái này tùng lỏng phụ tử trước mặt giống tuếch, bên cạnh hắn một danh khác làm nho sinh cách ăn mặc trung niên văn sĩ trước người, cũng đồng dạng giống tuếch. Nhìn ra được, bọn hắn cái này tông môn lúc này phiên đánh cuộc bên trong, cùng hắc ma dậy đồng dạng, toàn quân bị diệt liễu tương đương. Ngược lại trước đó nhất trí không được coi trọng tiêu phàm lại như kỳ tích còn sống rời đi lệ thú cánh đồng hoang vu, cơ hồ khiến mặt khác nguyên anh tu sĩ tức nổ phổi. Chỉ là đại đa số nguyên anh tu sĩ đều có một chút hàm dưỡng, trong nội tâm lại tức giận, cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ ra. Vị này tùng lỏng phu tử có thể xảy ra tính thập phần cay nghiệt, hay hoặc là trước kia cùng ân tính lão giả có ke hở, lúc này không thể kìm được, ở một bên lên tiếng tương cơ đưa cho người khác, ân trưởng lão, đây là có chuyện gì? Tiêu phàm lắp bắp kinh hãi, lập tức truy vấn, ngữ khí đã muốn trở nên tràn đầy để phòng ý. Ân tính lão giả nhìn tiêu phàm liếc, thấy hắn hạng nặng đề phòng bộ dạng, không khỏi cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều đều là khinh miệt vẻ, mỉa mai nói, đúng vậy, cái này tùng lỏng lão quỷ nói đúng, ta chính là đem bà nữ nhân của ngươi đưa cho người khác. Thế nào, người hài lòng chưa? Những người dự thi khác miễn là còn sống đi ra, chỗ đại biểu Nguyên Anh kỳ tu sĩ, mặc kệ trong nội tâm chân thật cách nghĩ như thế nào, ít nhất trên mặt có lẽ hay là hội giả trang ra một bộ hết sức quan tâm bộ dáng đến. Cái này ân tính lão giả quả nhiên giống như tùng lỏng, phu tử nói, là cực kỳ không nói tín dạ người, ngay điểm này mặt mũi công phu đều không muốn làm, trực tiếp bày ra ta liền cho đoán chừng ngươi, hung hăng càn quấy sắc mặt, ngang ngược phách đạo ý, lộ rõ. Tiêu phàm gắt gao nhìn thẳng hắn, trong mắt lóng lánh lấy ti ti từng sợi hàn mang, thanh âm cũng trở nên lạnh như băng đích, ân trưởng lão, người đem ta bạn gái, đưa cho ai rồi. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bên này, thậm chí thượng vạn danh người vây xem, đều đồng loạt nhìn tới, to như vậy quảng trường, thoáng cái trở nên cực kỳ yên tĩnh, không ít người đều lộ ra nhìn có chút hả hê hưng phấn thần sắc. Thực tế một ít cùng ân tính lão giả không đúng đường nguyên anh tu sĩ, lại càng chút nào cũng không che giấu nét mặt của mình. Tâm miệng, ân tính lão giả giận tím mặt, một tiếng quát chói tai tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi cho ta tham gia một hồi đánh cuộc tự dám như vậy theo ta nói chuyện ngươi cùng tiểu nha đầu kia mệnh đều là của ta ta yêu xử trí như thế nào tự xử trí như thế nào lúc nào đến phiên ngươi đối với ta khoa tay múa chân rồi lập tức lùi cho ta hạ ân tính lão giả trong mắt lóng lánh lấy hàn mang một cổ sát cơ bắn ra ra tiêu phàm đứng ở nơi đó không chút sứt mẻ chỉ lạnh lùng nhìn thẳng hắn đang tại trên vạn người mặt, ân tính lão giả mặt mũi thực sự điểm nhịn không được rồi. Thân là một gã nguyên anh tu sĩ, lúc nào bị kim đan kỳ tiểu bối như thế ngỗ nghịch qua. Dám như vậy ương nạnh tiểu bối, đã sớm chết đắc hài cốt không còn liếu tương đương. Cho dù tiêu phàm vừa mới vì vu linh cốc lập công lớn, vậy cũng không được. Tại ân tính lão giả trong suy nghĩ, tiêu phàm sớm chính là của hắn tư nhân nô bộc, sinh tử mặc cho mình ý, vì chính mình tham gia đánh cuộc chiến thắng, cũng chỉ là một gã nô bộc bổn phận mà thôi, rõ ràng dám như thế làm càn, trước mặt mọi người chống đối cho hắn, quả thực chính là chán sống. Còn không lui xuống, đương, mà một tiếng, ân tính lão giả đem cái kia chữ vật vòng tay nhét vào trước mặt án vài thược, trên mặt sát cơ lộ ra. Tiêu phàm gắt gao nhìn chầm chầm hắn liếc, chậm rãi lui về sau đi. Ân tính lão giả hừ lạnh một tiếng, trên mặt sát cơ, thoảng qua biến mất vài phần. Liền vào lúc này, Dị biến nảy sinh, nhìn về phía trên đã muốn khuất phục tiêu phàm bỗng nhiên xuất thủ, ống tay áo nhất quyền, ân tính lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn không có khi hắn phục hồi tinh thần lại, tiêu phàm đã muốn xoáy lên án vài thượng cái kia chữ vật vòng tay, sẽ cực kỳ nhanh thu trở về, đồng thời dưới chân độn quang cùng một chỗ, nhanh như thiểm điện loại hướng không chung bay đi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Lớn mật? hơi khoảnh? các loại tiếng kinh hô quát lớn thanh âm mới bỗng nhiên vang lên, đoàn người cuối cùng hiểu được, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cũng không trách bọn hắn phản ứng quá mức chỉ đột, đơn giản là tình hình như vậy, quá lâu chưa từng phát sinh qua rồi. Một gã trên người mang thương kim đan kỳ tiểu bối, vậy mà đang tại cái này rất nhiều nguyên anh tu sĩ mặt, trực tiếp mang theo theo lệ thú cánh đồng hoang vu lấy được bảo vật chạy trốn. Ngoại trừ tự hành muốn chết, như vậy bốn chữ bên ngoài, thật sự rốt cuộc tìm không ra mặt khác phù hợp hình dung từ đến liễu. chương 842, đuổi gợi yêu ta ết. Giữa không trung tầng kia yếu ớt cấm bay cấm chế, đối với tiêu phàm cơ hồ không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. giơ tay lên, tính ra đạo lôi điện bổ ra, xoẹt A, bạo vang lên bên trong, cấm chế bị xé mở một cái động lớn, tiêu phàm hóa thành một đạo bạch quang, theo đại trong động bắn ra, thẳng lên mây xanh, một cái chấp động, đã đến xa xa ngoại trừ vài tên phụ trách thủ vệ kim đan tu sĩ hào ào hô quát lấy đuổi theo mà đi nguyên anh kỳ tu sĩ đều không có người động thậm chí ngay ân tính lão giả đều có chút phạm trố mắt tiểu chạy như vậy một chút cũng không sợ chết cái này tiểu bối chẳng lẽ thực không biết mình trong cơ thể sớm đã bị rơi xuống dùng đoạn trường thảo tinh luyện mà thành cấm chế ân tính lão giả cười lạnh một tiếng miệng lẩm bẩm âm thầm thúc giục khẩu quyết chỉ cần tiêu phàm không có chạy ra ngàn dặm bên ngoài cái này đoạn trường thảo cấm chế tựu đều cũng có hiệu đích. Mà một khi thực trốn ra ngàn dặm xa, đoạn trường thảo độc tính tựu sẽ lập tức phát tác. Đây cũng không phải là tại lệ thú cánh đồng hoang vu, ba tháng thời gian đã qua, cấm chế đã bắt đầu có hiệu lực. Rất nhanh, cái kia cả gan làm loạn tiểu bối, tựu sẽ biết lợi hại. Đúng vậy ngay sau đó, ân tính lão giả cười lạnh liền cương trên mặt, trong mắt hiện lên một vòng vẻ ngạc nhiên. Vậy mà không có phản ứng hắn hạ tại tiêu phàm trong cơ thể đoạn trường thảo cấm chế, mất đi hiệu lực liễu tương đương. Điều này sao có thể? Bất quá ân tính lão giả dù sao cũng là nguyên anh kỳ lão quái, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, mà lại mặc kệ là nguyên nhân gì, làm cho tiêu phàm trong cơ thể đoạn trường thảo cấm chế mất đi hiệu lực, việc cấp bách là phải lập tức đem cái này đào tàu tiểu bối bắt trở lại. Chữ vật vòng tay nhưng bị tiểu tử kia lại đoạt đi trở về. Một tiếng gầm lên, ân tính lão giả bay lên trời, cũng không thấy hắn có gì động tác, liền trực tiếp xuyên thủng trong hư không cấm bay cấm chế, thân hình nhoáng một cái, hướng phương đông thẳng truy mà đi. Còn lại Nguyên Anh lão quái, Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, cũng có chút không tưởng được. Cái này họ Tiêu tiểu bối, lá gan thật sao không nhỏ. Bất quá đại đa số Nguyên Anh lão quái, kinh ngạc về sau liền đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau thần sắc, Nguyên một đám ngồi ngay ngắn ghế bành trong. Không, nửa động tác khác cái này họ tiêu tiểu bối nếu như thật sao như vậy chạy trốn, đối với bọn họ mà nói, nhưng không có thể là cái gì chuyện xấu. Thiếu một cái đánh cuộc người thắng trận tham dự tính toán thành tích, đối với mặt khác tông môn tuyệt đối có lợi không tệ. Mắt thấy vu linh cốc cốc chủ trung niên Mỹ phụ thái sư tỷ cũng ngồi ngay ngắn bất động, cát đen môn cát lão quái hai hàng lông mày có chút nhân lại, nói ra thái đạo hữu thật đúng là vững như thái sơn A-Hát. Thái sư tỷ cười lạnh một tiếng, nói ra chính là một cái kim đan trung kỳ tiểu bối mà thôi, còn trên người mang thương. Có thể chạy ra rất xa đi. Tuy nhiên Thái Sư Tỷ không phải rất chào đón ân tính lão giả, thực sự tuyệt không tin, tiêu phàm thật có thể đủ tránh được một gã nguyên anh tu sĩ đuổi gờ yêu ta Hơn nữa tiêu phàm hướng phương đông mà chạy, đúng vậy lệ thú dãy núi phương hướng, đó là tuyệt địa. Thân ở giữa không trung ân tính lão giả, đầy bụng tức giận, hóa thành một đảo hắc sắc độn quang, mấy cái chấp động về sau, Tự không thấy bóng dáng Không bao lâu Ân tính lão giả liền đuổi theo này Vài tên phụ trách cảnh vệ kim đan tu sĩ Mấy người kia tuy nhiên đều có kim đan kỳ tu vi Lại cũng không thuộc về vu linh cốc Mà là dùng thiên thai tông làm chủ Còn có hai gã mặt khác ma tông môn nhân Lẫn nhau trong lúc đó Lẫn nhau không lệ thuộc Lại nơi nào sẽ thật sự suốt toàn lực đuổi theo Cuống hồ tiêu phàm đột nhanh chóng cực nhanh Cho dù bọn hắn toàn lực ứng phó Cũng chưa chắc có thể đuổi đến thượng ân tiền bối. Vừa thấy ân tính lão giả đuổi theo, vài tên kim đan tu sĩ ngay vội vàng khom người thi lễ. Ân tính lão giả trong nội tâm nổi giật, ống tay áo dương lên, một cổ bàng nhiên đại lực tràn ra, vài tên kim đan tu sĩ trong nội tâm hoảng hốt. Liên tục không ngừng về phía một bên trốn tránh, ân tính lão giả theo mọi người nhượng xuất trong thông đạo vừa bay mà qua. Đối với bọn họ lý đều không để ý. Vài tên kim đan tu sĩ nhìn qua khoảng cách đi xa màu đen độn quang, đều đều nhích miệng nhưng lại ai cũng không hề về phía trước liễu tương đương. Tiêu phàm phong độn thuật toàn bộ triển khai, hóa thành một đạo bạch quang, cực tốc phi đột. Lựa chọn hướng phương đông bỏ chạy, tiêu phàm cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hướng bắc hướng tây, đều đều là nhạc tây quốc nội địa, hướng nam thì là sân thượng thành, có khổng lồ cấm bay cấm chế, đóng quân có chín đại ma tông trọng binh, chỉ cần vừa tiếp xúc với đến vạn lý phủ truyền âm, lập tức sẽ tại tiêu phàm tiến lên phương hướng thượng tạo thành một đạo tường đồng vách sắt. Tiêu phàm cũng không nhận ra dựa vào chính mình tu vi hiện tại, có thể lập tức đột phá những này tuyến phong tỏa. Duy chỉ có hướng đông, là lệ thú dãy núi, mới không gặp được chín đại ma tông chặn đường. Bất quá sự thật chứng minh, tiêu phàm nghĩ đến quá xa rồi, bất quá sau một lát, hắn tự cảm ứng được ân tính lão giả khí tức, lược vừa quay đầu lại, chỉ thấy ân tính lão giả hóa thành một đạo hắc mang, đang tại nhanh như điện chớp mà mau chóng đuổi mà đến. Tiêu phàm sắc mặt hơi đổi. Xem ra hắn có lẽ hay là đánh giá thấp nguyên anh kỳ tu sĩ độn nhanh chóng, phu linh cốc chủ tu công pháp, cứ việc cũng không dùng độn nhanh chóng tăng trưởng, nguyên anh tu sĩ cùng kim đan tu sĩ cách biệt một trời, lại cũng không phải tốt như vậy lấp đầy đích. Ân tính lão giả nổi giận phía dưới, không tiếc hao phí chân nguyên, toàn lực đuổi theo, rất nhanh liền đem cái kia điểm trên nước ưu thế triệt tiêu đắc sạch sẽ. Tiêu phàm trong nội tâm cả kinh, vội vàng nhắc tới đàn điền pháp lực, chỉ thấy một đầu ngân rực lôi bằng hư ảnh, tại hắn đỉnh đầu di động hiện ra, lập tức lóe lên, nhào vào đến trong cơ thể của hắn. Trong khoảnh khắc, tiêu phàm đột nhanh chóng lại tăng lên một mảng lớn, hóa thành một đạo bạch sắc ánh sao, đem giữa lẫn nhau khoảng cách lại lại kéo ra liếu tương đương. Ân tính lão giả trên mặt hiện lên một vòng dị sắc, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân khói đen quay cuồng, đột nhanh chóng cũng lại nhanh hơn vài phần. Tuy nhiên chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, hắn nhất định có thể đuổi theo tiêu phàm, mấu chốt hai vạn ở phía trong bên ngoài, chính là lệ thú dãy núi. Nếu thật là lại để cho tiêu phàm chạy tới lệ thú dãy núi ở chỗ sâu trong, tiểu tử này cố nhiên là chỉ còn đường chết, ân tính lão giả lại cũng chưa chắc dám đuổi gỡ Iota S đi vào, cái kia thật có thể vốn gốc không quy liếu tương đương. Hai vạn ở phía trong, dùng bọn hắn dưới mắt đột nhanh chóng mà nói, xác thực dùng không được bao lâu. Phải tại lệ thú dãy núi bên ngoài giải quyết vấn đề. Ân tính lão giả rất nhanh liền có quyết đoán, âm thầm cắn răng một cái, ống tay áo dương lên, thả ra một kiện thoi hình dáng pháp bảo, toàn thân đen nhánh, dài vài tắc đoạn, ân tính lão giả không chút do so dự, há miệng, phun ra một ngụm máu, hóa thành một đoàn huyết vụ, hướng thoi hình dáng pháp bảo bao phủ mà đi. Sau một khắc, huyết phụ đã bị thoi hình dáng pháp bảo hấp thu đắc sạch sẽ, thoi hình dáng pháp bảo lập tức quang hoa đại phóng, trong khoảnh khắc hóa thành dài hơn một trượng, nằm đen sáng bóng bên trong ẩn ẩn phóng xạ ra một tia mùi máu tanh. Ân tính lão giả một bước bước lên hắc thoi, thân hình vừa ẩn, ngay sau đó, thoi hình dáng pháp bảo phát ra một hồi bén nhọn kêu to, mãnh liệt xé rách hư không, nhanh như thiểm điện loại hướng tiêu phàm đuổi theo mà đi. Cái này hắc thoi, là hắn trước kia tại một lần bí mật giao dịch hội thượng, Dùng giá trên trời đổi lấy một kiện phi hành dị bảo, độn nhanh chóng cực nhanh, có thể so với cái kia dùng độn vật tăng trưởng cùng giai nguyên anh tu sĩ rồi, nhiều năm trước tới nay, không chỉ một lần giúp hắn đại ân. Cái này phi hành dị bảo duy nhất làm cho người lên án đúng là phải dùng tu sĩ thân mình tinh nguyên khu động, mỗi phi độn một khoảng cách, muốn gia tăng rót một ngụm máu. Một lúc sau, hội tạo thành chủ nhân khí huyết lỗ lá, suy giảm tới bổn nguyên. Dưới bình thường tình huống, Ân tính lão giả không biết cái này dị bảo tế ra đến. Bất quá dưới mắt nha, có cái này một ngụm máu tinh nguyên chi lực như vậy đủ rồi, họ tiêu tiểu bối còn có thể thật sự nghịch thiên không được. Tiểu bối, đợi bản trưởng lão bắt được ngươi, nhất định phải làm cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Ân tính lão giả tàng hình tại hát thoi bên trong, chăm chăm vào phía chân trời phi độn cái kia một đạo bạch quang, hung dữ mà nghĩ nói. Hai người một đuổi một chạy, không bao lâu tựu đã đến tính ra ở ngoài ngàn dặm. Lệ thú dãy núi nguy nga thân hình, xa xa đang nhìn. Ân tính lão giả phi hành dị bảo, quả nhiên không thể tầm thường so sánh, tung tính toán tiêu phàm đem phong độn thuật vận dụng đến cực hạn, khoảng cách hay là đang một chút bị gần hơn. Cứ việc tiêu phàm phong độn thuật là được từ ngân dược lôi bằng truyền thừa, dù sao chỉ có kim đan kỳ cảnh giới, lại thần diệu dị thường độn thuật, cũng có hắn cực hạn. Nếu như ân tính lão giả không có cái kia kiện phi hành dị bảo, hoặc hứa tiêu phàm còn có biện pháp tại bị ân tính lão giả đuổi theo trước kia, tiến vào lệ thú dãy núi, có hy vọng thoát khỏi đuổi gờ yêu ta ết. Từ hiện tại tình hình này đến xem, nhiều nhất còn có mấy ngàn dặm, khẳng định cũng sẽ bị đuổi theo liễu tương đương. Ân tính lão giả hiển nhiên đặt quyết tâm, tuyệt không lại để cho hắn tiến vào lệ thú dãy núi ở chỗ sâu trong. Tiêu phàm một mặt cực tốc phi đột, một bên yên lặng lo lắng lấy đối sách, sắc mặt âm u đích, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một vòng sát cơ. Kỳ thật chẳng những tiêu phàm phiền muộn, ân tính lão giả chỉ có so với hắn thật buồn bực. Cái này kim đan kỳ tiểu bối phong độn thuật không biết từ đâu học đích, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt quá ân tính lão giả dự kiến. Ân tính lão giả phỏng chừng, nếu như mình không sử dụng hắc thoi, chỉ sợ thật đúng là vô pháp tại tiến vào lệ thú dãy núi trước kia đuổi theo tiêu phàm. Mà hiện tại, hắn đã đem hắc thoi thúc sử đến cực hạn, rất nhanh liền đem hao hết cái kia ngụm máu bên trong tinh nguyên chi lực. Lại là một phút đồng hồ đi qua hắc thoi mặt ngoài quang mang buồn bã, đột nhanh chóng bắt đầu biến chậm lại. Ân tính lão giả há miệng, lại một ngụm máu phun ra. Hắc thoi run lên, lần nữa quang hoa đại phóng, phát ra ô ô tiêm minh thanh âm, đột nhanh chóng so sánh với lúc trước càng nhanh hơn ba phần, nơi đi qua, mùi máu tanh xông vào mũi, ẩn thân ở hắc thoi bên trong ân tính lão giả, sắc mặt lược lược có chút tái nhợt liếu tương đương. Hai người một đuổi một chạy, tiểu sau nửa canh giờ, lẫn nhau ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, cách xa nhau chỉ có hơn trăm trượng liếu tương đương. Tiểu bối, nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Ân tính lão giả nghiến răng nghiến lợi kêu lên, thanh âm không lớn, lại cuồn cuộn mà qua, tiêu phàm nghe được thanh thanh sở sở. Bồn tỏa bắt được ngươi về sau, sẽ không để cho ngươi chết đắc như vậy thống khoái đích, nhất định phải làm cho ngươi hảo hảo nếm thử ta Vô linh cốc linh vô thị huyết đại pháp. Đem bả máu tươi của ngươi hút khô về sau, lại đem hồn phách luyện chế thành ma ngẫu, hắc hắc, cái kia tư vị, nhất định phi thường mỹ diệu. Ân tính lão giả cười lạnh liên tục, nghe đắc nhân tâm chung từng đợt phát lạnh. liền vào lúc này, tại phía trước phi độn tiêu phàm bỗng nhiên đè xuống độn quang, dừng lại thân hình, mãnh liệt xoay người lại, song giơ tay lên, mười ngón kia vô số màu ngân bạch hồ quang điện nổ vang, ở giữa không chung trước thành một đạo lôi vóng, hướng về ân tính lão giả mãnh liệt đánh xuống dưới. Trong chốc lát lôi hồ đầy trời, điện quang chói mắt. Ân tính lão giả không nghĩ tới tiêu phàm rõ ràng còn dám chủ động hướng hắn ra tay, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ngân bạch, cực kỳ chói mắt, vội vàng mãnh liệt niệm khẩu quyết, đem phi hành pháp bảo ngừng lại, ống tay áo dương lên, một cổ đám gió đen mang tất cả mà dậy, không sợ hãi chút nào về phía lấy đầy trời lôi hồ đón đánh đi lên. Ân tính lão giả chỉ lo ứng đối tiêu phàm lôi điện công kích, không chút nào cũng không còn chú ý tới, tiêu phàm sau lưng hắc mang lóe lên, Hắc Lân trong miệng ngậm một mặt trận kỳ, hướng về mặt đất khích bắn đi, đảo mắt liền chui vào đến chân hạ trong khu rừng rậm rạp, không thấy bóng dáng. Chương 843, Hắc Ma Đao. Đám gió đen phấp phới phía dưới, nhìn như uy mãnh không đúc đầy trời lôi điệt, trong nháy đã bị nhất quyền mà không. Tiêu Phàm trong nội tâm có chút trầm xuống. Tuy nhiên hắn vì dấu kín ân tính lão giả, dùng thiên huyễn mặt che đậy chính mình chân thật tu vi, nhưng những này lôi điện thần thông trên cơ bản cũng có toàn lực ra tay lúc năm sáu thành uy lực, bị ân tính lão giả như thế dễ dàng mà phá vỡ, có lẽ hay là lệnh tiêu phàm cảm giác sâu sắc áp lực trầm trọng. Hồ Quang Điện vừa thu lại, ân tính lão giả liền ra hiện tại tiêu phàm trước mặt chưa đầy 10 triệu nơi, lạnh lùng mà nhìn qua hắn, thật giống như đang nhìn một người chết, nhàn nhạt, nhạt, nói ra, người còn có lời gì nói. Tiêu phàm đồng dạng lạnh lùng mà nhìn qua hắn, lạnh nhạt nói ra, cùng loại người như ngươi người, người có cái gì không dám hay sao? Ân tính lão giả gật gật đầu, nói ra, rất tốt. Ngươi nếu như thúc thủ chịu trói lời mà nói, ta còn có thể cho ngươi ăn ít một chút đau khổ, đưa ngươi thống khoái ra đi. Nằm mơ đi thôi. Tiêu phàm tự nở nụ cười, trong tiếng cười sen lẫn nói không nên lời khinh miệt. Ân tính lão giả tu vi có lẽ rất cường đại, nhưng tiêu phàm thật sự nhìn hắn không được. Đối với cái này trùng chồng thị cường hoành làm được ra hỏa, tiêu phàm từ trước đến nay không có hảo cảm gì. Ân tính lão giả giận quá thành cười, thủ đoạn một phen, trong lòng bàn tay một mặt huyết sắc lệnh bài di động hiện ra, nhìn về phía trên, mặt này lệnh bài đã muốn rất cổ xưa rồi, cạnh góc nơi đều xuất hiện một chút tổn hại. Ân tính lão giả ngón tay một điểm lệnh bài, miệng lẩm bẩm. Một đạo huyết hồng mãnh thú hư ảnh, tự lệnh bài trung bay lên. Cái này mãnh thú hư ảnh, cùng cho thiên tổ sư cùng tiêu phàm đấu pháp lúc ngưng kết ra hư ảnh có vài phần chỗ tương tự, rồi lại có rõ rệt khác nhau, làm người ta chú ý nhất là, mãnh thú đôi mắt, hốc mắt hãm sâu, đồng tử hiện lên màu đỏ tươi, tựa như vật còn sống giống nhau, tiêu phàm cùng với vừa đối mắt, lập tức cảm thấy cả thần hồn đều vì chi dung chuyển, lập tức có cực độ mê muội cảm giác. Cùng lúc đó, một cổ trầm thấp chú ngữ thanh âm, tự ân tính lão giả trong miệng nói ra. Nếu có quen thuộc ân tính lão giả tu sĩ lúc này, gặp tình hình này, không khỏi muốn chấn động. Vu Linh cốc vị này đại trưởng lão, vừa lên đến tựu đối với kim đan kỳ tiểu bối sử xuất đòn sát thủ, đúng vậy cực kỳ hiếm thấy, xem ra là muốn tốc chiến tốc thắng. Thật sự ân tính lão giả cũng hao không nổi, mặt khác tất cả môn phái nguyên anh lão quái, cũng sẽ không lão ở bên kia chờ hắn. Nếu là hắn trở về được quá muộn, chỉ sợ lần này đánh cuộc thành thích đều bị thủ tiêu mất. Hắn còn lo lắng tiêu phàm tình thế cấp bách sốc sức liều mạng, mắt thấy không địch lại, ra tay đem chữ vật vòng tay ở phía trong bạch cam linh quả cùng mặt khác linh thảo linh dược tất cả đều hủy diệt, vậy hắn tựu thật là toi công bận rộn một hồi liễu tương đương. Vừa ra tay tựu là có thể ảnh hưởng địch thủ thần hồn chiêu số, vì chính là phòng ngừa loại tình hình này phát sinh. Ngay từ đầu, tiêu phàm đối với ân tính lão giả trong miệng chú ngữ cũng không có đặc biệt để ý, rất nhiều pháp thuật đang thi triển trước kia, đều muốn niệm chú. Nhưng là ngay sau đó, Tiêu Phàm tự cảm thấy tâm tình của mình nổi lên nào đó biến hóa, loại biến hóa này cực kỳ rất nhỏ, cơ hồ khó có thể phát giác, tựa hồ trước mắt ân tính lão giả, bỗng nhiên trở nên hòa ái bắt đầu đứng dậy, cũng chẳng phải đáng ghét, Tiêu Phàm trong lòng sát cơ cùng ý chí chiến đấu, đang tại một chút mà trở thành nhạt, đề phòng đã ở chút bất tri bất giác trở nên có chút thư giãn. Vụ lời chú. Tiêu Phàm mãnh liệt phục hồi tinh thần lại. Trong truyền thuyết, vụ lời chú chi lực có thể gợi yêu ta người ở vô hình. Ngay tại tiêu phàm muốn áp dụng hành động thời điểm, mãnh thú hư ảnh bỗng nhiên động, trên không chung một hồi vặn vẹo, trong nháy đã đến tiêu phàm phụ cận, trong mắt hồng mang càng thêm yêu dị, tựa hồ muốn tiêu phàm thần hồn đều hút vào. Vèo, một đạo màu đỏ sậm đao mang mãnh liệt kích xạ ra, trong nháy mắt từ mãnh thú hư ảnh cái chán trong lúc đó động đi xuyên qua, hư ảnh lập tức từng khúc vỡ vụn, màu đỏ sậm đao mang hào không ngừng lại, kính bắn thẳng về phía ân tính lão giả mặt, mùi tanh xông vào mũi. Ồ, oh. ân tính lão giả bỗng nhiên cả kinh, trong miệng niệm chú thanh âm kiết nhiên nhi chỉ, tay vừa nhấc, một thanh phong duệ loan đao hiển hiện, mãnh liệt một đao chém tại màu đỏ sậm đao mang phía trên, lại phảng phất chém tại trong không khí, theo đao mang chính giữa vừa bổ mà qua. Sau một khắc, đao mang cũng đã gần trong gan tắc. Nếu như đổi thành bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ, lần này tập kích là tuyệt đối tránh không khỏi, ân tính lão giả dù sao cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, trong lúc cấp bách đem hết toàn lực lệch lạc đầu, màu đỏ sậm đau mang lần lượt lỗ tai của hắn sát tới, ân tính lão giả chỉ cảm thấy lỗ tai có chút đau xót, hiển nhiên đã bị quẹt làm bị thương liếu tương đương. Giao thủ chiêu thứ nhất, có hại chịu thiệt rõ ràng không phải tiêu phàm, ngược lại là ân tính lão giả treo rồi màu. Thật sự có chút phá vỡ. Hắc ma đao. Ân tính lão giả gắt gao nhìn thẳng đạo kia màu đỏ sậm đao mang, trầm giọng quát, thanh âm có chút không lớn xác định. Tiêu phàm tay khẽ vẫy, màu đỏ sậm đao mang bỗng nhiên gian ẩn vào ống tay áo của hắn, không thấy bóng dáng. Cái này hắc ma đao ở đâu ra? Ân tính lão giả quát hỏi, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, không rên một tiếng. Ân tính lão giả lập tức nói ra, ta biết rồi, hắc bạch song sát là người gỡ yêu ta ết. Cái này hắc ma đao, đúng vậy hắc ma vương thành danh pháp bảo. Tiêu phàm như trước không nói lời nào, trong đầu thực sự thầm giật mình. Chui, này màu đỏ sậm ma hóa phi đao, xác thực là hắn theo hắc bạch song sát chữ vật vòng tay ở phía trong tìm được pháp bảo, tại lược gia tăng đem ra sử dụng về sau, phát hiện vậy mà có được, ngọn gió hư hóa, đại thần thông, lúc này tiến hành tế luyện, thu vào chính mình trong túi. Lúc này đây lấy ra đối địch, quả nhiên sắc bén vô cùng, tại bất ngờ không đề phòng, thậm chí ngay nguyên anh kỳ tu sĩ đều thiếu chút nữa bị chém tổn thương. Không đúng, dùng tu vi của ngươi, làm sao có thể gỡ yêu ta được hắc bạch song sát. Nhất định là mèo mù đụng phải chuột chết, nhặt được cái có sẵn tiện nghi. Hắc hắc, tốt, rất tốt, thật sự là rất tốt. Ân tính lão giả cả kinh qua đi, lập tức lại trở nên mừng rỡ bắt đầu đứng dậy. Hắc ma đao với tư cách hắc ma vương thành danh pháp bảo, tại cả nhà Tây Quốc có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, ân tính lão giả cũng không nghĩ tới, hắc ma vương thậm chí ngay cả bảo vật như vậy, đều giao cho môn hạ đệ tử mang vào lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong. Nếu như bắt tiêu phàm, đem cái này khẩu ma đao trả cho hắc ma vương, khẳng định có không tưởng được chỗ tốt, chính mình một mực mưu đồ cái kia dạng gì đó, nói không chừng có thể theo hắc ma vương trong tay đổi đến. Hắc hắc, tiểu bối, đừng tưởng rằng có hắc ma đao, có thể cùng ta đối nghịch. Tuy nhiên hắc ma đao đặc tính là không cần nhận chủ, bất luận kẻ nào tìm được về sau đều có thể đem ra sử dụng. Nhưng người tu luyện cũng không phải ma công, há có thể chân tránh phát huy ra hắc ma đao uy lực. Chịu chết đi. Ân tính lão giả hét lớn một tiếng, ống tay áo dương lên, loan đao trong tay hóa thành thiên thiên vạn vạn đạo đao mang, hướng tiêu phàm phô thiên cái địa bao phủ mà xuống. Tiêu phàm không sợ hãi chút nào, trong tay lôi điện đại tác, nghênh đón tiếp lấy. Trong chốc lát giữa không trung đao mang như tuyết, lôi điện bay múa, đánh cho phi thường náo nhiệt, trong khoảng thời gian ngắn, lôi điện chi lực vậy mà cùng đầy trời đao mang đánh cho cái lực lượng ngang nhau. Tự nhiên, loại tình hình này tiếp tục không được bao lâu. Khơi khoảnh, xét đánh một tiếng, đầy trời lôi điện mãnh liệt vừa thu lại, tiêu phàm thân thể, giống như giống như sao băng, hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng, hướng về mặt đất rừng rậm xanh um tươi tốt gấp trụy lạc mà đi. Còn muốn trốn, ân tính lão giả một tiếng nhe răng cười, hàm đuôi mau chóng đuổi. Không thể không nói, cái này họ tiêu tiểu bối thật đúng là kiên cường, biết rõ không địch lại, lại thủy chung đều không mở miệng cầu xin tha thứ, lại càng không dùng hủy hoại chữ vật vòng tay ở phía trong linh thảo linh dược làm áp chế, đánh thắng được tụ đánh, đánh không lại bỏ chạy. Đương nhiên, nếu thật là hắn phát hiện trốn không thể trốn thời điểm, khẳng định cũng sẽ cầu xin tha thứ. Ân tính lão giả cũng không tin, trên thế giới này thực sự không người sợ chết. Phàm nhân không sợ chết, đó là bởi vì nhân sinh cuộc sống khổ đoạn, sinh không thể luyến. Tu chân giả sống lâu tại phía xa phổ người bình thường phía trên, chính là một đầu dài sinh đại đạo, tự nhiên so phổ người bình thường sợ chết nhiều lắm. Không sợ chết, cần gì phải truy cầu trường sinh. Đây là ân tính lão giả trước sau như một giải thích. Mắt thấy tiêu phàm thân ảnh một rơi vào đến trong rừng rậm tự biến mất không thấy gì nữa, ân tính lão giả cười lạnh không thôi. Trên không trung chạy không khỏi, liền định mượn nhờ thổ độn thuật thoát thân, Chẳng phải biết ân tính lão giả bổn mạng công pháp, chính là thổ thuộc tính đích. Đối với thổ độn thuật tinh thông, vượt qua sa tu sĩ khác có thể so sánh. Cái này tiểu bối coi như là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nếu tương đương. Nhưng là vừa vận vừa tiến vào trong rừng rập, ân tính lão giả liền hai hàng lông mày có chút dương lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn vậy mà cảm ứng không đến tiêu phàm khí thức rồi, tự phản phất tiêu phàm thật sự triệt để biến mất giống nhau ân tính lão giả không khỏi cười lạnh một tiếng. Tiểu tử này hội loạn thất bát tao tiểu bí quyết thật đúng là không ít, cái này che giấu khí tức thủ đoạn, rất không tệ đích. Ân tính lão giả thân thể nhẹ nhàng run lên, hơn 10 đạo cực kỳ hư nhạt bóng đen, tự phía sau hắn xông ra, từng cái đều mơ hồ không rõ, mang theo vài phần yêu dị khí tức. Đi! Ân tính lão giả hét lớn một tiếng, những kia hư ảnh lập tức liền nhoáng một cái, ào ào chui xuống dưới đất không thấy bóng dáng. Nhạc Tây Quốc Chín Đại Ma Tông, Vu Linh Cốc Công Pháp là thần bí nhất đích, cũng là duy nhất linh vu truyền thừa. Những này hư ảnh đều đều là ân tính lão giả thần niệm biến thành, thần niệm phân hóa ngàn vạn, chẳng có gì lạ, tất cả nguyên anh tu sĩ đều có thể làm đến, vốn lấy vu lời chú chi lực, đem thần niệm ngưng tụ thành hình, nhưng lại Vu Linh Cốc độc môn bí thuật. Loại này đem thần niệm ngưng tụ thành hình bí thuật, tại tìm tòi phương diện có đặc biệt công hiệu, tu vi càng cao, biến hóa thần niệm liền càng nhiều, tìm tòi phạm vi cũng càng quảng, hơn nữa tìm tòi độ chặt chẽ rất cao, tung tính toán tại thần niệm chi lực đại được áp chế địa phương, đều có một chút hiệu quả. Bất quá một lát, ân tính lão giả liền khóe miệng một kéo, thân thể như cùng giống như cá lội, vô thanh vô tức về phía trái phía trước bay đi. Quả nhiên, ngay tại cách đó không xa xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng, tựa hồ tàng hình tại nào đó quả dưới đại thụ. Nguyên lai like là một độn thuật, hư, đều đồng dạng, bất quá là vùng vẫy dẫy chết mà thôi ân tính lão giả nhe răng cười lấy, tự nhủ nói ra, ngón tay bắn ra, một đạo hỏa tuyến hướng về cây đại thụ kia kích bắn đi. Hỏa khắc mộc, đã tiêu phàm thi triển chính là mộc độn thuật, tự nhiên muốn dùng ngọn lửa bí thuật phá chi. Hỏa tuyến chuẩn xác không sai mà đánh trúng đại thụ. Suy. Cây đại thụ kia cũng không có giống như trong dữ liệu như vậy hóa thành một đoàn hỏa cầu, ngược lại như nước vân loại vặn vẹo vài cái, tiêu tán ở vô hình rồi, tàng hình tại đại thụ gốc áo bảo trắng bóng người, cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Hỏa tuyến cũng vô thanh vô tức mà biến mất ở phía xa trong rừng rậm, gợn sóng không sợ hãi, không có khiến cho bất luận cái gì chấn động. Ảo thuật, ân tính lão giả sắc mặt rốt cục trở nên có vài phần khó coi. Mãnh liệt quay đầu hướng phía lúc đầu nhìn lại, chỉ thấy xương mù dày đặc nặng nề, lại ngẩng đầu hướng lên, một cây gốc đại thụ che trời mà dậy, xanh um tươi tốt khổng lồ tán cây che khuất bầu trời, trên bầu trời hai cái mặt trời đều không thấy bóng dáng. Tốt, rất tốt. Ân tính lão giả mặt âm trầm, cắn răng, nói từng chữ từng câu. chương 844, thiên lôi oanh đỉnh. Ta lại muốn nhìn, người cái này nhất thời bán hội, có thể bố trí ra ra sao không dậy nổi lợi hại trận pháp đến. Tiêu phàm, người triệt để chọc giận ta. Ân tính lão giả hai đầu lông mày tàn khốc lóe lên, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên bên trong loan đao, bên trái lòng bàn tay vẽ một cái, lập tức máu tươi phún dũng ra, lập tức đem loan đao lưỡi đao nhuộm đắc huyết hồng. Lão giả đem đỏ thấm loan đao hướng đỉnh đầu ném đi, tay trái niết quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải từng đạo pháp quyết không ngừng đánh vào ngoặt khom trong đao. Loan đao mặt ngoài huyết quang càng ngày càng chói mắt, giống như khẽ cong đỏ tươi trăng non, chậm rãi xoay tròn, theo pháp quyết đánh vào, xoay chuyển càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền biến thành một cái đỏ thấm quang luân, một cổ cường đại khí tức, mãnh liệt tán phát ra. Tại ảo trận ở trung tâm, tiêu phàm lẳng lặng yên nhìn xem đây hết thảy, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng vui vẻ. Ân tính lão giả cho rằng đây là hắn tạm thời bố trí ảo trận, chuẩn bị dùng cậy mạnh mau chóng bài trừ, nhưng thật ra là 10 phần sai liễu tương đương. Hắn sở dĩ mạo hiểm ở giữa không chung cùng một gã nguyên anh lão quái cứng đối cứng mà so chiêu, chính là muốn vì hắc lân tranh thủ bày trận thời gian. Dùng bình thường phương pháp bố trí ra tới hoa đào ảo trận, đối phó giống nhau cùng giai tu sĩ, đó là vậy là đủ rồi. Nhưng muốn đối phó Nguyên Anh tu sĩ, lại rõ ràng không đủ. Hắc lân tại cắn nuốt sạch Ngọc Uyển Nhi Nguyên Thần về sau, đồng thời cũng hấp thu bộ phận yêu hồ nhất tộc ảo thuật thiên phú, tiêu phàm lập tức dùng thần niệm chi lực cùng Hắc lân câu thông, đem hoa đào ảo trận bố trí phương pháp truyền thụ cho mình linh thú. Hắc lân trước mắt bố trí xuống đích, đúng vậy cường hóa bản hoa đào ảo trận, có lẽ còn cản không nổi Ngọc Uyển Nhi dùng thiên huyễn lưu ly bảo thụ bố trí ra tới tinh xảo ảo trận, cùng trước kia hoa đào ảo trận tương đối mà nói, uy lực đã muốn không thể so sánh nổi. Đáng tiếc cái kia khỏa thiên huyễn lưu ly li bảo thụ bị trừ chín Phật môn thần thông đánh chúng nát bấy, nói cách khác, ảo trận uy lực khẳng định còn có thể nâng cao một bước. Phá! Ân tính lão giả một tiếng quát trói tai, đỏ thấm quang luân, ô ô, mà tiêm minh lấy. Hướng bốn phương tám hướng phi chém mà đi, quang luân phía trên, tầng một tầng vu lời chú chi lực tràn ra. Vô số ôm hết thô đại thụ, giống như giấy giống nhau. Bị này cổ bàng nhiên sức lực bẻ gãy nghiền nát tựa như, xoắn thành mảnh nhỏ. Ảo trận biến hóa ra tới cảnh tượng, cũng ào ào gào thét lấy, bạo liệt mà mở, hóa thành điểm một chút hư ảnh. Một đạo bóng đen tại tiêu phàm bên người di động hiện ra, đúng vậy Hắc Lân. Hắc Lân bích lục trong đôi mắt, tinh lóng lánh, trong miệng ngậm một mặt trận kỳ. Một đạo rõ ràng bóng dáng tại Hắc Lân đỉnh đầu xông ra, ngưng tụ thành một gã mắt to đầy đặn thiếu nữ, miệng có chút nhếch lên, tựa hồ đối với hết thảy trước mắt, rất không hài lòng. Đây là hắc lân thôn vệ Ngọc Uyển Nhi Nguyên Thần về sau, cho mình định vị xuống mới hình tượng. Có không dành thế sự thiếu nữ ngây thơ dí dỏm, cũng có đầy đặn thành thuộc tuổi trẻ thiếu phụ chọc người bộ dạng tùy mị. Quả nhiên là thiên sứ gương mặt, dáng người ma quỷ. Đầy đặn thiếu nữ tay vừa nhấc, theo hắc lân trong miệng lấy ra này mặt trận kỳ, một hồi vung vẩy văn nước loại chấn động đi qua vốn là bị đỏ thấm quang luân phá hủy ảo cảnh, lại ào ảo một lần nữa ngưng tụ ra. Một mực đem ân tính lão giả vây hãm trong đó. Ân tính lão giả giận dữ, cánh tay trái dương lên, lại là một đạo máu tươi bay vào không trung quang luân bên trong, vốn là hơi có vẻ ảm đạm quang luân lập tức uy năng đại thịnh, lần nữa đem ảo cảnh triệt để chém ra. Chủ nhân, cái này cá nhân tu vi quá mạnh mẽ, chúng ta rất khó thật sự vây khốn hắn, ảo trận uy năng sắp đã tiêu hao hết. Hắc Lân biến thành đầy đặn thiếu nữ hư ảnh thấy thế, hai hàng lông mày nhíu chặt, có chút lo lắng nói: "Không có sao, ta cho người bố trí xuống cái này ảo trận." Chính là vì tiêu hao pháp lực của hắn. Tiêu Phàm mỉm cười, nói ra, bỗng nhiên mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn qua hướng lên bầu trời. Chỉ thấy đạo độn quang, chính dùng tốc độ cực nhanh, từ xa xa phía chân trời bay vụt mà đến. Từ nơi này độn quang tốc độ phán đoán Người đến tuyệt đối là tu vi không kém gì ân tính lão giả Nguyên Anh kỳ cao thủ. Xem ra, rốt cục có mặt khác Nguyên Anh lão quái không chịu nổi tính tình liếu tương đương. Cùng lúc đó, ân tính lão giả cũng đồng dạng phát giác được có Nguyên Anh lão quái chính hướng bên này tới, biến sắc, mãnh liệt đem toàn thân pháp lực tăng lên tới 12 thành, liều lĩnh mà rót vào quang luân bên trong, bỗng nhiên hướng bốn phía phi chém mà đi. Dùng hắn đường đường Nguyên Anh tu sĩ thân phận, rõ ràng đến hiện tại cũng còn không có nắm bắt một gã kim đan trung kỳ tiểu bối, quả thực chính là cười to lời nói. Vô luận như thế nào, muốn đuổi tại cái khác nguyên anh lão quái đến trước khi đến, nhất cử bắt giữ tiêu phàm. Nói cách khác, phu linh cốc ân lão quái, thực sẽ trở thành vì đại chê cười. Lần này toàn lực ra tay, uy lực quả nhiên khác nhau rất lớn, ầm ầm nổ mạnh bên trong, vô số đại thụ bị phá hủy, hắc lân khổ tâm bố trí ảo trận, tức thì bị bàng nhiên sức lực từng khúc xé rách lại cũng khó có thể thành hình. Tiêu phàm thân hình, rốt cuộc hiển hiện ra, đứng ở cách đó không xa nhìn qua ân tính lão giả, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ý, tựa hồ không tin mình bố trí ảo trận, cứ như vậy bị công phá. Tiểu bối, nạp mạng đi. Ân tính lão giả thần niệm quét qua, lập tức tự có thể xác định, lần này tiêu phàm quả thật thật sự, cũng không phải ảo ảnh. Đưa tay một ngón tay đang tại tàn sát bừa bãi không thôi quang luân, mang theo khủng bố đến cực điểm khí tức, Hướng Tiêu Phàm chém tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mắt thấy Quang Luân muốn chém đến Tiêu Phàm, Tiêu Phàm lại không tránh không né, khóe miệng ngược lại hiện ra một tia nụ cười cổ quái, mang theo mỉa mai ý, đồng thời cũng xen lẫn cảm giác hưng phấn. Oanh, mà một tiếng. Nhưng vào lúc này, một đạo vừa thô vừa to lưới điện từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt chắn Tiêu Phàm trước mặt. Quang Luân hung hăng chém tại lưới điện phía trên. Lập tức tiếng sét đánh đại tác ngân sắc hồ quang điện loạn tránh. Nhìn như vô kiên bất tồi quang luân, lập tức đã bị cái này trương lôi võng cản trở xuống, tại lôi điện chi lực oanh kích phía dưới, mùi máu tanh bốn phía, đảo mắt tự lộ ra loan đao nguyên hình, ngoặt khom trên đao bổ sung cuồng bạo chi lực, đang tại phi tốc suy yếu. Bỗng nhiên một tiếng cao vút trong mây thét dài, một đạo đại bằng hư ảnh phóng lên trời, toàn thân lôi hồ lóng lánh, hai cánh như ngân, tại tiêu phàm đỉnh đầu một cái xoay quanh, mãnh liệt chui vào tiêu phàm trong cơ thể vốn là nhìn về phía trên đã muốn ngay kim đan trung kỳ tu vi cũng đã chẳng phải vững chắc tiêu phàm, bỗng nhiên trong lúc đó, tu vi mãnh liệt trướng, lập tức tự phá tan trung kỳ bình cảnh, đạt đến kim đan hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa khí tức vẫn còn một đường tăng vọt, trong nháy đã đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong trạng thái, thậm chí ẩn ẩn có đột phá hậu kỳ bình cảnh, đặt chân nguyên anh kỳ dấu hiệu. Tiêu phàm sắc mặt tái nhợt, cũng trở nên đỏ thấm như máu, trong mắt lóng lánh lấy cuồng bạo khí. Bá, ngân quang lóng lánh cánh bỗng nhiên tại tiêu phàm sau lưng mở ra kiện vũ như sắt mỗi một tấm lông vũ phía trên đều lóng lánh lấy ti ti từng sợi lôi hồ xoẹt chi tiếng nổ lớn cái gì điều đó không có khả năng ân tính lão giả sắc mặt lập tức đại biến bởi vì hắn thanh thanh sở sở mà chứng kiến tiêu phàm sau lưng cái kia một đôi cánh chim lại là thật sự sinh động tuyệt đối không phải hư ảnh chẳng lẽ tiêu phàm bản thể là một đầu biến hóa yêu cầm. Nhưng mà, hóa hình kỳ yêu cầm đúng vậy tương đương với nhân loại nguyên anh tu sĩ khủng bố yêu thú, thực lực thường thường tại đồng bậc nhân loại tu sĩ phía trên. Ân tính lão giả lập tức bác bỏ suy đoán của mình. Những thứ không nói khác, hóa hình kỳ yêu cầm quả quyết không có khả năng tại lệ thú cánh đồng hoang vu còn sống đi ra, sớm đã bị đại trận phong ấn chi lực diệt gỡ yêu ta chết. Bất quá rất nhanh, ân tính lão giả liền đem trong lòng nghi hoặc ném ra đến trời cao vân ngoại, một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Bỗng nhiên tại đỉnh đầu của hắn di động hiện ra, ân tính lão giả lập tức ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Chỉ thấy một tòa lôi quang bảo tháp, cao tới mấy trượng, chẳng biết lúc nào đã muốn ra hiện tại đỉnh đầu của hắn, tháp thân lôi lóng lánh, từng đoàn từng đoàn lôi điện, đang tại đáy tháp hội tụ, hình thành một cái màu ngân bạch lôi cầu. Vẻ này cực kỳ nguy hiểm khí tức, chính là từ nơi này cái lôi cầu thượng truyền tới đích trong chốc lát, ân tính lão giả chỉ cảm thấy sợ nổi ra gà. Thậm chí có có thể sẽ vẫn lạc không sai dự cảm. Đúng vậy hắn rõ ràng đối mặt, chỉ là một tên kim đan trung kỳ tiểu bối. Trong lúc này, ân tính lão giả cũng không kịp đi mảnh tư trong chuyện này tiền căn hậu quả. Dưới chân vừa động, liền định trước rời đi nơi đây nói sau. Mặc kệ cái này ảo thuật là như thế nào biến thành, dù sao tuyệt đối không thể ngốc núc ních mà đứng ở lôi quang thắp phía dưới, tùy ý thiên lôi oanh đỉnh tung tính toán hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ, bị như vậy cuồng bạo lôi điện chi lực đánh chúng, không chết cũng phải lột lớp ra. Ngay một khắc này, bốn phía không khí bỗng nhiên trở nên kiên hơn kim thiết, một cổ khổng lồ ngũ hành cấm chế chi lực, mãnh liệt gia tăng tại ân tính lão giả trên người. Ngũ hành cấm chế, ân tính lão giả lại là buồn cười lại là tức giận. Cái này tiểu bối vậy mà dùng như thế cấp thấp cấm chế chi thuật để đối phó chính mình đường đường nguyên anh tu sĩ quả thực chính là cố ý vẽ mặt. Đối với ân tính lão giả kinh ngạc phẫn nộ, tiêu phàm không chút nào để ý. Từng đạo vừa thô vừa to lôi hồ, từ hắn hai cánh gian không ngừng bắn ra. Liên tục không ngừng mà rót vào ân tính lão giả đỉnh đầu lôi quang bảo trong tháp, vượt qua xa tiêu phàm ngày bình thường thi triển lôi điện chi lực có thể so sánh đích. Tiêu phàm vậy mà lại một lần nữa nuốt vào lôi bằng máu huyết, cưỡng ép hát yêu ta ép kích phát lôi bằng biến thân. Biết rõ dùng hắn cảnh giới bây giờ, cưỡng ép hát yêu ta ép kích phát lôi bằng sau khi biến thân hoạn vô cùng, làm không tốt vừa mới tiến giai kim đan hậu kỳ cảnh giới, lại hội ngã xuống trở lại trung kỳ cảnh giới đi. Nhưng tiêu phàm không thèm quan tâm. Hắn đặt quyết tâm, dù cho trả giá lớn hơn nữa một cái giá lớn, cũng nhất định phải gỡ yêu ta ép chết ân tính lão giả. Không ai có thể ở trước mặt hắn như thế hung hăng càn quấy. Huống chi, lại có hai gã nguyên anh tu sĩ đã muốn chạy tới, tiêu phàm cũng đã kéo không nổi thời gian. Nhất niệm là sinh, nhất niệm là tử. Không có lựa chọn đường sống. Dùng hắn hiện tại kim đan hậu kỳ tu vi, cưỡng ép hát yêu ta ép kích phát lôi bằng biến thân về sau, uy năng mạnh, cũng xa không phải kim đan sơ kỳ lúc có thể so sánh đích. Tự hồ chỉ kém một đường, có thể đặt chân nguyên anh kỳ cảnh giới. Mắt thấy lôi cầu muốn bạo liệt mà mở, ân tính lão giả hét lớn một tiếng, một cổ khổng lồ cực kỳ sức lực từ hắn trên người bộc phát ra tiêu phàm dùng bốn miếng định thân phủ bố trí xuống ngũ hành cấm chế, lập tức đã bị này cổ sức lực phá tan. Nguyên anh tu sĩ toàn lực bộc phát khủng bố sức lực, thật sự không phải kim đan kỳ bùa có thể giam cầm được đích. Ân tính lão giả thân thể nhoáng một cái, muốn gấp độn mà đi. Định, tiêu phàm chố mắt hét lớn một tiếng. Ân tính lão giả chỉ cảm thấy dưới chân bỗng nhiên siết chặt, vừa mới có thể buông lỏng thân hình, lập tức lại bị một mực định tại đó. Một đôi thô giáp bàn tay lớn, theo lòng đất rỗi sắp xuất hiện đến, một mực bắt được hai chân của hắn mắt cá chân nơi. Từ nơi này xong thô giáp đại trong tay truyền đến cái kia cổ sức lực, ân tính lão giả lại quen thuộc bất quá. Thổ ma ngẫu, ân tính lão giả cúi đầu nhìn lại, lập tức ngay con mắt tử đô muốn chừng sắp xuất hiện đến. Cái này họ tiêu tiểu bối, vậy mà dùng hắn tỉ mỉ đào tạo hai mươi mấy năm thổ ma ngẫu để đối phó chính hắn. Quả thực lẽ nào lại như vậy? ân tính lão giả trong lúc nhất thời cơ hồ ngay phổi đều muốn tức điên liễu tương đương. Chỉ có điều dưới mắt, thật sự không phải tức giận thời điểm. Ân tính lão giả khóe miệng vừa động, thần niệm chi lực tuôn ra, muốn câu thông ẩn núp tại thổ ma ngẫu trong phân hồn, hướng xuống đất ma ngẫu hạ đạt chỉ lệnh. Nhưng mà sau một khắc, lần nữa lại để cho ân tính lão giả trợn mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra. Vậy mà không phản ứng chút nào. Thổ ma ngẫu trong cơ thể ẩn núp lấy cái kia một đám phân hồn, đã bị người diệt gỡ yêu ta chết. Điều đó không có khả năng. Ân tính lão giả nhịn không được ngưỡng thiên cuồng gào thét bắt đầu đứng dậy. Vốn là tiêu phàm theo lệ thú cánh đồng hoang vu vừa ra tới, hắn muốn thu hồi thổ ma ngẫu, chỉ là về sau liên tiếp biến cố phát sinh đắc quá nhanh, ân tính lão giả một mực không rảnh đến để ý tới việc này. Thổ ma ngẫu ẩn thân tại tiêu phàm trên tay trong chữ vật giới chỉ, hắn cũng câu thông không đến. Ai ngờ hiện tại một câu thông, này là thân thủ của hắn luyện chế hơn nữa đào tạo hai mươi mấy năm thổ ma ngẫu, rõ ràng đã muốn phản bội, hắn. Ân tính lão giả trong lòng phiền muộn, có thể nghĩ. Ân tiên sinh, nhân sinh cuộc sống trên đời, không tín không lập. Người lấy mạnh hát yêu ta ép yếu, chuyện xấu làm tuyệt. Có hôm nay kết cục như vậy, chính là tất nhiên kết cục. Cách đó không xa toàn thân lôi lóng lánh tiêu phàm, nhàn nhạt theo dõi hắn, lạnh lùng nói ra. Tiểu bối, đừng vội đắc ý muốn gỡ yêu ta ết ta người nằm mơ a à. thiên lôi oanh đỉnh tiêu phàm từng chữ từng chữ theo trong cổ tué ra mấy chữ này xét đánh một tiếng lôi quang đáy tháp bộ lôi cầu bỗng nhiên bạo liệt một đạo cửa đại hồ quang điện tuôn trào mà xuống tung tính toàn ân tính lão giả là nguyên anh tu sĩ giờ phút này cũng đã không có biện pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lôi hồ mãnh liệt oanh kích tại chính mình trên đỉnh đầu nửa tiếng kêu thảm thiết Lôi hồ tự ân tính lão giả trên đỉnh đầu nhập vào cơ thể mà vào, lập tức trên thân thể của hắn hiện ra một mảnh dài hẹp khe hở, từng đạo ngân sắc hồ quang điện tự trong cái khe lộ ra, sau đó cả người ầm ầm nổ tung, tính cả trong cơ thể nguyên anh cùng một chỗ, bị tạc đắc phấn thân toái cốt. Lôi hồ lại quét qua, vô số huyết nhục mảnh vụn cũng bị quét đắc sạch sẽ. Ân tính lão giả triệt để trên thế gian xóa tên. Chương 845: Xâm nhập lệ thú dãy núi đang tại cấp cấp hướng bên này chạy đến đạo độn quang mãnh liệt ngừng lại, từ đó hiển lộ ra Vu Linh Cốc cốc chủ thái sư tỷ cùng cát đen môn cát lão quái thân hình. Hai người này mắt thấy ân tính lão giả đuổi theo Tiêu Phàm thật lâu không trở lại, lo lắng ân tính lão giả xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rốt cục vẫn phải buông nguyên anh tu sĩ rụt rè chạy tới. Cứ việc thái sư tỷ cùng ân tính lão giả sư tỷ đệ trong lúc đó quan hệ không có thể thật tốt, cuối cùng là đồng tông đồng môn. Huống hồ ân tính lão giả đuổi theo tiêu phàm kết quả như thế nào, trực tiếp quan hệ đến Vu Linh Cốc lần này đánh cuộc xếp hạng sau cùng, Thái Sư Tỷ Thân là Vu Linh Cốc trưởng môn, cũng không thể ngồi yên không lý đến. Về phần cắt lão quái, thì là cùng ân tính lão giả mấy trăm năm giao tình, về tình về lý, cũng phải cùng Thái Sư Tỷ cùng một chỗ đuổi đến xem. Bọn hắn cũng không lo lắng tiêu phàm có thể đem bà ân tính lão giả thế nào, một cái kim đan trung kỳ tu sĩ mà thôi, được coi là cái gì chính thức đáng giá lo lắng chính là lệ thú dãy núi bên trong yêu thú. Mặc dù nói dãy núi biên giới đụng với đẳng cấp cao biến hóa yêu thú khả năng nhỏ nhất, lấy việc chỉ sợ vạn nhất. Hai người xa xa ở bên cạnh trong rừng rậm cảm nhận được ân tính lão giả khí tức, trong nội tâm buông lòng. Ai ngờ vừa vừa đuổi tới chỗ gần, bỗng nhiên trong lúc đó, ân tính lão giả khí tức biến mất, biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nửa phần đều không thừa xuống. Thái sư tỷ thủ đoạn một phen, tuyết trắng trong lòng bàn tay, hiện ra một khối màu đỏ sậm ngọc bài đến, chỉ thấy vốn là tinh xảo ngọc bài, đã muốn trở nên ảm đạm vô quang, hiện ra vô số vết giạt, ngọc bài trung ương, điêu khắc ân tính lão giả ảnh chân dung, trông rất sống động. Cát lão quái lập tức đảo rút một luồng lương khí, ánh mắt lộ ra cực kỳ kinh hãi thần sắc. Dùng hắn kiến thức, tự nhiên liếc thấy được đi ra, đây là ân tính lão giả bổn mạng bài. Thái sư tỷ là vu linh cốc trưởng giáo, trong cốc trọng yếu đệ tử bổn mạng bài, đều do nàng trưởng quản. Dưới mắt, ân tính lão giả bổn mạng bài đã vỡ. Chẳng lẽ đã muốn vẫn lạc mất? Điều này sao có thể? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơi khoảnh, cát lão quái ăn ăn nói. Từ cùng chính đạo tông môn những người kia bỏ đi binh tức chiến về sau, nhạc Tây Quốc chín đại ma tông đã có tương đối dài một thời gian ngắn không có nguyên anh tu sĩ ngoại ý muốn vẫn lạc. Thái sư tỷ sắc mặt, trở nên tái nhợt, Ân tính lão giả một khi vẫn lạc, Vu Linh Cốc tình cảnh. Lập tức sẽ trở nên cực độ gian nan, lập tức sẽ gặp tại Cửu Đại tông môn bên trong bài danh kế cuối, thậm chí là hay không còn có thể đưa thân Cửu Đại tông môn liệt kê, đều rất thành vấn đề. Thái sư tỷ thân là Vu Linh Cốc trưởng giáo, sau này thời gian đem phi thường gian nan, muốn quan tâm sự tình thật sự nhiều lắm. Ân sư để cuối cùng khí tức, ngay tại phía trước cái kia nơi trong rừng rậm, đường cắt hiếu, Chúng ta qua đi xem a. À. Thái sư tỷ không hổ là đứng đầu một phái, vô cùng có quyết đoán, lập tức liền chấn định lại, trầm giọng nói ra. Cát lão quái nhìn qua bên kia rừng rậm nhìn vài lần, chậm rãi nhẹ gật đầu. Nơi này cách lệ thú dãy núi biên giới còn có hơn vạn ở phía trong xa, dưới bình thường tình huống, biến hóa yêu thú không có khả năng chạy đến nơi đây đến. Hơn nữa, cho dù có một đầu biến hóa yêu thú giấu ở phía trước trong rừng rậm, bọn hắn bên này có hai gã nguyên anh tu sĩ, cũng không cần sợ hãi. Ân tính lão giả bổn mạng bài ngoài ý muốn vỡ vụn. Cũng nên làm tinh tường nguyên nhân mới được. Lập tức hai người dưới chân độn quang cùng một chỗ, trực tiếp hướng bên kia giày đặc lâm phi đi, so sánh với vừa rồi. Độn nhanh chóng chậm rất nhiều. Hai người đều đều mở ra hộ thể màn hào quang, một bộ cẩn thận từng ly từng tí, tập trung tư tưởng suy nghĩ để phòng bộ dạng. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua khó khăn lắm chống đỡ gần. Bỗng nhiên, một tiếng cao vút tiếng chim hót thẳng trùng vân tiêu, một đầu cực lớn chim đại bàng tự trong rừng rậm phóng lên trời, hướng bên này xa xa, nhìn một cái, liền là triển khai ngân quang lóng lánh cánh, trên cánh từng đợt lôi hồ lóng lánh. Hai cánh chấn động, thẳng hướng lệ thú dãy núi bay đi. Là hắn, thái sư tỷ cùng các lão quái lập tức đều sướng sở ngơ ngác một chút. Bốn mắt nhìn nhau, đều đều lộ ra tuyệt không tin thần sắc. Cặp kia ngân quang lóng lánh cánh phía dưới, chính là là một người loại thân hình, rõ ràng chính là tiêu phàm bộ dáng, hai người đều thấy nhất thanh nhị sở, tuyệt không sai lầm. Người này khí tức, làm sao sẽ trở nên như thế cuồng bạo? Giống như đã đạt đến kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, thậm chí, sau cảnh giới kia còn muốn lược cao nhất tuyến, kém nửa bước muốn bước vào nguyên anh kỳ liễu tương đương. Hơn nữa, cái kia hai cánh bàng lại là ở đâu ra? Hơi khoảnh, cát lão quái kinh ngạc vô cùng nói, đầy mãn chán nghi vấn. Thái sư tỉ hư lạnh một tiếng, nói ra, trước mặc kệ những này, bắt được hắn nói sau. Ân sư đệ hơn phân nửa chính là hắn hại chết đích, không nghĩ tới người này lại vẫn cùng yêu cầm có quan hệ. Vô luận như thế nào, nhất định phải đưa hắn trảo trở về. Cát lão quái thở dài, nói ra, được rồi, thái đạo hiếu, vô luận như thế nào, ta cùng ân đạo hiếu cũng là mấy trăm năm giao tình. Lần này, ta liền cho cùng ngươi đi một lần a. À coi như là ta đối với ân đạo hữu cuối cùng tận một phần tâm. Như vậy đa tạ đường cắt hiếu rồi, đợi bắt được cái này tiểu bối, th yêu ta ép thân nhất định thâm tạ. Không dám, hai người trong miệng nói chuyện, dưới chân nhưng lại nửa phần cũng không còn nhàn rỗi, sớm đã độn quang nổi lên, cắn chặt phía trước bằng ảnh, cấp tốc đuổi theo. Ba đạo độn quang, một trước hậu, ở trên không trung cực tốc phi đột, bất quá sau một lát, đã bay ra thật xa. Thái đạo hiếu, tiểu tử này đột nhanh chóng nhanh như vậy, cứ theo đà này, chúng ta nhưng chưa hẳn đuổi đến lên A. Màu đen độn quang ở bên trong, cát lão quái có chút lo nghĩ nói. Nguyên lai like tưởng rằng đuổi theo một gã kim đan kỳ tiểu bối, không cần tốn hao quá nhiều thời gian có thể đuổi theo, ai biết tiêu phàm hóa thân đại bằng về sau, độn nhanh chóng cực nhanh, chút nào cũng không tại hai gã nguyên anh tu sĩ phía dưới, đuổi cái này hồi lâu, thái sư tỷ cùng các lão quái sướng sở là không có cách nào đem khoảng cách gần hơn mảy may. Thái sư tỉ cười lạnh nói, Đường Cát Hữu không cần phải lo lắng, tiểu tử này thân mình chỉ có Kim Đan trung kỳ tu vi, điểm này Đường Cát Hữu cũng nhìn thấy, chắc chắn sẽ không sai đích. Hiện tại không biết sử dụng loại bí pháp nào, mới có thể năng lực biến thành bộ dáng như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, loại này biến thân thần thông khẳng định hao tổn rất lớn pháp lực chân nguyên. Ta không tin cái này tiểu bối có thể một mực bảo trì tốc độ như vậy. Phía trước cách đó không xa chính là lệ thú dãy núi. Hắn nếu không phải muốn tự sát lời mà nói, nhất định phải muốn thay đổi phương hướng. Chờ hắn pháp lực hao hết thời điểm, nhìn hắn còn có cái gì tuyệt chiêu. Nếu như tiểu tử này liều lĩnh, xâm nhập đến lệ thú dãy núi ở chỗ sâu trong, lại đương làm như thế nào? Vậy hắn cũng là chỉ còn đường chết, mặc kệ như thế nào, quyết không thể lại để cho hắn chạy đến địa phương khác đi. Nếu không nghe lời, không chỉ nói chúng ta Vu Linh Cốc, cả nhạc Tây quốc cửu đại tông môn thể diện đều mất hết. Thái sư tỷ âm hiểm nói. Nhạc Tây Quốc cửu đại tông môn Nguyên Anh kỳ trưởng lão, cư nhiên bị một gã từ bên ngoài đến kim đan kỳ hậu bối diệt gợi yêu ta chết, cả nhạc Tây Quốc cửu đại tông môn đại đánh cuộc, đều muốn trở thành trò cười. Cát lão quái lại thở dài. Cái này cũng nói đúng. Nếu thật là nói như vậy, tự lại để cho tiểu tử này đi lệ thú dãy núi tự sát tốt rồi, tránh khỏi bắt trở về, còn muốn tính toán đánh cuộc thành tích. Bất quá Vu Linh Cốc chỉ còn lại có một gã nguyên anh tu sĩ, phải chăng còn có tư cách tham gia cái này đánh cuộc bài danh, đều muốn nói. Sau lưng đuổi sát hai người đều có tâm tư, phía trước cực tốc chạy trốn tiêu phàm nhưng cũng là âm thầm kêu khổ. Giống như Thái Sư Tỷ phân tích cái kia dạng, bảo trì hiện tại độn nhanh chóng với hắn mà nói, cũng không phải quá dễ dàng sự tình, nhất định phải bảo trì lôi bằng biến thân. Một khi cái này biến thân chống đỡ không nổi đi, hắn lập tức cũng sẽ bị hai gã nguyên anh kỳ lão quái đuổi theo. Đến lúc đó, đều không cần phải thái sư tỷ cùng các lão quái ra tay, chính hắn sẽ chống đỡ không nối. Lần trước cưỡng ép hát yêu ta ép kích phát lôi bằng biến thân, chọn vẹn điều dưỡng một hai tháng, mới rốt cục khôi phục lại. Lần này vì diệt sát đại địch, lôi bằng biến thân kích phát đắc càng thêm triệt để, đối với thân thể thương tổn cũng càng lớn. Mắt thấy thái sư tỷ cùng các lão quái ở phía sau bên cạnh theo đuổi không bỏ, tiêu phàm rơi vào đường cùng, chỉ có thể trực tiếp hướng lệ thú dãy núi kích bắn đi, chút nào cũng không thể thay đổi phương hướng. Chỉ có xâm nhập lệ thú dãy núi, mới có thoát khỏi truy binh một đường hy vọng. Về phần xâm nhập lệ thú dãy núi về sau, sẽ đụng phải loại nào gian nguy, nhưng lại đành phải vậy. Suốt cục, lệ thú dãy núi cao lớn nguy nga thân ảnh ra hiện tại trước mắt, một cổ không giống người thường hoang dã khí tức, đập vào mặt. Cứ việc lệ thú cánh đồng hoang vu là lệ thú dãy núi kéo dài, nhưng dù sao cùng lệ thú dãy núi không thể so sánh nổi. Lệ thú dãy núi làm cho người ta nguy hiểm cảm giác, vượt qua xa lệ thú cánh đồng hoang vu có thể so sánh đích. Tiêu phàm không chút do dự, vỗ hai cánh, xông thẳng đi vào, ngay tại dãy núi trên không, dương cánh bay nhanh. Bá cộng, thái sư tỷ cũng không chút do dự đuổi đi vào, cắt lão quái theo sát phía sau. Lệ thú dãy núi đối với bình thường tu sĩ mà nói, đương nhiên là nguy cơ trùng trùng, tung tính toán chỉ ở biên giới nơi hoạt động, cũng rất dễ dàng lọt vào lợi hại yêu thú tập kích, nhưng đối với tại hai gã nguyên anh tu sĩ mà nói, chỉ cần không phải biến hóa yêu thú, bình thường yêu thú cũng không tạo thành quá lớn uy hát yêu ta ép. Cũng không biết là tiêu phàm vận khí đặc biệt tốt có lẽ hay là đặc biệt xấu, chọn vẹn lại hướng dãy núi ở chỗ sâu trong phi hành mấy ngàn dặm trên đường đi vậy mà cũng không có gặp được cái gì lợi hại yêu thú cản đường, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít cấp thấp, thấp phi hành yêu thú hoặc là yêu cầm, cũng bị tiêu phàm thi triển phích lịch thủ đoạn hồ quang điện lè lè khoảng cách diệt g iota s sạch cứ việc tiêu phàm cũng không phải nhạc tây quốc bản thổ tu sĩ nhưng cũng biết cái này đã muốn xem như lệ thú dãy núi ở chỗ sâu trong rồi vô cùng có khả năng tồn tại hóa hình kỳ đẳng cấp cao yêu thú tung tính toán đối với nguyên anh tu sĩ đều có thể tạo thành u h iota ép. nhưng mà thái sư tỷ cùng các lão quái vẫn còn phía sau theo đuổi không bỏ tiêu phàm rơi vào đường cùng chỉ có thể kiên trì tiếp tục xâm nhập một hồi bén nhọn chim hót bỗng nhiên tại trên chín tầng trời chấn vang lên, cao cao trời xanh phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một đám điểm đen, trong nháy mắt, tự trở nên thập phần rõ ràng, dĩ nhiên là một đám đỉnh đầu chọc, cổ dài nhỏ, bộ dáng cực kỳ xấu xí quái điểu, quái điểu trường lửa cháy hồng điểu quan, hai cánh mở ra, cánh phát triển chừng ba trượng đã ngoài, điện mục thiết mỏ, lợi trảo như cái móc, trên người linh lực chấn động mạnh mẽ vô cùng, vậy mà đều đều là thất cấp đã ngoài yêu cầm, trong đó chỉ ít có hai đầu là cửu cấp yêu cầm. Bát cấp yêu cầm có 6-7 đầu nhiều. Chín càng điều. Thái sư tỷ cùng cát lão quái nhẹ nhàng hít một hơi lương khí, không hẹn mà cùng mà đè xuống độn quang. Chín càng điều là lệ thú dãy núi nổi danh hung cầm, cứ việc nhóm này chín càng điều bên trong cũng không có hóa hình kỳ trên 10 cấp yêu cầm, thực sự tuyệt khó đối phó. Thực tế tại đây đã là lệ thú dãy núi ở chỗ sâu trong, một khi ở chỗ này đại chiến, nhất định sẽ đưa tới mặt khác càng cường đại hơn yêu thú. Cũng may những này chín càng điều mục tiêu rõ ràng cho thấy tiêu phàm biến thành đại bằng đối với thái sư tỷ cùng các lão quái chính mắt cũng không nhìn một chút, trực tiếp hướng tiêu phàm mãnh liệt phốc mà đi. Audio điện tử võ tấn bền chương 846 Thú Ngữ Vừa thấy những này chín càng điều khí thế hung hung bộ dạng, tiêu phàm trong mắt tàn khốc lóe lên, không nói hai lời, hai cánh mở ra, một cổ thẳng truy nguyên anh kỳ tu sĩ khủng bố khí tức nhập vào cơ thể ra, vô số ngân sắc lôi hồ hiện lên, chỉ thấy khắp thiên đô là điện quang, hóa thành một chương cực lớn lôi võng, hướng đám kia chín càng điều mãnh liệt oanh mà xuống. Cách đó không xa thái sư tỷ cùng các lão quái đều âm thầm kinh hãi. Người này kim đan kỳ tiểu bối quả nhiên có chút quỷ môn đạo, vậy mà lập tức bộc phát ra cường đại như thế khí tức, khó trách ân tính lão giả sẽ chết tại trong tay của hắn. Lôi quang hiện lên, chín càng điều một hồi đại loạn, tứ tán chạy trốn. Ngay sau đó, không trung lông chim bay tán loạn, bầy điều loạn minh, một cổ mùi khét lẹt xa xa truyền đến. Vài đầu khổng lồ chim to toàn thân lông chim bị cháy sạch sạch bong, hóa thành từng đoàn từng đoàn lộ ra tiêu hương thịt nướng, từ không trung đảo trồng xuống đi. Tiêu phàm cái này hung mãnh lôi điện một kích, lại một hơi diệt sát năm sáu đầu thất cấp yêu cầm, còn lại bát cấp cửu cấp yêu cầm, cũng trên người khét lẹt, mỗi người mang thương vốn là hung thần ác sát chín càng điều, không hẹn mà cùng mà hướng không chung né tránh, tự giác cùng tiêu phàm kéo ra khoảng cách. Liều lĩnh mà thả ra cái này một bô rê điện về sau, tiêu phàm rốt cuộc chống đỡ không nối, hai cánh vừa thu lại, đập vào toàn tử xuống phía dưới phương dãy núi thẳng rất xuống đi. Thái sư tỷ cùng các lão quái thấy thế đại hỉ, lập tức cũng không đi quản những kia thất kinh chín càng điều, độn quang cùng một chỗ, muốn hướng tiêu phàm đuổi theo. Hai người đều là đã sống mấy trăm năm lão quái vật, cơ hội như vậy, làm sao có thể bỏ qua. Một tiếng sắc nhọn chim hót, loạn cả một đoàn chín càng điều thấy thế, lập tức lại hùng hổ về phía lấy thái sư tỷ cùng cát lão quái đánh tới. Tại đây lệ thú dãy núi ở chỗ sâu trong, nhân loại tu sĩ không thể nghi ngờ hội không hề lý do lập tức trở thành yêu thú yêu cầm mục tiêu công kích. Lúc trước bị tiêu phàm một hơi diệt sát sáu bảy tên đồng loại oán khí, tự nhiên đều muốn rơi tại kẻ đến sau trên người. Xúc sinh, thật sao muốn chết sao? Thái sư tỷ trên mặt sát khí lóe lên, ống tay áo run lên, muốn ra tay. Liền vào lúc này, một tiếng kinh thiên gào thét tự phía dưới trong núi rừng chuyển đến, xuyên đeo kim liệt thạch, thẳng thấu cửu thiên. Vốn là hung hoành vạn đoan chín càng điểu vừa nghe cái này thanh âm gào thét. Lập tức liền tượng nhận lấy nào đó kinh hãi giống nhau, lại ào ào hướng không chung bay đi. Tại cực cao trời xanh phía trên xoay quanh đảo quanh, cũng không dám đánh về phía phía dưới núi rừng, lại không muốn như vậy rời đi một bộ trần chờ bất quyết bộ dạng. Thái sư tỷ cùng các lão quái sắc mặt, cũng trở nên cực kỳ khó coi, hai người độn quang cùng một chỗ, đồng thời lui về sau hơn 10 trường. Một tiếng này kinh thiên gào thét ở phía trong lộ ra uy áp, không hề nghi ngờ. Là xuất từ hóa hình kỳ yêu thú, cửu cấp yêu thú tuyệt đối không có khả năng cho hai người bọn hắn vị nguyên anh kỳ tu sĩ tạo thành như vậy tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi cảm giác. Sẽ không biết trong núi rừng này đầu biến hóa yêu thú, Rốt cuộc là thập cấp yêu thú có lẽ hay là cấp 11 yêu thú? Nếu như là thập cấp yêu thú, hắn hai người liên thủ, tự nhiên một trận chiến còn có thể chiếm cứ thượng phong. Nếu như là cấp 11 yêu thú, đó là tương đương với nhân loại nguyên anh trung kỳ tu sĩ đại năng người, thực lực thường thường so cùng giai nhân loại tu sĩ rất cao một bậc. Hai người bọn họ tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ liên thủ, cũng hơn nửa không địch lại. Thực tế quan trọng hơn chính là, tại đây đã là lệ thú dãy núi ở chỗ sâu trong xem như thập cấp yêu thú. Vạn nhất triệu hoán đến một đoàn cấp thấp yêu thú vây công, hai người bọn họ cũng chỉ có chạy chối chết phần, thậm chí không nghĩ qua là. Còn có thể vẫn lạc tại lần này. Đang lúc thái sư tỷ nghiến răng nghiến lợi, cầm bất định chú ý thời điểm, cát lão quái chậm rãi nói ra, thái đạo hiếu, đã tiểu tử này rơi vào rồi biến hóa yêu thú trong tay, đó là 10 đủ 10 hữu tử vô sinh liễu tương đương. Chúng ta không có phải ở chỗ này lãng phí thời gian, vạn nhất kinh động nơi này mặt khác yêu thú, phiền toái cũng không nhỏ. Thái sư tiểu oán hận nói ra, không có tự tay bắt lấy tiểu tử kia, luôn khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Ai nói không phải đâu rồi, ta cùng ân đạo hữu cũng là mấy trăm năm giao tình. Đúng vậy, lấy việc còn muốn theo lâu dài suy nghĩ, không thể hành động theo cảm tình. Vu Linh cốc hơn một ngàn đệ tử, sau này đều muốn dựa vào đạo hữu một mình duy trì, đạo hữu trên vai trọng trách. Thật sự không nhẹ a hát cát lão quái thâm ý sâu sắc nói. Các người Vu linh cốc đã chết rồi một gã nguyên anh tu sĩ, người nếu ra lại cái gì cảm bấy, Vu linh cốc đã có thể triệt để xong đời. Đó cũng không phải là còn có thể hay không đưa thân chín đại ma tông vấn đề, mà là sinh tồn vấn đề. Không có nguyên anh tu sĩ tỏa chấn, Vu linh cốc làm không tốt cũng sẽ bị mặt khác ma tông phân chia hết liếu tương đương. Nói sau, cát lão quái cũng biết thái sư tỷ luôn mồm nên vì ân tính lão giả báo thù rửa hận, nhưng thật ra là ghi nhớ lấy tiêu phàm trên người cái kia chữ vật vòng tay. Đã như vậy, cát lão quái cũng không muốn tiếp khách. Hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt, lại làm cho hắn đi bốc lên vẫn lạc phong hiểm, ai là đồ ngốc không được. Không chỉ nói ân tính lão giả đã bị diệt, cho dù êm đẹp đứng ở chỗ này, các lão quái cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng hắn đi bốc lên như vậy phong hiểm. Giao tình quy giao tình, nhà mình tánh mạng đúng là vẫn còn đệ nhất vị đích. Thái sư tỷ liếc cát lão quái liếc, cặp môi đỏ mỏng khẽ cắn, hơi khoảnh, trầm giọng nói ra, đừng cắt hiếu, người nếu như nguyện ý cùng th yêu ta ép thân đi đến cái này một lần, sau khi chuyện thành công, th yêu ta ép thân tất có thâm tạ. Cát lão quái ha ha cười một tiếng, nói ra, thái đạo hiếu, không phải xa mỗ không giảng nghĩa khí, thật sự là không có cái này tất yếu liễu tương đương. Cái kia họ tiêu tiểu tử, đã rơi vào rồi hóa hình kỳ yêu thú trong tay, cái kia là tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta cần gì phải làm cái này không dùng được sự tình đâu này. Thái đạo hữu là đứng đầu một phái, cái gì nhẹ cái gì nặng, phải làm được chia rất rõ ràng mới được là. Đang tại do dự chi tế, lại một tiếng gào thét phóng lên trời, mơ hồ mang theo ý uy hát yêu ta ép. Hai gã nhân loại nguyên anh tu sĩ tại núi rừng trên không xoay quanh, người này hóa hình kỳ yêu thú, tự nhiên có thể cảm ứng được đến. Ngay sau đó, vô số thú giống thanh âm tại phía dưới chấn vang lên, thanh thế cực kỳ to lớn. Cát lão quái sắc mặt hơi đổi, hai tay ôm quyền nhún, nói ra, thái đạo Hữu nơi này không nên ở lâu. Sa mỗ đi trước một bước liễu tương đương. Một lời vừa tất, cát lão quái dưới chân độn quang cùng một chỗ, quay đầu bước đi, một lát cũng không muốn lại dừng lại. Thái sư thì tức giận đến má phấn đỏ bừng, răng ngà cắn đắc khanh khách rung động, mắt thấy cát lão quái thân ảnh đã muốn đi xa, rất nhanh hóa làm một người điểm đen, biến mất ở chân trời, Thái sư tỷ không có đầy bụng oán khí cùng không cam lòng, lại cũng không khỏi không trong chớp mắt rời đi. Làm cho nàng một người đi đối mặt một đầu hóa hình kỳ yêu thú cùng vô số cấp thấp yêu thú, quả thực chính là hay nói giỡn liễu tương đương. Không chung hai gã nguyên anh tu sĩ bất đắc dĩ mà đi, trong núi rừng, tiêu phàm tình cảnh lại càng không lạc quan. Từ giữa không chung gấp rơi mà hạ, tiêu phàm thật vất vả mới nhắc tới cuối cùng một tia chân nguyên pháp lực miễn cưỡng khống chế được thân hình, không có rơi chật vật không chịu nổi, lại cũng đã vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể lưng tựa một khối nham thạch, nằm tại đó, há mồm thở dốc, trên mặt hiện lên một mảnh cực không bình thường đỏ thấm sắc. Bóng đen lóe lên, hắc lân tự linh thú hoàn ở phía trong một nhảy ra, đứng ở tiêu phàm bên người, đỉnh đầu huyễn hóa ra đầy đặn hắc y thiếu nữ bộ dáng, cấp cấp nói ra chủ nhân, làm sao ngươi giảng. Tiêu phàm miễn cưỡng cười một tiếng, không có trả lời nàng, ngón tay vừa nhấc, một cổ cát vàng bay cuộn ra, ngay tại chỗ nhất quyền, hóa thành một gã sáu xích cao màu vàng đất đại hán, cầm trong tay song chùy uy phong lẫm lẫm thủ vệ ở bên. Bất quá tung tính toán tiêu phàm đã muốn thả ra thổ ma ngẫu, tại đây lệ thú dãy núi ở chỗ sâu trong, cũng xa xa không đủ để bảo vệ an toàn của hắn. Tại hắc lân dưới sự trợ giúp, tiêu phàm vừa mới lấy ra một khỏa đan dược ăn vào, còn chưa kịp khoanh chân ngồi xuống luyện hóa, liền là biến sắc, hắc lân biến thành đầy đặn thiếu nữ, cũng đã biến sắc. Bốn phía trong rừng rậm, thú tiếng hô nổi lên, tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, theo bốn phương tám hướng chuyển tới. Tiêu phàm đáy mắt lục mang chớp động, thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn, chỉ thấy vô số yêu thú, đang tại lách vào lách vào nhốn nháo, phía sau tiếp trước về phía bên này vào tới, trong đó không thiếu thất cấp đã ngoài đẳng cấp cao yêu thú khi tức. Chủ nhân, chúng ta trước lúc này rời đi thôi. Hắc lân vội vã nói. Tiêu phàm lắc đầu, nhẹ nói nói, không dùng, hắc lân, ta không nhúc nhích được. Ta có người đi, hắc y thiếu nữ mân mê miệng, quật cường nói. Tiêu phàm khe khẽ thở dài, vẫn là hơi lắc đầu. Đã muốn đi không xong liễu tương đương. Trong nháy mắt, bốn phía rừng rậm trung đô có yêu thú xông ra, tiêu phàm thần niệm quét qua, không khỏi khổ cười ra tiếng, bốn đầu cửu cấp yêu thú, bát cấp yêu thú hơn mười đầu, thất cấp trở xuống yêu thú, càng là vô số kể như thế phần đông đẳng cấp cao yêu thú, tung tính toán tại hắn toàn thịnh thời kỳ, có thổ ma ngẫu cùng hắc lân tương trợ, cũng tuyệt đối không phải địch thủ. Chớ đừng nói chi là, hắn hiện tại chân nguyên khô kiệt, pháp lực hao hết, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không nhúc nhích được. Chỉ là, tại đây coi như là lệ thú dãy núi ở chỗ sâu trong, theo lý cũng sẽ không tại góc chi địa tập trung cái này rất nhiều đẳng cấp cao yêu thú. Cùng bình thường loại thú đồng dạng, yêu thú cũng có tất cả địa bàn, cái gọi là một núi không để cho nhị hổ. Tại nhất định trong phạm vi, cửu cấp hoặc là bát cấp yêu thú, đều có được địa bàn của mình, giống nhau không cho phép mặt khác yêu thú chia sẻ. Hắn vừa mới một chuyện lạc nơi đây, thì có nhiều như vậy yêu thú xông tới, bên trong có nguyên nhân. Bất quá, vô luận là loại nào nguyên nhân, với hắn mà nói, chắc chắn sẽ không là gì chuyện tốt. Theo bốn phía yêu thú tham lam vô cùng trong ánh mắt, có thể nhìn ra được yêu thú nội đan đối với người loại tu sĩ là đại bổ vật, nhân loại tu sĩ máu huyết, kim đan nguyên anh, đối với yêu thú mà nói, cũng đồng dạng thập toàn đại bổ. Hắc lân thân thể run lên, đầy đặn thiếu nữ hư ảnh bỗng nhiên về tới trong cơ thể, miệng một phát ra cực kỳ cổ quái thanh âm. Một đầu nguyên vốn đã có chút kềm nén không được con báo hình dáng cửu cấp yêu thú, nghe vậy hơi sững sờ, lập tức tự đình chỉ thấp giọng gào thét, miệng vừa đồng, cũng phát ra cùng loại cổ quái thanh âm tiêu phàm ánh mắt sáng ngời. Hắc lân cắn nuốt ngọc Uyển nhi nguyên thần về sau, cũng học xong thú ngữ. Cùng con báo hình dáng yêu thú nói chuyện với nhau vài câu về sau, hắc lân trên người khí thức bỗng nhiên đại thịnh, một đạo hai trượng dài hơn mãnh thú hư ảnh di động hiện ra, ngửa mặt lên trời làm ra giống to bộ giạc, mặc dù không có thanh âm phát ra, thực sự uy phong lẫm lẫm. Vừa thấy được đạo này mãnh thú hư ảnh, những kia dục dịch đám yêu thú, lập tức đều phát ra hoảng sợ ô ô thanh âm, không ít cấp thấp yêu thú thậm chí lập tức phủ phục trên mặt đất, gần xốp giòn cốt mềm, động cũng không dám động. Tung tính toán cái kia vài đầu cửu cấp yêu thú, trong mắt cũng hiện lên một vòng sợ hãi ý. con báo hình dáng yêu thú tựa hồ là nhóm này yêu thú thủ lĩnh, mặt khác ba đầu cửu cấp yêu thú, đều không lên tiếng. Chính là do hắn đang cùng Hắc Lân nói chuyện với nhau, thấy Hắc Lân huyễn hóa ra đến mãnh thú hư ảnh, con báo hình dáng yêu thú trong mắt dị sắc lóe lên, đang muốn mở miệng, lại bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Tất cả yêu thú đều đồng loạt về phía một phương hướng khác nhìn lại. Đông đông đông, trầm trọng tiếng bước chân vang lên, tựa hồ có một đầu quái vật khổng lồ đang tại đi về phía bên này. Mỗi đi một bước, mặt đất liền chấn động xuống. Chương 847, yêu thú cũng sẽ sinh bệnh. Tất cả yêu thú đều đều an tĩnh lại, thực tế những kia cấp thấp yêu thú, lại càng nằm sắp lấy, càng thêm không dám động. Trong nháy một đầu cao tới mấy trượng yêu thú ra hiện tại tiêu phàm trong tầm mắt. Cái này còn yêu thú, toàn thân màu nâu nhạt, cực kỳ giống gấu ngựa. Chỉ là gấu ngựa cố nhiên là tiêu phàm đã từng biết lớn nhất gấu loại, cùng cái này con yêu thú so sánh với, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Cái này con yêu thú thân cao mấy trượng, bàng rộng rãi eo tròn, so bình thường gấu ngựa đại gấp 10 lần cũng không dừng lại, cản đường tính ra ôm vừa thô vừa to cây, bị hắn tiện tay một trường, liền nhổ tận gốc bay ra thật xa. Thân cao lực lớn, cũng tịnh không để tại hôm nay tiêu phàm trong mắt, nhưng thần niệm quét qua phía dưới, tiêu phàm liền ngầm cười khổ một tiếng, buông tha cho đem ra sử dụng thổ ma ngẫu cùng hắc lân cùng cái này yêu thú phóng đối với ý định. Này đầu gấu ngựa yêu thú, thậm chí có nguyên anh kỳ tu sĩ khí tức, thậm chí so bình thường nguyên anh tu sĩ càng cường đại hơn ba phần, cùng nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong lang tính chậm mặt lão giả không sai biệt lắm. Thổ ma ngỗ tuy nhiên cũng cũng đủ cường đại, Hắc Lân trước đó không lâu cũng tiến dài thành bát cấp yêu thú, nhưng cùng với này đầu gấu ngựa yêu thú đối địch, rõ ràng không thể nào là đối thủ. Chớ đừng nói chi là, nơi đây còn có bốn đầu cửu cấp yêu thú, cùng hơn 10 đầu bát cấp yêu thú, thất cấp yêu thú vô số kể. Nếu như cái này tính toán là một môn phái lời mà nói, thực lực đã cùng vu linh cốc tương đương. Gấu ngựa yêu thú mắt nhỏ ở phía trong sạch bong chấp động, tựa hồ linh trí không thấp bình thường yêu thú muốn mở ra linh trí rất không dễ dàng, một khi mở ra linh trí về sau, tốc độ tu luyện muốn tăng nhiều, tăng thêm yêu thú thân mình thiên phú thần thông, thường thường so cùng giai tu sĩ càng cường đại hơn vài phần. Chỉ là, theo tiêu phàm biết, nguyên anh kỳ yêu thú giống nhau đều có thể hóa thành nhân hình rồi, này đầu gấu ngựa yêu thú, vì sao không có đổi huyễn hình thể? Chẳng lẽ, chính mình thần niệm sản đã sinh cái gì ảo giác, này đầu gấu ngựa yêu thú cũng không phải chân tránh biến hóa yêu thú? bất quá, tiêu phàm rất nhanh tự biết mình sai rồi. Gấu ngựa yêu thú đi nhanh đi vào tiêu phàm trước mặt, nặng nề phun ra một ngụm vừa thô vừa to khí tức, mắt nhỏ quay tròn chuyển động vài cái, chỉ ở hắc lân cùng thổ ma ngẫu trên người khẽ quét mà qua, liền ngừng lưu tại tiêu phàm trên người, trên mặt lộ ra nhân cách hóa kinh ngạc thần sắc. Nhân loại tu sĩ Lập tức, gấu ngựa yêu thú ong ong kêu lên, chân đắc tiêu phàm màng nhĩ ẩm ẩm rung động. Tiêu phàm như trước nằm tại đó, nỗ lực nhẹ gật đầu, ánh mắt bình thản, đã vô địch xem tâm tình, cũng không thấy sợ hãi hoảng sợ ý. Vừa rồi cái kia chim đại bàng biến thân, là ngươi thi triển đi ra hay sao? Thấy tiêu phàm như vậy chấn định bộ dạng, gấu ngựa yêu thú trong mắt hiện lên một vòng kinh dị, lập tức lớn tiếng quát hỏi nói. Đúng vậy, tiêu phàm như trước rất nỗ lực mà đáp. Đúng vậy ta xem trong cơ thể ngươi, cũng không có chúng ta thú tộc huyết mạch. Ngươi là như thế nào làm được điểm này hay sao? gấu ngựa yêu thú dưới cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú tiêu phàm, ong ong mà hỏi thăm. Tiền bối, tại hạ bị thương rất nặng, nhất thời bán hội không có biện pháp giải thích cho ngươi tinh tường. Chờ ở hạ tổn thương càng về sau, lại hướng tiền bối tinh tế giải thích như thế nào. Tiêu phàm trầm mặc một lát, mới xúc đủ khí lực, miễn cưỡng nói ra như vậy một đoạn lời nói đến. Tổn thương càng về sau. Gấu ngựa yêu thú ngửa mặt lên trời cười ha hả, lại càng chấn động khắp nơi, một ít tu vi khá thấp yêu thú, phục phục trên mặt đất, lạnh run. Không có khả năng rồi, ta cũng không có như vậy kiên nhẫn chờ người tổn thương càng. Nhiều năm như vậy, đến người tới chỗ này loại tu sĩ ít càng thêm ít, ta lập tức muốn móc ra người kim đan, cho con của ta nuốt vào, đây chính là đại bổ vật, đối với con của ta thân thể, có chút hít hít lợi. Còn có lời gì, người tranh thủ thời gian nói đi. Gấu ngựa yêu thú nói xong, thân thể nhoáng một cái một hồi văn nước loại chấn động khuếch tán đi ra ngoài, trong nháy, tự biến ảo thành một cái thân cao tám thước tráng hán, cả người đầy cơ bắp, người mặc một kiện màu vàng đất chiến giáp, lực lượng cảm giác mười phần. Khuôn mặt lông mềm như nhung đích, hai tai rất tròn, còn lưu lại lấy rất rõ ràng loại thú dấu vết. Mèo ô, hắc lân một tiếng phẫn nộ thét lên, thoáng một tí ngăn ở tiêu phàm trước người, thân hình một cung, toàn thân bộ lông đứng đấy, trợn mắt tròn xoe, hung dữ mà nhìn thẳng tráng hán một bộ tùy thời chuẩn bị dốc sức liều mạng bộ dáng. Mặt lông tráng hán khinh thường mà cười lạnh một tiếng, chính mắt cũng không nhìn hắc lân liếc. Một đầu bát cấp linh thú mà thôi, nơi nào sẽ đặt ở trong lòng của nó. Hắc lân, tiêu phàm miễn cưỡng kêu một tiếng, ngừng hắc lân vô vị tiến hành. Dù sao không là đối thủ, uổng mạng ích lợi gì. Tiền bối, vị này chính là lệnh lang A. Tiêu phàm ánh mắt, vượt qua mặt lông đại hán, rơi ở bên cạnh một đầu tuyết trắng viên hầu trên người. Cái này viên hầu ước chừng năm thước chiều cao, tại viên hầu loại bên trong, có thể coi là là tương đối cao đại rồi, toàn thân bộ lông tuyết trắng, hai tay ôm một làn da hồng hồng thú con, giống như nhân loại trẻ mới sinh lớn nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, gầy đắc xương bọc ra, nếu không phải ngẫu nhiên hội hô hấp thoáng một tí, thật đúng là sẽ bị người cho rằng là một cái vật chết. Cái này thú con như thế thật nhỏ, cùng gấu ngựa yêu thú hoàn toàn không giáp với, nói chúng là phụ tử, xác thực cần siêu cường sức tưởng tượng. Bất quá tiêu phàm biết rõ, tại loại thú bên trong, loại tình huống này rất thông thường. Một ít sau khi thành niên thân hình cực kỳ hùng tráng loại thú, mới sinh ra thời điểm, lại nhỏ đến thương cảm, cùng thành niên thể không có chút nào chỗ tương tự. Tuyết này bạch viên hầu, cũng có lục cấp yêu thú linh lực chấn động, tựa hồ là mặt lông tráng hán chuyên môn vì nhi tử tìm, bảo mẫu. Vừa rồi mặt lông tráng hán không được biến thân trước kia, cao tới mấy trượng một đầu cực lớn gấu ngựa, đem tuyết trắng viên hầu cùng hắn ôm ấp thú con che đậy đắc nghiêm nghiêm thực thực. Không đợi mặt lông đại hán nói chuyện, tiêu phàm thở gấp thở ra một hơi, lập tức nói tiếp, nhìn lệnh lang cái này tình hình, hẳn là bị thương thai khí bố trí. Phải cứu hắn cũng không khó, nhưng tiền bối như vậy lung tung cho nó nuốt kim đan máu huyết cái gì đích, không có chỗ tốt gì. Mặt lông đại hán sắc mặt bỗng nhiên một bên, trong hai mắt sạch bong nhấp nháy, kêu lên, người hội chữa bệnh ngươi là lang trung tiêu phàm bỗng nhiên ở phía trong ký bắt đầu đứng dậy tuyên bố rõ ràng chân quân đã từng cùng hắn nói về tại tu chân giới lang trung thật là đặc biệt một loại người phi thường hiếm thấy nhưng lại phi thường bị người hoan nghênh chỉ là không nghĩ tới cái này con yêu thú rõ ràng cũng biết lang trung trong lúc này tiêu phàm tự nhiên không biết khiêm tốn nhẹ gật đầu nhẹ nói nói tại hạ xác thực là lang trung ngươi thật là lang trung có thể chỉ tốt con của ta bệnh mặt lông đại hán phảng phất không có nghe được tiêu phàm thoại ngữ chỉ là thử xem nhìn thẳng hắn một biệt thanh âm mà hỏi thăm có thể tiêu phàm rất khẳng định mà đáp bất quá tại hạ thân chịu trọng thương toàn thân không còn chút sức lực nào nhất thời bán hội không thể cho lệnh lang bắt mạch bất kể là làm cho người ta loại xem bệnh có lẽ hay là cho yêu thú xem bệnh vọng văn vấn thiết thủ đoạn đều là không thiếu được cái này dễ dàng mặt lông đại hán không nói hai lời ngón tay bắn ra, một cổ hùng hậu vô cùng pháp lực, tự tiêu phàm ngực huyệt thiên trung kích xạ mà vào, tiêu phàm chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, vốn là giống tuyết kỳ kinh bát mạch bên trong, bỗng nhiên pháp lực tràn đầy bắt đầu đứng dậy, tái nhợt dị thường trên mặt, cũng lập tức tăng thêm vài phần huyết sắc. Cái này biến hóa yêu thú pháp lực, thật sao phách đạo vô cùng, xem ra tu luyện hẳn là cái loại này phi thường phách đạo công pháp. Tiêu phàm một nhảy dựng lên, hướng mặt lông đại hán vừa chắp tay, nói ra, đa tạ tiền bối tương trợ. Hắc hắc, chớ cùng ta chơi các ngươi nhân loại những kia hư đầu ba não mấy cái gì đó, ta đây cũng không phải là giúp ngươi. Chúng ta từ tục tiểu nói trước, ngươi nếu là thật có thể chỉ tốt con của ta bệnh, thật tốt, ngươi chính là ta hoàng đường bạn tốt, ta cam đoan bất động ngươi một cây lông tơ. Bất quá, ngươi nếu dối gạt ta, vậy lão tử cũng sẽ không khách khí. Mặt lông đại hán đỉnh đạp nói. Tiêu phàm cười cười, nói ra cái này tự nhiên. Nếu là chị không hết lệnh lang bệnh, mặc cho tiền bối xử trí. Tiền bối, xin thứ cho tại hạ mạo muội tiền bối tựa hồ cũng có tổn thương trong người, hơn nữa bị thương thời gian còn không ngắn. Mặt lông đại hán thân thể chấn động mạnh một cái, kinh ngạc kêu lên, nghe cái này ngươi cũng nhìn ra được. Cái này tự nhiên, tại hạ cái này lang chung, cũng không phải là hư danh nói chơi hạng người. Tiêu chân nhân thái độ khác thường, bắt đầu khoe khoang tự đề cử bắt đầu đứng dậy thật sự cũng là bị bất đắc dĩ hắn đối mặt là một con yêu thú tuy nhiên đã muốn tu luyện tới hóa hình kỳ linh trí đã mở nhưng yêu thú chính là yêu thú cùng nhân loại tư duy khẳng định không giống với cái này tự xưng là hoàng đường yêu thú nhìn về phía trên tính cách cũng cực kỳ ngay thẳng tiêu phàm liền không ngại khoe khoang vài câu tự tình hình dưới mắt mà nói hắn nhất định phải nghĩ cách hù dọa hoàng đường mới được nếu không một khi hoàng đường nhận định hắn không có gì dùng, chỉ sợ lập tức sẽ đem hắn một ngụm ăn tươi. Đương nhiên, chạy chữa thuật mà nói, tiêu chân nhân thật đúng là không phải khoe khoang. Cứ việc trước đó, Tiêu Phàm chưa bao giờ cho yêu thú trần qua mạch xem qua bệnh, bất quá nhân yêu cùng lý, chỉ cần là sinh động sinh linh, cơ bản nhất y đạo nguyên lý luôn tương thông đích. Nam cực y kinh cùng nam cực sách thuốc bên trong, liền từ không ghi lại qua, chỉ có thể làm cho người ta loại chữa bệnh chữa thương có thật nhiều đơn thuốc, xem xét chính là cho yêu thú cùng mặt khác phi nhân loại sinh linh chữa bệnh dùng đích. Tốt, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ta hoàng mỗ tựu giao ngươi cái này người bằng hữu. Mặt lông đại hán sảng khoái kêu lên. Tiêu phàm mỉm cười, không nói thêm lời nào, chậm rãi đi vào tuyết trắng viên hầu trước người. Tuyết trắng viên hầu tựa hồ nghe rõ hắn và mặt lông đại hán ở giữa đối thoại, không đợi hoàng đường phân phó, tự hai tay ôm màu hồng phấn thú con, cẩn thận từng ly từng tí mà đưa tới tiêu phàm trước mặt, trên mặt cũng lộ ra nhân cách hóa chờ mong vẻ tiêu phàm không có vội vã bắt mạch vốn là cẩn thận búng thú con mí mắt cẩn thận quan sát thoáng một tí lại cúi người xuống dưới nghe ngóng thú con tim đập như trống trong ngực lúc này mới duỗi ra ba ngón tay nhẹ nhàng khoác lên thú con mạch trên cổ tay mặt lông đại hán đã sớm bu lại ở một bên yên lặng mà nhìn xem bình tức tĩnh khí một tiếng cũng không dám cổ họng tự hồ sợ quấy dày đến tiêu phàm ngay từ đầu tiêu phàm nói có thể trị bệnh mặt lông đại hán vẫn chỉ là bán tín bán nghi, kết quả tiêu phàm một ngụm liền đem trong cơ thể hắn có bệnh trầm kha sự tình gọi phá, nhất thời làm đắc mặt lông đại hán tin tưởng tăng nhiều, đem hy vọng đều ký thác vào tiêu phàm trên người. Bắt mạch thật lâu, tiêu phàm mới buông ngón tay ra, hai hàng lông mày cao lại, nói ra tiền bối, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, lệnh lang hình như là tại trong cơ thể mẹ tự bị thương, trong cơ thể thậm chí có dị trùng pháp lực dấu vết tồn tại. Hơn nữa, nếu như tại hạ không có đoán sai, tiền bối phu nhân, khả năng đã muốn gặp nạn a. Mặt lông đại hán đôi mắt nhỏ lập tức trừng đắc tròn căng đích, như là tuyệt không tin tựa như, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm. Ngay cái này người đều có thể theo mạch giống như thượng nhìn ra. Hơi khoảnh, mặt lông đại hán mới kinh hô lên. mươi 848, Lang Trung. Lệnh lang trong cơ thể có, khác một cổ ương ngạnh đến cực điểm sinh mệnh lực, tựa hồ là cơ thể mẹ ban cho. Tiền bối phu nhân gặp phải đại nạn thời điểm, đem toàn thân chân nguyên đều dùng để bảo vệ trong bụng thai nhi. Nếu không nghe lời, lệnh lang không có khả năng sống đến hiện tại. Tiêu phàm trầm giọng nói ra, thanh âm nghiêm nghị. Mặt lông đại hán trầm mặc bắt đầu đứng dậy, bỗng nhiên ngưỡng thiên nhất thanh âm thét dài, chấn đắc núi minh cốc ứng, nổi giận đùng đùng mà hét lớn, hắn tổ mẫu thiên sơn quân, người hại chết vợ của ta, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy mặt lông đại hán bỗng nhiên tức giận, mặt khác yêu thú cũng đi theo giống to bắt đầu đứng dậy, trong lúc nhất thời, ẩm ý dị thường. Nhân loại, người tên là gì? Đợi thú tiếng hô thở bình thường lại, mặt lông đại hán rồi mới hướng tiêu phàm nói ra. Tại hạt tiêu phàm, rất tốt, tiêu đạo hiếu, ta tin tưởng ngươi là có bản lĩnh lang chung. Xin mời đạo hiếu ra tay, cho tiểu nhi chữa bệnh chữa thương A. Ta hoàng đường ân oán rõ ràng, chỉ cần ngươi trị tiểu nhi, tất có giải báo. Tiêu phàm trầm ngâm nói tiền bối, lệnh lang bệnh, kể cả tiền bối bệnh trầm kha, ta đều có thể trị. nhưng ở hạ cũng đã nói trước, muốn trị tốt cái này bệnh, cũng không phải là sớm chiều chi công. chỗ này của ta có một khỏa đan dược, trước cho lệnh lang ăn vào đi, có thể tạm thời ngăn chặn hắn trong cơ thể dị trùng chân nguyên. nếu muốn trị tận gốc, còn phải luyện chế mặt khác vài chủng trồng đan dược. tại hạ mình cũng có thương tích trong người, chỉ có thể một bên trị thương cho chính mình, một bên vì hiền phụ tử chữa bệnh. kính xin tiền bối thứ lỗi. Cái này mặt lông đại hán xem xét chính là cái tính nôn nóng, vì vậy tiêu phàm muốn dự đoán giải thích rõ ràng. Tiêu đạo hữu yên tâm, ta hoàng đường mặc dù là người thô hào, thực sự minh bạch lý lẽ. Các ngươi nhân loại có câu nói, gọi dục tốc bất đạt, đạo lý này ta hiểu đích. Chỉ cần tiêu đạo hữu thật có thể chữa cho tốt tiểu nhi bệnh, bao lâu ta cũng chờ đắc. Về phần tự chính mình điểm này vết thương cũ, cái kia không sao. Hoàng đường một vỗ ngực, bang bang rung động. Tốt, Tiêu Phàm cũng không nói nhiều, thủ đoạn một phen, móc ra một cái tinh xảo bạch ngọc bình, đưa cho mặt lông đại hán. Mặt lông đại hán rũi ra quạt hương bồ loại bàn tay lớn tiếp tới, mở ra, đổ ra một khỏa đỏ tươi đan dược, ước chừng đậu nành lớn nhỏ, mùi thuốc sông vào mũi. Mặt lông đại hán mặc dù là yêu thú biến hóa, đối với linh thảo linh dược lại rất có độc lướt qua, khẽ người chỉ biết cái này đan dược sử dụng tài liệu không giống tiểu khả, ít nhất cũng có mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm dược tính, Trân quý dị thường. Lập tức Mặt Lông Đại Hán tự mình đem đan dược cho thú con phục dưới đi, một đôi tiểu ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn thẳng thú con nhiều nếp nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy đều là yêu thương vẻ cùng lo được lo mất thần sắc. Bất quá sau một lát, thú con liền hé miệng đến, chi chi gọi bậy, tựa hồ đang tại cầu thực. Mặt Lông Đại Hán lập tức vui mừng quá đỗi, một điệt thanh âm đối với tuyết trắng viên hầu kêu lên, mau mau cho nó ăn, cho nó ăn tuyết trắng viên hầu cũng là rất hợp cách, bảo mẫu, lúc này cho thú con phục đồ ăn. Chỉ chốc lát thú con ăn uống no đủ, liếm liếm mở môi, đánh cho ngáp, lập tức ngọt ngào mà tiến nhập trong mộng đẹp. Mặt lông đại hán cười ha ha, duỗi ra bàn tay lớn, nặng nề vỗ tiêu phàm bả vai, kêu lên tiêu đạo hữu thật sự là thần y, tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Tiêu đạo hữu thỉnh, thỉnh đến ta động phủ một tự. Đối với tiêu phàm thái độ, thoáng cái trở nên khách khí dị thường, thậm chí còn mang theo một chút nịnh bợ ý. Đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ. Xem ra bất kể là nhân loại có lẽ hay là yêu thú, không không như thế. Tiêu Phàm cũng nhẹ nhẹ thở phào một cái. Cho thú con chữa bệnh, hắn là rất có nắm chắc, mấu chốt hoàng đường thái độ khó cầm, hôm nay thấy bộ dáng như vậy, ít nhất dưới mắt chắc là không biết có nguy hiểm gì liếu tương đương. Hơn nữa cái này biến hóa yêu thú, nhìn về phía trên xác thực cũng có thể nói tính tình người trong cùng trừ chín đồng dạng, không phải cái loại này gian trá rảo hoạt hạng người. Tiêu chân nhân tinh thông tướng thuật, cái này tướng nhân ánh mắt, đúng vậy không thể tầm thường so sánh, giống nhau không có nhìn lầm. Luân hồi tương còn chỉ có thể tướng nhân kiếp trước luân hồi, thiên nhân tương đã muốn có thể tương thế gian vạn vật. Mặt lông đại Hàn ánh mắt lại đang thổ ma ngẫu trên người một chuyển, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, vừa cười vừa nói, thứ này, nên vậy chính là các ngươi nhân loại tu sĩ luyện chế ma ngẫu a. À. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, nói ra tiền bối tuệ nhãn như đuốc. Ha ha, ta trước kia chỉ thấy qua cơ quan khôi lỗi thú, mà ngẫu ngược lại đầu một hồi thấy. Tâm tắc, thứ này, thật đúng là rất tinh xảo đích, lại có kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, rất lợi hại. Cũng thiếu thiệt thòi được các người nhân loại tu sĩ, có như vậy cẩn thận cùng kiên nhẫn đi luyện chế loại này giúp đỡ. Mặt lông đại hán đối với thổ ma ngẫu tấm tắc tán thưởng, Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, chúng ta nhân loại thể chất vắng yếu, không giống tiền bối, thiên phú thần thông như vậy rất cao minh. Hắc hắc, chúng ta thú tộc là có chút thiên phú thần thông, bất quá đến chúng ta như vậy cảnh giới, cũng không chỉ là tu luyện thiên phú thần thông đơn giản như vậy. Chúng ta thú tộc cũng đồng dạng có tu luyện công pháp, chỉ là cùng các ngươi nhân loại tu luyện công pháp tương đối mà nói, tinh thô có khác. Tiêu đạo hữu trước tiên ở ta chỗ đó ở lại, hảo hảo dưỡng thương, có rảnh thời điểm, Chúng ta đại khái có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận kia công pháp này được mất." Mặt lông đại hán nhiệt tình dị thường nói. Tiêu Phàm cười gật đầu, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, thân thể sáng ngời một chút. Lại nguyên lai mặt lông đại hán vừa rồi độ cho hắn cái kia một đám pháp lực, trải qua cái này hồi lâu thời gian, đã muốn tiêu hao đắc không sai biệt lắm. Mặt lông đại hán thấy thế, nhướng mày, lập tức giơ tay lên, gầm nhẹ vài tiếng. Lập tức thì có hai đầu hơn một trượng chiều cao đại tinh tinh loại yêu thú, trong đám người kia ra, tại mặt lông đại hán trước mặt cúi đầu nghe lệnh. Cái này hai đầu đại tinh tinh trên người cũng có thất cấp yêu thú linh lực chấn động. Mặt lông đại hán lại là vài tiếng gầm nhẹ. Đại tinh tinh khom người lĩnh mệnh, trong miệng cũng là gầm nhẹ liên tục, chỉ huy một đám cấp thấp yêu thú, luống cuống tay chân mà dùng côn gỗ cùng nhánh dây bện ra một giản dị cáng, hai đầu thất cấp đại tinh tinh mang cái này cáng, đi vào tiêu phàm trước người mặt lông đại hán chỉ một ngón tay cáng, thật có lỗi nói, tiêu đạo hiếu, trong núi đơn sơ, kính xin đạo hiếu đừng nên trách. Không dám, tiền bối khách khí, tiêu phàm cũng không chối từ, nhân thể nằm chết dí gánh trên kệ. Hắc lân thả người nhảy lên, nhào vào tiêu phàm trong ngực, nâng lên lông mềm như nhung đầu, như trước bảo chỉ độ cao đề phòng. Tiêu phàm giơ tay lên, thổ ma ngẫu hóa thành cuồn cuộn cát vàng, bỗng nhiên thu vào bích lục trong chữ vật giới chỉ. Đi, mặt lông đại hán vung tay lên mở ra đi nhanh trước mở đường hai đầu thất cấp đại tinh tinh một trước một sau mang cáng theo sát phía sau đi được cực kỳ ổn định cơ hồ cảm giác không thấy chút nào lay động mặt khác yêu thú nhưng lại không đi theo tại nguyên chỗ đưa mắt nhìn mặt lông đại hán bọn người rời đi về sau phát một tiếng hô cũng mọi nơi tản mặt lông đại hán tại cụm núi trùng điệp bên trong chạy vội như bay đại tinh tinh cùng tuyết trắng viên hầu chăm chú đuổi kịp Tiêu Phàm chỉ cảm thấy bên tai vù vù vui vẻ, trong khoảng khắc cũng đã đi ra thật xa. Thừa dịp lúc này, Tiêu Phàm nuốt vào vài khỏa chữa thương đan dược, âm thầm vận công luyện hóa. Ước chừng tiểu nửa ngày trời sau, mặt lông đại hán đi vào một tòa cự đại ngọn núi chỗ giữa sườn núi, tại xanh um tươi tốt che trời cự mộc bên trong, một cái cự cử đại cửa động hiển lộ ra đến. Cả ngọn núi, linh khí tràn trề, chút nào cũng không tại vu linh cốc tổng đàn phía dưới. Chỗ ngồi này động phủ, càng là linh khí hội tụ chỗ. Hai đầu đại tinh tinh mang tiêu phàm, theo tại mặt lông đại hán về sau, tiến nhập trong động phủ. Tiêu phàm ánh mắt vung mạnh, có thể nhìn ra được, đây là một tòa ngồi tự nhiên sơn động, hơi có tạo hình dấu vết. Động phủ bên ngoài, cũng có đơn giản phòng ngự bố trí, nhưng so sánh với vu linh cốc phòng hộ đại trận, tự nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn vô pháp tương đối. Tại những phương diện này, yêu thú xa xa không bằng người loại như vậy tinh thông. Trong động phủ, còn có một chút tuyết trắng viên hầu yêu thú tại, tiêu phàm suy đoán, đây là mặt lông đại hán nô bộc các loại, quét dọn động phủ, phục thị bắt đầu cuộc sống hàng ngày đích. Tuyết trắng viên hầu đẳng cấp không cao, đa số chỉ có ngũ lục cấp tiêu chuẩn, nhưng hai mắt linh động, động tác nhanh nhẹn, xác thực là rất phù hợp tạp dịch tư dưỡng. Mặt lông đại hán đứng lại bước chân, đối với tiêu phàm nói ra, tiêu đạo hiếu, người hiện tại bị thương nặng chưa lành, tạm thời tại ta đây trong động phủ an thân. Không dối gạt đạo hữu nói, vùng núi này bên trong cũng không có thiếu thú tộc đồng đạo, đối với các ngươi nhân loại tu sĩ có rất sâu địch ý, đạo hữu có lẽ hay là ở chỗ này của ta tương đối an toàn. Như thế thật sự lời nói. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, tiêu phàm trùng hợp là lang chung, hiểu được y đạo, chỉ sợ hiện tại sớm được mặt lông đại hán chó ăn hết a Tốt, vậy thì quấy giày tiền bối liễu tương đương. Tiêu phàm lập tức gật đầu, dưới mắt cũng không phải là giảng lúc khách khí tiêu đạo hiếu ta đã nói rồi ta là người thô kệch đã nhận định ngươi là bằng hiếu cái kia sau này tựu sẽ không cùng ngươi nói cái gì khách khí hy vọng tiêu đạo hiếu cũng không muốn theo ta giảng khách khí không có xa lạ mặt lông đại hán vung tay lên đỉnh đạc nói tiêu phàm mỉm cười vuốt cằm có cái này gần nửa ngày quang cảnh đến luyện hóa đan dược tuy nhiên như cũ là trọng thương chưa lành lại cũng không giống lúc trước như vậy động thoáng một tí ngón tay đều khó xử, bao nhiêu có chút ít cơ bản hành động năng lực. Mặt lông đại hán lúc này tự mình cho tiêu phàm an bài một cái hố phủ. Này sơn động tự nhiên hình thành, cực kỳ quảng đại, bên trong các loài động phủ không tại số ít, cùng ân tính lão giả tại vu linh cốc tổng đàn động phủ rất có chỗ tương tự, tự nhiên xa xa không bằng như vậy tinh xảo, giường đá chiếc ghế, hết thảy đều thô giáp đắc vô cùng. Cũng may tiêu phàm cho tới bây giờ cũng không thèm để ý những này hưởng thụ thập phần thói quen. Tiêu đạo hiếu, người chân nguyên tựa hồ lỗ lã đắc đặc biệt lợi hại. Chỗ này của ta cái khác không có, đảo còn có chút linh thảo linh quả cùng nội đan, tiêu đạo hiếu nhìn xem, còn có dùng chung hay sao. Nói xong, cử động giơ tay lên, một đống lớn linh thảo linh dược di động hiện ra, một cổ tinh thuần đến cực điểm dược tính, đập vào mặt. Lại để cho tiêu phàm kinh ngạc chính là, rõ ràng cũng không có thiếu yêu thú nội đan cùng tài liệu khác, mang theo mùi máu tanh, cũng là đập vào mặt nhìn thấy tiêu phàm trong mắt vẻ kinh ngạc, mặt lông đại hán giải thích nói, tiêu đạo hiếu, chúng ta thú tộc trời sinh cùng các ngươi nhân loại không giống với. Lẫn nhau thôn vệ là chuyện thường xảy ra, hơn nữa không ít thú tộc thọ nguyên sau khi tới, cũng không thể bạch chỉ lãng phí những vật này, người nói là A. À. Tiêu phàm lập tức thoải mái, sói ăn dê hổ ăn thịt, loại thú trong lúc đó, tự là như thế. Kỳ thật nhân loại cùng loại thú, cũng cũng không có gì bản chất khác nhau thấy mặt lông đại hán tâm ý cái gì thành, tiêu phàm cũng không chối từ, lúc này từ đó chọn lựa mấy thứ linh dược viên ở phía trong không có linh thảo linh dược, cảm ơn thu hồi. Về phần những kia yêu thú nội đan cùng tài liệu, lại tạm thời không có đi đụng. Mặt lông đại hán trong miệng là nói như vậy, nhưng này lúc thú tộc bên trong sự tình, một mình hắn loại tu sĩ, đang tại một con yêu thú mặt, ngông nghênh mà chọn lựa yêu thú nội đan, luôn luôn chút ít không hợp thích lắm. Dù sao hắn và mặt lông đại hán trong lúc đó, còn xa xa chưa từng đạt tới như vậy giao tình. Chương 849, yêu thú châm cứu. Tại tạm thời trong động phủ, Tiêu Phàm bày ra rất đơn giản cấm chế, ngay hoa đào ảo trận đều không có mở ra. Dùng hắn hiện tại tình trạng, nếu như hoàng đường thật muốn đối với hắn bất lợi lời mà nói, hắn là tuyệt đối không có chút nào kháng cự chi lực đích. Cho dù hoa đào ảo trận uy lực cường thịnh trở lại, cũng khó có thể thật sự ngăn chống đỡ được một đầu biến hóa yêu thú. đã như vậy, còn không bằng đơn giản hào phóng một điểm, tránh khỏi bị hoàng đường xem thường. tiêu phàm lập tức trong động phủ khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục luyện hóa dược lực. từ lần trước cưỡng ép ta ép kích phát lôi bằng biến thân lưu lại rất nhiều di chứng, tiêu phàm đã chuyên môn nghiên cứu ra giải dược, hơn nữa luyện chế ra vài khỏa đan dược đồ dự bị. hiện tại bất kể là chữa thương có lẽ hay là khôi phục tu vi đan dược hắn không khiếm khuyết, khiếm khuyết chính là thời gian. Dù sao mặc kệ nhiều nghịch thiên đan dược, luôn cần chậm rãi luyện hóa mới có thể hấp thu vì mình sử dụng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trọn vẹn 7 ngày thất dạ đi qua giống như tượng đất loại tiêu phàm, mới lần nữa mở to mắt, vốn là ảm đạm vô cùng trong hai tròng mắt, một lần nữa tỏa sáng ra vài phần thần thái. Trên mặt tái nhiệt cũng thoảng qua lộ ra một tia hồng nhuận phơn phớt. Tiêu phàm vận khởi thiên nhãn thần thông nội thị thuật, cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của mình, rốt cục thật dài thở phào một cái, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đến. Tình huống so với chính mình trong dự đoán tốt hơn. Ít nhất, hắn còn dừng lại tại Kim Đan hậu kỳ cảnh giới, cũng không ngã xuống đến trung kỳ cảnh giới đi. Cái này rất làm cho người khác vui mừng liễu tương đương. Bỏ qua một bên cái khác không nói chuyện, Kim Đan hậu kỳ cảnh giới tại hấp thu dược lực tốc độ thượng, xa xa nhanh hơn Kim Đan trung kỳ tự nhiên thương thế khỏi hẳn đắc sẽ nhanh hơn. Hôm nay tại lệ thú dãy núi ở chỗ sâu trong, tu vi cao nhất phân, năng lực tự bảo vệ mình tự cường một phần. Chủ nhân, tại ngươi bế quan trong 7 ngày này, cái kia hoàng đường đến ba lượt. Đợi tiêu phàm lần nữa mở to mắt, bên tai tựu vang lên hắc lân thanh âm, một cái đầy đặn ngây thơ hắc y thiếu nữ, tại hắn trong đầu di động hiện ra. Đây là hắc lân trực tiếp dụng thần niệm đang cùng hắn câu thông. Từ thôn vệ Ngọc Uyển Nhi thần hồn, tăng thêm tiến dài đến bát cấp linh thú về sau, Hắc Lân chẳng những tu vi phóng đại, còn nhiều ra rất nhiều không tưởng được thần thông đến. Tiêu Phàm cười gật đầu, nói ra, hắn quan tâm con mình, cũng là nên đích. Bất quá cái này hoàng đường tuy nhiên nóng vội, còn giống như tương đối thủ lễ, biết rõ chủ nhân đang bế quan, đơn giản chỉ cần cố nén không có quấy dày. Hắc Lân khanh khách một tiếng cười khẽ, nói ra, ngữ điệu thoải mái, tựa hồ đối với yêu thú biểu hiện có chút thỏa mãn, lập tức hỏi, chủ nhân, người thật sự ý định ở chỗ này trường kỳ ở lại đi sao tiêu phàm than nhẹ một tiếng nói ra trước mắt đến xem giống như ta còn thật sự không chỗ có thể đi bởi vậy hướng đông là rộng chừng hơn thập vạn ở phía trong lệ thú dãy núi không chỉ nói dùng hắn hiện tại kim đan hậu kỳ tu vi coi như là tiến cấp tới nguyên anh kỳ cũng tuyệt đối không dám một mình xuyên việt qua cả dãy núi bất quá xâm nhập dãy núi mấy ngàn dặm cũng đã gặp hoàng đường như vậy thần thông có thể so với nguyên anh tu sĩ biến hóa yêu thú, xa hơn ở phía trong đi, ai biết sẽ đụng phải bao nhiêu thần thông quảng đại đẳng cấp cao yêu thú. Hướng bắc, hướng nam đều là lệ thú dãy núi. Đi tây thì là lui về nhạc Tây quốc. Xem chừng này sẽ cả nhạc Tây thủ đô nổ nồi. Nếu như hắn đã tại lệ thú dãy núi bên trong vẫn lạc, cũng thì thôi. Một khi tại nhạc Tây quốc hiện thân cũng không biết sẽ có bao nhiêu người đuổi gờ yêu ta ít hắn, chỉ sợ nhạc Tây Quốc tất cả tu sĩ, đều xem hắn là địch. Không hề nghi ngờ, bất kể là ai gờ yêu ta ít được hắn, đều có thể đi vu linh cốc nhận lấy một số lớn tiền thưởng, thái sư tỷ tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ đích. Trừ phi hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà vượt qua nhạc Tây Quốc, đi trước quốc gia khác, vẫn không thể tùy tiện bạo lộ chân thật thân Phật, nếu không, tin tức rơi vào tay Vu Linh Cốc lời mà nói quốc gia khác cũng đồng dạng có tu sĩ ham lớn tiền thường. Nhưng ít ra tại trước mắt, biện pháp này không thể thực hiện được. Tối thiểu phải đợi hắn tu vi tận phục về sau, mới có thể nói chăm chú cân nhắc việc này khả thi. Muốn ta nói, dứt khoát trước ở chỗ này ở lại đến, dù sao tại đây linh khí đậm úc. Nếu là có có thể nói, tốt nhất là ở chỗ này đột phá đến Nguyên Anh Kỳ về sau ra lại đi. Đến lúc đó, cũng không cần sợ nhạc Tây Quốc những người kia liếu tương đương. Tiêu Phàm cười cười, đang muốn mở miệng, bên ngoài lại vang lên đông 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 trầm trọng cực kỳ tiếng bước chân. Không cần hỏi, Hoàng Đường đến liếu tương đương. Tiêu Đạo Hiếu, Khải Đồng A. À. Hoàng Đường tại ngoài động phủ dừng bước, lớn tiếng hỏi. Tiêu Phàm bề bộn tức đứng dậy, giơ tay lên, triệt hồi đơn giản cấm chế, nói ra, Hoàng Đường tiền bối. Tại hạ đã muốn khải đóng, tiền bối mời đến động cửa mở ra, tráng kiện hoàng đường đi nhanh đi đến, vừa nhìn tiêu phàm sắc mặt, thoảng qua khẽ giật mình, nói ra tiêu đạo hữu khôi phục được thật nhanh a -hát. Bảy ngày trước nhìn thấy tiêu phàm thời điểm, tiêu phàm thậm chí ngay nói vài lời lời nói đều lực bất tòng tâm, dưới mắt tuy nhiên không thể nói phục hồi nguyên như cũ, thương thế tối thiểu cũng khá ba bốn thành. Dùng tiêu phàm lúc ấy bị thương nặng, như vậy khôi phục tốc độ, thật sự có thể nói kỳ tích liễu tương đương. Tung xem như dùng thân thể cường hoành chứ danh yêu thú, khôi phục tốc độ cũng khó có thể nhanh như vậy. Bất quá cân nhắc đến tiêu phàm bản thân là cái lang chung, ngược lại có thể nói được đi qua. Tiêu phàm cười cười, bỏ qua một bên cái đề tài này, hỏi, hoàng đường tiền bối, lệnh lang tình hình ra sao? Hoàng đường vội vàng nói, ta chính là đến cùng đạo hữu trao đổi việc này đích, theo 7 ngày trước đạo hữu cho nó phục qua một khỏa đan dược, tiểu tử này tình hình muốn giỏi hơn nhiều, khẩu vị mở rộng ra, cả ngày chỉ có biết ăn thôi bất quá khí tức vẫn tương đối hỗn loạn, ta xem chừng là bệnh căn không có diệt trừ. Tiêu phàm không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra cái này là được rồi. Nếu như lệnh lang đã muốn trưởng thành, như vậy trong cơ thể những này dị chủng chân nguyên, đảo cũng không cần phải lo lắng, rất dễ dàng tự hành loại trừ. Hôm nay nhỏ như vậy, đã có thể tương đối phiền toái, nhiều lắm tốn chút tâm tư. Đi, tiền bối, ta đi xem. Hảo hảo, tiêu đạo hữu thỉnh. Hoàng đường một điệt thanh âm nói. Hoàng đường chính mình nhà động phủ, cũng cực kỳ đơn sơ, bất quá cuối cùng có chút phòng ngủ hương vị, phòng ngủ một góc, có một đằng chế giường nhỏ, dùng không biết tên động vật ra lông cửa hàng, ấm ấm áp đích, thú con tựu nằm ở đằng chế giường nhỏ ở phía trong, tuyết trắng viên hầu đang tại cho ăn. Bảy ngày không thấy, tiểu gia hỏa bộ dáng lại có chút ít thay đổi, trường lớn thêm không ít, bên ngoài thân cái loại này non màu đỏ cũng đang dần dần biến mất, dài ra tầng một tinh tế lông tơ, cũng không bằng 7 ngày lúc trước dạng gầy đắc xương bọc ra liếu tương đương. Tiêu phàm tiến lên đi, cẩn thận cho tiểu gia hỏa đã làm kiểm tra, thủ đoạn một phen, hàn quang lập loè ba miếng phong duệ diệp phi đao di động hiện ra. Tiêu đạo hiếu, hoàng đường chấn động, thân hình nhoáng một cái, bỗng nhiên gian đã đến phụ cận, lớn tiếng kêu lên, cho đã mắt đều là cảnh giác vẻ. Tiêu phàm nhẹ giọng giải thích nói, đây là ngân châm, Ta cho lệnh lang đâm đâm huyệt vị, khơi thông thoáng một tí tích tụ huyết mạch, giúp nó đem ẩn núp tại kỳ kinh bát mạch bên trong dị trùng chân nguyên làm theo, dược lực tụ tương đối dễ dàng hiểu rõ các nơi. Cái này, đây là các người nhân loại lang chung thường xuyên dùng phương pháp. Hoàng đường hiển nhiên chưa từng nghe nói qua châm cứu phương pháp, như trước bán tín bán nghi. Tiêu phàm tự cười, nói ra cũng không phải mỗi người loại lang chung đều biết dùng loại phương pháp này, hội dùng chỉ là số ít. Số rất ít về phần cho yêu thú dùng châm cứu phương pháp chữa bệnh chữa thương chỉ sợ tiêu lang chung là người thứ nhất kha làm không tốt còn có thể là duy nhất một cái bất quá tiêu phàm rất có tự tin thân thủ của hắn diệt sát đã giải phẫu yêu thú không chỉ một đầu hai đầu cũng sớm đã điều tra đắc minh bạch đại đa số yêu thú cùng nhân loại đồng dạng có kinh mạch huyệt vị đã như vậy châm cứu phương pháp đối với yêu thú cũng đồng dạng có tác dụng tiền bối không cần lo lắng thủ hạ ta tự có chừng mực Nói xong, cũng không lại để ý tới Hoàng đường, nhẹ nhàng nâng thú con thân thể, nhận thức chuẩn huyệt vị, một kim đâm dưới đi. Thú con không hề cảm nhận sâu sắc, chỉ lo tựu lấy tuyết trắng viên hầu trong tay, từng ngụm từng ngụm ăn cái gì. Một vòng châm cứu đâm qua, thú con cũng ăn xong rồi bữa tiệc này, nặng nề tiến vào mộng đẹp. Hoàng đường tuy nhiên không hiểu y thuật, lại cũng có thể cảm giác được thú con khí tức tựa hồ so sánh với lúc trước lại cường thịnh một phần, dối dám hỗn loạn khí tức tác chính là tiêu trừ không ít lập tức rất là kinh hỉ hướng tiêu phàm giơ ngón tay cái lên tiêu phàm cười khoát tay áo ánh mắt tại hoàng đường lông mềm như nhung trên mặt quét qua dáng tươi cười ẩn liếm trầm ngâm nói tiền bối không ngại lời mà nói ta cho ngươi trần thoáng một tí mạch như thế nào tiền bối thương thế bên trong cơ thể cũng không quá dễ dàng bộ dạng tốt lần này hoàng đường cũng không chối từ không hề đề phòng về phía tiêu phàm vươn tràn đầy lông vàng bàn tay lớn đây rốt cuộc là một nhân loại bàn tay có lẽ hay là một đầu yêu thú chân trước còn thật là khó khăn nói được vô cùng xem ra cái này hoàng đường cũng vừa vừa mới tiến giai hóa hình kỳ không bao lâu nếu như là rất cao dài yêu thú biến hóa cũng sẽ càng triệt để tiêu phàm duỗi ra ba ngón tay đáp đi lên hai hàng lông mày lập tức có chút dơ lên cái này yêu thú mạch đập chi hồng bước xa xa vượt qua tiêu phàm ngoài ý liệu cố nhiên là bởi vì yêu thú thể chất cùng nhân loại khác nhau rất lớn thực sự chứng minh hoàng đường trong cơ thể nhiệt độc không nhỏ. Theo thời gian một chút chuyển rời, tiêu phàm sắc mặt cũng dần dần nghiêm trọng bắt đầu đứng dậy, trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, tiêu phàm mới chậm rãi buông tay ra, nhíu mày nói ra tiền bối trong cơ thể, các loại vết thương cũng thật đúng là không ít. Mặt khác, tiền bối có phải là trước đây thật lâu, nuốt qua cái gì trí dương đại bổ vật. Hoàng đường đôi mắt nhỏ lập tức trợn thật lớn, kêu lên tiêu đạo hữu thực thần nhân vậy, ngay cái này đều có thể nhìn ra được. Không dối gạt đạo hữu nói, nhiều năm trước kia ta xác thực thôn vệ qua một đầu hỏa xa, ngay ra lẫn xương tất cả đều nuốt xuống, nửa điểm cũng không còn còn lại. Lửa kia xà đúng vậy trí dương đại bổ mấy cái gì đó, mượn nhờ hỏa xa chi lực ta mới có thể đột phá bình cảnh, tiến dai đến dưới mắt cảnh giới. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói ra tiền bối vốn là trí dương thân thể thôn vệ trí dương hỏa xa vốn là thập phần hữu hiệu nhưng không quản tiền bối tu luyện chính là loại nào công pháp, đến tinh thâm chỗ, đều muốn chú ý cái âm dương điều hòa, lòng hổ tương tế. Một mặt dũng mãnh tinh tiến, lưu lại hậu hoạn thật là không nhỏ. Hoàng đường nhịn không được rỗi ra chảy gỗ loại vừa thô vừa to ngón tay, tao tao đầu, hắc hắc mà cười nói, thì ra là thế. Ta nói những năm này, vì cái gì tính tình luôn như vậy táo bạo, được một ít vết thương nhỏ, cũng luôn khó có thể chỉ tận gốc. Không ngờ như thế căn nguyên là ở chỗ này. Cái này yêu thú một khi đến hóa hình kỳ, linh trí quả nhiên không thấp, rõ ràng có thể suy một ra ba. Tiêu phàm mỉm cười nói, đúng vậy đạo lý này, tốt ở tiền bối pháp lực tinh thâm, chưa gây thành đại hỏa. Tại hạ vì tiền bối luyện chế vài khỏa đan dược, lại phụ chi dùng châm cứu phương pháp, hảo hảo điều trị thoáng một tí, có năm ba cái ánh mặt trăng cảnh, chắc hẳn có thể rất có chuyển biến tốt đẹp. Ha ha, hảo hảo, vậy thì vất vả tiêu đạo hữu liễu tương đương. Sau khi chuyện thành công, hoàng mỗ tất có thâm tạ. chương 850, nhỏ máu nhận chủ. Đêm đó tại tạm thời trong động phủ, tiêu phàm khai lò luyện đan. Loại này chữa bệnh đan dược, chỉ cần tài liệu đầy đủ hết, dùng tiêu phàm tại thuật luyện đan thượng tạo nghệ, xác suất thành công cực cao, thất bại khả năng rất ít. Mắt thấy hừng hực địa hỏa lá râu lấy lò đan cuối cùng, tiêu phàm thần trong thức hải bỗng nhiên một hồi chấn động, không khỏi sắc mặt hơi đổi, thủ đoạn một phen, đen kỳ tụ hồn bát di động hiện ra, thần niệm lập tức hướng bình bát chén ăn của sư bên trong tìm kiếm. Ngay tại vừa rồi, thiên hồn đáy vực bộ cái kia tự xưng họ bạch quỷ ảnh ở lại hắn thần trong thức hải dấu hiệu, đột nhiên biến mất liếu tương đương. Thần niệm đi đến bên trong tìm tòi, tiêu phàm lắp bắp kinh hãi. Vậy mà tìm không thấy cái kia quỷ ảnh tung tích. Tiêu chân nhân, không cần thối lại, cái kia tư đã bị ta diệt gỡ yêu ta ết chết. Đang lúc tiêu phàm kinh nghi bất định thời điểm, uy linh thượng nhân thanh âm vang lên, nghe đi lên thập phần mỏi mệt, khí tức không yên. Tiêu phàm thoảng qua sướng sờ, kinh ngạc nói ra, diệt gờ yêu ta chết. Hừ, thằng nhãi này vừa tiến vào tụ hồn bát, tự đối với ta không có hảo ý, không ngừng đối với lão phu thăm dò quấy dày, lão phu há có thể cho phép hắn. Uy linh thượng nhân hầm hừ nói. Tiêu phàm chậm rãi nói ra, tại lệ thú cánh đồng hoang vu hơn một tháng thời gian, hai vị đều có thể chung sống hòa bình, vì sao hiện tại gây chiến uy linh thượng nhân khẽ nói cái kia chỉ là bởi vì trước đây lão phu một mực dễ dàng tha thứ mà thôi ai ngờ thằng nhãi này được một tấc lại muốn tiến một thước vậy mà muốn thôn vệ lão phu linh thân thể có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục uy linh tiền bối không phải trọng thương không phục sao rõ ràng còn có thể diệt sát bóng trắng thật sao thật đáng mừng a à hát tiêu phàm thâm ý sâu sắc nói cái này bóng trắng lúc trước tập trung tinh thần muốn tới bên ngoài đi ai ngờ còn không có gia tụ hồn bát đã bị uy linh lão mà ăn sạch bong, lại từ đâu nói đến. Uy linh thượng nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như tại bên ngoài, dùng ta tình hình bây giờ, có lẽ cầm thằng nhãi này không có bao nhiêu biện pháp. Nhưng đừng quên, đây là đang tụ hồn bát trong, bảo vật này rất nhiều chỗ kỳ diệu, hắn một cái cô hồn giã quỷ, hiểu nhiều lắm thiếu. Tiêu phàm trầm mặc hơi khoảnh, từ từ nói ra, nói như vậy, tụ hồn bát còn có thật nhiều diệu dụng, tiền bối chưa từng cùng ta nhắc tới qua rồi. Uy Linh thượng nhân cười lạnh nói, Tiêu chân nhân, người cũng không muốn hoài nghi. Tụ hồn bát đem ra sử dụng phương pháp, ta sớm đã nói cho ngươi, ngươi hiện tại có thể nhỏ máu nhận chủ, về phần bảo vật này mặt khác thần kỳ diệu dụng, nhưng lại lão phu đang ở tụ hồn bát trong mới có thể năng lực thể cũng tìm được đích. Chẳng lẽ Tiêu chân nhân cũng muốn nếm thử một chút sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt, nhạt nói ra, Uy Linh tiền bối chớ quên, lúc trước ta sở dĩ đáp ứng lưu ngươi một mạng, đúng vậy có điều kiện đích uy linh lão mà nói ra, tiêu chân nhân hẳn là muốn bội ước không được. Là ngươi một mực không có nói ra đoạt bảo sự tình, cũng không phải là lão phu không giữ lời hứa. Hôm nay như là đã rời đi chung thổ giới, đến thoi ma giới. Cái kia cũng không sao, chúng ta linh cảm tông tại thoi ma giới cũng đồng dạng có chút cơ nghiệp. Chỉ cần tiêu chân nhân một ngày kia có thể đi đến Nam Châu Đại Lục, lão phu tự nhiên có thể thực hiện lời hứa của ta tiền bối linh thân thể cường đại như thế, tại hạ thật sự có vài phần lo lắng. Nghe tiêu phàm tựa hồ ngữ khí rất là bất thiện, uy linh lão ma trầm mặc hơi khoảnh, nói ra, nếu như tiêu chân nhân thật sự lo lắng lời mà nói, không ngại hiện tại tựu nhỏ máu nhận chủ. Chờ ngươi triệt để khống chế tụ hồn bát, có phải là thả ta đi ra ngoài, đều đều do ngươi làm chủ, như vậy ngươi có thể triệt để yên tâm. Xem ra cũng chỉ có như thế. Kỳ thật nhỏ máu nhận chủ cái này quá trình, không phải tiêu phàm không muốn làm mà là có một chút băn khoăn dù sao cái này tụ hồn bát là ma đạo quỷ tu pháp bảo hắn đường đường vô cực truyền nhân chính đạo truyền thừa nhận chủ một cái quỷ tu bảo vật không biết có thể hay không đối với tinh thần của hắn tạo thành cái gì bất lợi vạn nhất ảnh hưởng đến chủ tu luyện công pháp đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất hiện tại xem ra cái này nhận chủ vẫn không thể không tiến hành rồi cũng may nhỏ máu lại để cho bảo vật nhận chủ cũng không phải cùng bổn mạng pháp bảo như vậy, luyện chế đắc tâm thần tương thông, chắc hẳn không có ảnh hưởng quá lớn. Tiêu phàm liếc lò đan liếc, cái này lô đan dược luyện chế hoàn thành, ít nhất còn cần tính ra 10 canh giờ, ngược lại có đầy đủ thời gian lại để cho hắn hoàn thành nhỏ máu nhận chủ. Lúc này ngồi xếp bằng xuống, tay trái ngực phẳng, tay phải nhất quyết, miệng lẩm bẩm tụ hồn bát ở trước ngực không ngừng xoay tròn, phóng xạ ra đen nhánh sáng bóng, thâm thúy vô cùng, tu vi khá thấp tu sĩ, chỉ cần nhìn nhiều vài lần, thần thức lập tức cũng sẽ bị mê hoặc khống chế. Về phần phổ người bình thường, nếu như nhìn nhiều vài lần, nói không chừng ngay hồn phách đều sẽ lập tức bị rút đi. Nhỏ máu nhận chủ nghi thức cũng không đơn giản, không sai biệt lắm một canh giờ đi qua tiêu phàm mới thật dài thở vào một cái, cử động tay khẽ vẫy, đem giữa không trung tụ hồn bát thu trở về, thần niệm đi đến bên trong tìm tòi, thỏa mãn gật gật đầu. Nhận chủ nghi thức có chút thuận lợi, cũng không có đối với tinh thần của mình tạo thành loại nào bất lợi ảnh hưởng. Xem ra Uy Linh thượng nhân truyền thụ cho hắn pháp môn, đảo là không có làm bộ. Tiêu Chân Nhân, cái này ngươi tổng nên yên tâm a. À. Tụ hồn bát trong, truyền đến Uy Linh thượng nhân ôn hòa thanh âm, hơi vài phần bất mãn. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói ra, Uy Linh tiền bối, giống như chính ngươi nói, nếu như ta có cơ hội đi Nam Châu đại lục lời mà nói, nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Cái kia cũng rất tốt ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Nói xong, tụ hồn bát ở phía trong tụ trở nên yên tĩnh không tiếng động. Tiêu phàm lập tức đem bảo vật thu vào chữ vật vòng tay, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công điều tức. Ba ngày sau đó, đan dược luyện thành, tiêu phàm đem đan dược giao cho hoàng đường ăn vào, lại cho hắn đâm vài châm, làm theo kinh mạch, quả nhiên đại có hiệu quả. Hoàng đường lập tức vui mừng quá đỗi, lúc này đại bãi yến tịch, khoản đãi tiêu phàm cứ việc tiêu phàm đã sớm tích cốc, không thèm để ý những này ăn uống chi dục. Nhưng hoàng đường chuẩn bị đáp tạ yến trên tiệc, xác thực rất có mấy thứ quý hiếm vật, tử thủy cũng là dùng hiếm quý linh quả sản xuất mà thành, không chịu nổi hoàng đường thịnh tình tương mời, liền cùng cái này yêu thú nâng ly cạn chén, nâng cốc ngôn hoan bắt đầu đứng dậy. Nói thật, trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, tiêu phàm cũng rất ưa thích hoàng đường tính cách. Tuy nói là đầu biến hóa yêu thú, lại thập phần ngay thẳng thở mạnh, cũng không cẩn thận mắt, lại càng không đầy bụng tâm cơ, là đáng giá một phát bằng hiếu. Tiêu huynh đệ, ngươi là vì cái gì chạy đến chúng ta tại đây đến hay sao? Ngày đó giống như có hai gã nguyên anh tu sĩ tại đuổi theo ngươi. Hơn 10 chén rượu ngon vào trong bụng, hoàng đường nói chuyện càng thêm trở nên cả tiếng, đối với tiêu phàm xưng hô cũng sửa lại, quả thực lộ ra thân mật kinh, sức lực. Đối với hoàng đường vấn đề này, tiêu phàm sớm đã có bị, đã còn phải ở chỗ này ở lại một thời gian ngắn, luôn muốn đối mặt hoàng đường cái nghi vấn này đích. Lúc này đem chính mình tao ngộ giải thích một phen, chỉ nói mình vốn là Nam Châu Đại Lục Chính Đạo Tông Môn Tu Sĩ, đang cùng người tranh đấu lúc, vô ý bị cuốn vào không gian thông đạo. Trên cơ bản, ngoại trừ đem trung thổ giới đổi thành Nam Châu Đại Lục, cùng với che giấu vô cực môn đệ tử thân phận bên ngoài, mặt khác hết thảy đều là chân thật đích. Về phần ngân rực lôi bằng biến thân, tự nhiên cũng trở thành chính mình lấy được một kiện dị bảo, bất quá cái kia kiện dị bảo là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, kích phát biến thân về sau, cũng sẽ phá hủy. Cái này câu chuyện, rất nhiều mạo hiểm chỗ, hoàng đường nghe được mùi ngon, nghe được tiêu phàm rốt cuộc đem ân tính lão giả diệt sát, nhịn không được nặng nề vỗ trước mặt bàn đá, kêu lên, gợi yêu ta được tốt, gợi yêu ta được tốt, thống khoái, thống khoái. Tiêu huynh đệ, ngươi là đầu hảo hán, đến, lại làm một chén. Tiền bối khen chật rồi. Ai, Tiêu huynh đệ, chúng ta thú tộc, cùng các ngươi nhân loại bất đồng, không có nhiều như vậy đáng ghét quy củ. Ngươi là tiểu nhi ân nhân cứu mạng, lại cho ta hoàng đường chữa thương, ta cũng là người ân oán phân minh. Mời ngươi là đầu hảo hán, ngươi nếu không có ý kiến lời mà nói, hai ta sau này tự huynh đệ tương xứng. Đương nhiên, ngươi nếu là thật xem thường chúng ta thú tộc, quên đi. Rất giỏi về sau chờ ngươi thương thế tốt lên rồi, chúng ta hảo hảo đánh nhau một trận, xem ai lợi hại hoàng đường bưng bát rượu đỏ lên đôi mắt nhỏ lớn tiếng ồn ào bắt đầu đứng dậy tiêu phàm không khỏi bật cười nói ra hoàng đại ca đã nói như vậy rồi vậy tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh tiểu đệ trước làm vì kính nói xong giơ lên bát rượu cùng hắn đụng một cái hướng lên cổ rầm rầm đem một chén lớn linh uống rượu đắc không còn một mảnh giọt nước vô tồn tốt hảo huynh đệ hoàng đường cười ha ha bưng lên chén đến cũng là uống một hơi cạn sạch rượu theo bên miệng chảy xuôi mà hạ cũng không để ý tới hội huynh đệ ta đã nói với ngươi ngươi không nên gọi ta là hoàng đại ca bảo ta hoàng tam ca a tam ca ta cũng vậy có vài tên huynh đệ kết nghĩa chờ ngươi sau khi thương thế lành cho ngươi thêm từng cái dẫn kiến huynh đệ yên tâm đều là chút ít trực lai trực khứ hảo hán tử cùng các ngươi nhân loại những kia lục đục với nhau huynh đệ hoàn toàn không giống với tiêu phàm hơi kinh hãi hoàng đường cái gọi là huynh đệ kết nghĩa liệu cũng đều là chút ít thần thông quảng đại biến hóa yêu thú, không nghĩ tới bất quá xâm nhập lệ thú dãy núi mấy ngàn dặm, thì có cái này rất nhiều có thể so với nguyên anh tu sĩ biến hóa yêu thú tồn tại. Huynh đệ, nơi này cách Nam Châu đại lục quá xa rồi, muốn muốn về nhà đi, còn phải thông qua truyền tống trận. Đối với ngoại giới sự tình, Tam Ca Ta cũng vậy biết không nhiều lắm. Chúng ta đã muốn nhiều năm không có cùng ngoại giới nhân loại tu sĩ thông qua vãng lai liễu tương đương. Bất quá, theo ta xem đến, huynh đệ đã đắc tội nhạc Tây Quốc Ma Đạo Tông Môn, cái kia cũng không bằng ở chỗ này của ta trước ở lại đến, đợi thương thế hoàn toàn khỏi hẳn về sau, Tu Vi lại nâng cao một bước. Đến lúc đó, sẽ không sợ nhạc Tây Quốc những người kia liếu tương đương. Tam ca tại đây, cái khác không dám nói, một ít linh thảo linh dược, còn có thú tộc nội đan tài liệu, cũng không phải thiếu, chỉ cần huynh đệ dùng chung đích, cứ việc cầm lấy đi chính là. Đối với huynh đệ tương lai đột phá bình cảnh, nên vậy cũng có chút chỗ tốt. Hoàng đường lông mềm như nhung bàn tay lớn không ngừng vung vẩy, rất hào sảng nói. Nhìn ra được, hoàng đường cái này cũng không tất cả đều là rượu nói, mà là phát ra từ nội tâm, thực đem Tiêu Phàm trở thành nhà mình huynh đệ. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu lung lạc ý, dù sao Tiêu Phàm như vậy thần y, không chỉ nói tại đây yêu thú thế giới, cho dù tại bên ngoài cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn đối với Tiêu Phàm càng tốt, Tiêu Phàm cho hắn hai người chữa bệnh sẽ càng thêm tận tâm tận lực đa tà tam ca. Tiêu phàm thiệt tình thành ý nói. Hắn vừa mới đến một lần đến thoi ma giới, đã bị ân tính lão giả cùng các lão quái uy hát yêu ta ép, ngạnh xanh xanh bị bắt tráng đinh, trong nội tâm phiền muộn biệt khuất, có thể nghĩ. Không nghĩ tới tại đây yêu thú hoành hành dãy núi bên trong, lại cùng một đầu biến hóa yêu thú xưng huynh gọi đệ, hơn nữa còn không phải gặp dịp thì chơi, trong nội tâm rất cảm thấy bình an vui sướng. Thế sự chi vô thường, lại có ai nói được rõ ràng nhìn xem hoàng đường lông mềm như nhung mặt to, tiêu phàm trong đầu bỗng nhiên lại hiện ra chữ chín tiêu sái không cấm thần thái. Không biết hắn là hay không đã muốn thoát khỏi cát lão quái khống chế, bình yên rời đi nhạc Tây Quốc. chương 851, người thật là lang trung. Thời gian thấm thoát, đông đi xuân tới. Tiêu phàm tại lệ thú dãy núi một ở chính là một năm thời gian. Một ngày này, ngay tại hoàng đường động phủ bên ngoài, một chỗ như đệm trên cỏ một đám tuyết trắng viên hầu dọn xong bàn đá ghế đá, lại đem rượu thủy sơn chân các loại, bày bỏ vào trên bàn đá. Hoàng đường cùng tiêu phàm đối diện mà ngồi, bưng chén rượu lên tương mời. Mảnh nhìn thật kỹ, tiêu phàm khí thức vẫn còn có chút không lớn ổn định, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Xem ra một năm trước cưỡng ép hát yêu ta ép kích phát lôi bằng biến thân, lưu lại di chứng thật sự chính là thập phần phiền toái, tĩnh dưỡng một năm, rõ ràng chưa hoàn toàn khôi phục diệt sát ân lão quái tuy nhiên đã muốn lại để cho tiêu phàm đem hết toàn lực nhưng chính thức phiền toái nhưng lại sau đó bị thái sư tỷ cùng cát lão quái đuổi sát không tha cái kia một thời gian ngắn nếu như tượng tại biển máu lần kia đồng dạng kích phát lôi bằng biến thân về sau lập tức mà bắt đầu tính dưỡng dùng tiêu phàm tu vi hiện tại cùng rất nhiều linh dược một năm qua đi khẳng định đã không có trở ngại nhưng mà diệt sát ân lão quái về sau tiêu phàm lại không thể không dùng biến thân hình thái chạy ra một hai vạn ở phía trong xa thật sự đem mỗi một phần tiềm lực đều kích phát ra rồi, không có để lại chút nào chuẩn bị ở sau, kinh mạch phủ bẩn, đều đều bị thương không nhẹ. Thì tiêu phàm, một năm thời gian có thể đem nuôi đến trình độ như vậy, đổi một người, không có như vậy tinh xảo y thuật hay hoặc là không có nhiều như vậy chân quý linh dược cùng yêu thú nội đan, chỉ sợ sớm đã phế đi. Bãi cỏ cách đó không xa, một đầu mập mạp tiểu hùng, toàn thân bộ lông hiện lên màu vàng nhạt, đang cùng một đầu tuyết trắng viên hầu chơi đùa đùa giỡn, đung đưa, dáng điệu thơ ngây chân thành. Hoàng đường nhìn qua tiểu hùng, cười tùm tìm đích, lông mềm như nhung trên mặt, tràn đầy yêu thương vẻ. Không thể nghi ngờ, đây chính là hắn nhi tử, nhìn về phía trên đã muốn phi thường khỏe mạnh, không có chút nào chứng bệnh trong người. Đến, huynh đệ, uống rượu uống rượu, người nói cái kia cây phệ tâm quả, ô vượn tộc mấy ngày trước đây hồi báo nói, đã đã tìm được một tia tung tích, tin tưởng không lâu về sau, có thể cho huynh đệ mang về đến có phệ tâm quả, huynh đệ thương thế có thể hoàn toàn khỏi hẳn đi à nha. Hoàng đường hướng tiêu phàm dơ lên chén rượu, cười ha hả nói. Tiêu phàm cười nói, tam ca cố tình rồi, chỉ cần có thể tìm được cái này phệ tâm quả, bất quá hơn năm quang cảnh, nên vậy tựu không sai biệt lắm có thể khỏi hẳn liếu tương đương. Vậy là tốt rồi, đến, uống rượu uống rượu. Hai người người tới ta đi, tương ẩm chính hoan, bỗng nhiên đồng thời dừng lại động tác trong tay, đồng loạt ngẩng đầu lên đến, nhìn chỗ không ở bên trong, tiêu phàm là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trong mắt toát ra để phòng ý, hoàng đường lại lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ha ha, huynh đệ không cần phải sợ, là bạn tốt đến. Hoàng đường cười ha hả nói. Chỉ thấy xa xa phía chân trời, đám gió đen cuồn cuộn, khí thế kinh người. Tiêu phàm vận khởi thiên nhãn thần thông, hướng hắc trong gió nhìn lại, chỉ thấy trong đó ẩn ẩn có hai đạo nhân ảnh, toàn thân yêu khí quay cuồng, không thể nghi ngờ cũng là yêu thú các loại. Đám gió đen thế tới cực nhanh, không lâu về sau, liền là đến trên đồng cỏ không. Hoàng đường cười ha ha, phi thân lên, nghênh đem đi lên, chỉ chốc lát, cùng đi hai người đè xuống độn quang, hướng bên này đi tới. Chỉ thấy trước một người, dáng người gầy tiểu kiền khô, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, hiển nhiên một đầu lão vượn bộ dáng, nhưng lộ tại bên ngoài hai tay, lại cùng nhân thủ không giống, trơn bóng dị thường, thậm chí mảnh nhìn thật kỹ, khuôn mặt cũng giống người quá nhiều tượng vượn. Tiêu phàm thầm giật mình. Cái này lão vượn cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, cùng hắn tại đáy nước kim tự tháp nguyên thủy trong rừng rậm diệt sát cái kia đầu cửu cấp cự linh thú, có chút tương tự, bất quá hai người khí tức, tự nhiên là cách biệt một trời. Này đầu lão vượn nhìn về phía trên giả yếu không chịu nổi, hai mắt khép mở trong lúc đó, nhưng lại sạch bong trầm tính, khí tức xa xa so hoàng đường phải cường đại hơn nhiều, thậm chí so tiêu phàm bái kiến thiên thai tông ninh tông chủ còn mạnh hơn thịnh ba phần, rõ ràng là một đầu cấp 11 biến hóa yêu thú. Khó trách hắn hai tay trơn bóng dị thường, hóa hình thuật, vượt qua xa hoàng đường có thể so sánh. Đi ở lão vượn tay trái đích, tác chính là là một gã đầu rắn yêu thú, cũng hóa thành hình người, nhưng cầm đầy, miệng vỡ ra đến bên tai, ánh mắt lạnh lùng bức người, trên mặt cùng trên tay, đều hiện đầy tinh tế màu đen lân phiến, khí tức cùng hoàng đường đại khái tương đương, chẳng phân biệt được cao thấp. Tiêu huynh đệ, mau tới đây, bái kiến thương đại ca cùng Ô nhị ca." Hoàng Đường bị kích động mà hướng Tiêu Phàm ngoắc, không ngớt lời kêu lên. Cái này một năm thời gian ở phía trong, Hoàng Đường thực đem Tiêu Phàm trở thành muốn hảo huynh đệ, đối với hắn không có gì giấu nhau. Tiêu Phàm sớm chỉ biết, Hoàng Đường còn có hai gã huynh đệ kết nghĩa, cũng là hai đầu biến hóa yêu thú, một đầu là hóa hình trung kỳ cự linh thú, bên kia thì là hóa hình sơ kỳ xà ô. Hoàng Đường một mực đều đang nói, đợi thời cơ phù hợp thời điểm, muốn đem Tiêu Phàm dẫn tiến cho hai vị này, huynh trưởng. Không ngờ hai vị này đảo tự động đã tìm tới cửa. Tiêu Phàm đang muốn tiến lên, đầu kia cự linh thú lại hừ lạnh một tiếng, khoát tay, đã ngừng lại bị kích động Hoàng Đường, lăng lệ ác liệt ánh mắt, tại Tiêu Phàm trên người cao thấp quét qua, lạnh lùng nói ra tam đệ, người hồ đồ rồi. Cái này nhưng là một người loại tu sĩ. Sa Ô cũng ở một bên nói ra, đúng vậy a. À? tam đệ, người rõ ràng cùng một gã nhân loại tu sĩ xưng huynh gọi đệ, này làm sao có thể? Chẳng lẽ quên chúng ta lệ thú dãy núi quy củ sao? Hoàng đường đang tại lòng tràn đầy hưng phấn, lại bị hồ lô nước lạnh vào đầu dội đem xuống, không khỏi rất là bất mãn, kêu lên, đại ca nhị ca, các người trước không cần vội và mắng ta, tiêu huynh đệ nhưng không phải nhân loại bình thường tu sĩ, hắn là lang trung. Nếu nhân loại bình thường tu sĩ, ngươi cho rằng ta hội cho hắn sống đến hiện tại sao? Cái gì, hắn là lang trung. Cự linh thú lắp bắp kinh hãi, lần nữa cao thấp dò xét tiêu phàm. Tiêu phàm lẳng lặng yên chạm tại nguyên chỗ, thần sắc chấn định tự nhiên, cũng không tùy tiện tiến lên, cũng không quay đầu bỏ chạy. Đại ca, chẳng lẽ ta còn hội lừa ngươi sao? Con của ta bệnh, còn có ta trên người cái kia chút ít vết thương cũ, đều là tiêu huynh đệ cho chỉ tốt. Ta xem cho dù tại thế giới nhân loại, hắn cũng là thần y, cũng không phải bình thường lang chung xà ô khanh khách một hồi cười quái dị nói ra tam đệ ta còn thực không tin cho dù hắn là cái lang chung nhưng là nhân loại lang chung làm sao sẽ cho chúng ta thú tộc chữa bệnh chữa thương đây không phải là hay nói dẫn sao tiêu phàm lúc này mới nhẹ nhàng vừa chắp tay nói ra ô nhị ca bất kể là nhân loại có lẽ hay là thú tộc y lý lý thuyết y học là tương thông đích cũng không có bản chất khác nhau phải không hắc hắc nhân loại tu sĩ người lá gan không nhỏ vậy mà dám ở chỗ này lừa gạt ta tam đệ chẳng lẽ sẽ không sợ ta một ngụm đem ngươi nuốt veo một tiếng một đạo hồng sắc phi xiên bay vụt tới hai đầu phân nhánh mang theo một cổ nồng đậm mùi tanh nhị ca ngươi làm gì hoàng đường kinh hãi gầm lên bắt đầu đứng dậy muốn ngăn cản lại đã muộn cái kia màu đỏ phi xiên nhanh như thiểm điện lóe lên đã đến tiêu phàm trước mắt thẳng đến hắn hai mắt tiêu phàm thiên nhãn thần thông thấy rõ ràng cái này phi xiên nhưng thật ra là xà ô trong miệng một con rắn tín biến thành. Ngay tại phi xiên sắp bắn chúng tiêu phàm hai mắt thời điểm, một cổ liệt diễm bỗng nhiên không hề dấu hiệu mà tại tiêu phàm trước mặt bốc hơi mà dậy, hóa thành một đạo nóng bỏng tường ấm, trên mặt ẩn ẩn có màu ngân bạch ký hiệu chấp động. Nhưng lại tiêu phàm ăn hỏa vân thường luồng nội đan về sau, đã đem tinh viêm quyết tu luyện đến tầng thứ hai đỉnh phong trạng thái, tâm niệm vừa động, có thể tại lập tức huyễn hóa ra chư thật lợi hại thủ đoạn. Vô luận tiến công có lẽ hay là phòng ngự, đều thần diệu vô cùng. Cái này Xà Ô cố nhiên là biến hóa yêu thú, so Tiêu Phàm biện pháp hay một cái đại cảnh giới, dù sao hai người trong lúc đó cách xa nhau khá xa, như vậy thuận miệng một kích, muốn làm bị thương đã có Kim Đan hậu kỳ tu vi Tiêu Phàm, thu vi bất dịch rất là khác nhau. Cái kia đỏ hồng lưỡi rắn vừa tiếp xúc với nóng bỏng tường ấm, lập tức truyền ra một hồi khét lẹt mùi, lại như thiểm điện thu trở về, Xà Ô sắc mặt lập tức trầm xuống trở nên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đôi mắt nhỏ ở phía trong lại càng hung quang bắn ra bốn phía. Này nhân loại tu sĩ dám dùng hỏa hệ pháp thuật tổn thương hắn. Lá gan không nhỏ. Hoàng đường kêu lên, đại ca nhị ca, các người đây là ý gì? Chẳng lẽ tiểu đệ mặt mũi cũng không cho sao? Cự linh thú cười lạnh một tiếng, nói ra tam đệ, không phải đại ca không để cho mặt mũi ngươi, là sợ ngươi bị này nhân loại mê hoặc nhân loại tu sĩ có nhiều giảo hoạt, người cũng không phải không biết. Chúng ta cũng là tìm được tin tức này, mới vội vã chạy tới đích. Người thiên tính ngay thẳng, không hề xảo trá, đến lúc đó bị này nhân loại hại, lại để cho chúng ta tìm ai đi báo thù rửa hận. Người phải biết rằng, chúng ta những này biến hóa thú tộc, tại nhân loại tu sĩ trong mắt, đúng vậy giá trị liên thành. Hoàng đường cổ một ngạnh, cả giận nói, đại ca, tiêu huynh đệ tuyệt đối không phải người như vậy. Cái này một năm hắn cho ta chữa bệnh ghim kim không dưới 6-7 lần, thật muốn là muốn hại ta, sớm đã có vô số cơ hội hạ thủ. Đúng vậy người bây giờ nhìn xem, trên người của ta ở đâu còn một điều nội thương. Nhìn nhìn lại con của ta, ở đâu còn một điều điểm ốm đau. Người nói những nhân loại khác tu sĩ hội hại ta, ta tin. Nói tiêu huynh đệ muốn hại ta, ta tuyệt không tin. Tiêu phàm trong lồng ngực, dâng lên một hồi cảm động. Có thể có được như vậy không hề giữ lại tín nhiệm, vô luận đối phương là người có lẽ hay là yêu, đều di đủ chân quý. Cự linh thú trong mắt dị sắc lóe lên, thoảng qua hiện ra một tia trần chờ trong miệng nói ra được lời nói, nhưng như cũng là cứng rắn đích, lão tam, hãy bớt sảm ngôn đi. Người đã nói này nhân loại tu sĩ là lang trung, ta đây tự thử một lần hắn. Nếu như hắn thực sự chữa bệnh chữa thương bổn sự, cho dù ta thương kỳ xem nhìn lầm rồi, việc này chúng ta lại thương lượng. Muốn là một tên lường gạt lời mà nói, hắc hắc, cũng đừng trách ta thương kỳ không khách khí. Tốt, chính là chỗ này lời nói. Hoàng đường lập tức gật đầu, đem bộ ngực lấy được bang bang rung động. Những thứ không nói khác, đối với tiêu phạm y thuật, hoàng đường đúng vậy tin tưởng 10 phần. Nhân loại tu sĩ, như thế nào? Cự linh thú thương kỳ nghiêng khiết tiêu phạm liếc, bất tử bất tật nói, khí độ nghiễm nhiên. Tiêu phạm cười cười, hai tay liền ôm quyền, lạnh nhạt nói ra, thương đại ca, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, người tu luyện chính là trí Chí cương trí dương đại lực công pháp a cùng người đối chiến ưa thích lấy cứng trọi cứng mỗi cùng người giao thủ một lần tự bị thương một lần qua nhiều năm như vậy thương đại ca chẳng lẽ không cảm thấy đắc tạng phủ có cái gì không ổn sao vốn là dù bận vẫn ung dung cự linh thú sắc mặt lập tức biến đổi ánh mắt cũng trở nên âm trầm vô cùng hung dữ mà nhìn thẳng tiêu phàm trầm giọng quát nhân loại người đây là ý gì tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng không thèm để ý chút nào nói, không có gì, lang trung chữa bệnh, chú ý vọng, văn, vấn, thiết. Ta xem thương đại ca trên người sát khí sâu nặng, dây dưa tận xương, lời nói thật nói, nhất định là sát nghiệt quá nặng. Nhiều năm như vậy, thương đại ca không khỏi sát sanh quá nhiều. Những này sát khí, ngày bình thường ngược lại không có gì, quan trọng hơn quan khẩu, lại tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thương đại ca tu vi tiến cảnh. Mỗi một lần tiến dai, đều bị mặt khác đồng đạo càng thêm gian nan vài phần, hơn nữa, sẽ trực tiếp dung chuyển thần hồn, không nghĩ qua là, sẽ đọa nhập ma đạo. Thương đại ca nhất định phải cẩn thận một chút để ý. Thương kỳ hai mắt, mãnh liệt trừng đắc trượt tròn, lộ ra tuyệt không tin thần sắc. Audio điện tử võ tấn bền chương 852, Thần Y Lão Tam, người cùng này nhân loại nói qua chuyện của ta. Lập tức, Thương Kỳ nhìn thẳng Hoàng Đường, quát hỏi hoàng đường một bộ ra vẻ vô tội liên tục khoát tay nói ra không có có hay không đại ca ta tuyệt đối không có cùng tiêu huynh đệ nói tới qua những này ta vốn là muốn cho hắn một kinh nghỉ đích tiêu phàm không khỏi ngầm cười khổ không thôi còn kinh nghỉ nhì hoàng đường tu vi không kém chính là tính cách rất thẳng thắn thoải mái không có gì lệch ra tâm tư hắn cho là mình cùng tiêu phàm thành bằng hữu hắn huynh đệ kết nghĩa cũng sẽ không chút do dự đem tiêu phàm trở thành là hảo hữu liếu tương đương nhìn ra được, đối với hoàng đường chất phác, thương kỳ cũng có chút im lặng, nhưng đã hoàng đường nói như vậy rồi, thương kỳ ngược lại tin được. Vị huynh đệ kia, trời sinh tựu cũng không nói dối. Đại ca, ta cảm thấy đắc tiểu tử này là tại quan sát nét mặt. Nếu như là thực lang chung, lại để cho hắn cho ngươi số xem mạch. Nhân loại tu sĩ lang chung, đều chiêu thức ấy. Xà ô ở một bên buồn rười rượi nói. Nói đúng. Thương kỳ điểm mạnh một cái đầu, đem một thon gầy đắc giống như củi khô giống nhau cổ tay trực tiếp ngả vào Tiêu Phàm trước mặt, ánh mắt cũng đã có chút bán tín bán nghi. Tiêu Phàm vừa rồi cái kia mấy câu, những câu nói tại điểm quan trọng thượng, muốn bảo hoàn toàn là mông đích, tựa hồ cũng không lớn tượng. Sao có thể có thể mông đắc chuẩn như vậy? Tiêu Phàm cũng không khách khí, đảo một tiếng đắc tội, liền duỗi ra ba ngón tay, khoác lên thương kỳ mạch trên cổ tay. Hoàng đường trước kia thản nhiên thỉnh hắn bắt mạch, đó là bởi vì tính cách đơn thuần không nghi ngờ gì. Thương kỳ nhưng lại đối với tu vi của mình tuyệt đối tự tin, tin tưởng dùng tiêu phàm chính là kim đan hậu kỳ cảnh giới, cho dù muốn đối với chính mình bất lợi, thương kỳ cũng là nghiêm nghị không sợ. Tiêu phàm ngón tay một khen thưởng thương kỳ mạch cổ tay, thần sắc lập tức nghiêm nghị bắt đầu đứng dậy. Thương kỳ vốn là khóe miệng mang theo vài phần khinh miệt ý, thấy thế trong nội tâm cũng là sửng sờ, kìm lòng không được mà đem khinh miệt ý thu vào. Nhân loại tu sĩ lang trung, hắn trước kia mặc dù không có tự mình đã từng quen biết, lại cũng đã được nghe nói đích, tại nhân loại tu chân giới, lang trung rất được tôn trọng. Tiêu phàm cẩn thận chẩn đoán bệnh lấy thương kỳ mạch giống như, trọn vẹn một chiếc trà quang cảnh đi qua mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nói ra, thương đại ca, căn cứ người mạch giống như đến xem, tình huống so với ta đoán trước còn muốn nghiêm trọng. Phải không, như thế nào nghiêm trọng pháp đâu này? Thương kỳ chưa mở miệng, sao ô tự ở một bên cười lạnh hỏi, một bộ hoàn toàn không tin bộ dạng. Tiêu phàm hướng hắn nhẹ gật đầu, lập tức thân thủ đè lên thương kỳ cánh tay phải thần kỳ môn, thương kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị, buồn bực hư một tiếng, hơi vài phần thống khổ, tiêu phàm chậm rãi nói ra, thương đại ca, thần kỳ môn thuộc tay thiếu âm tâm kinh, người thần kỳ môn kịch liệt đau nhức là tâm kinh bị thương. Trước đó, tiêu phàm đối với yêu thú cùng nhân loại kinh mạch huyệt vị phải trăng nhất trí, còn hơi có nghi kỵ, không dám thập phần khẳng định cái này thương kỳ bản thể là cự linh thú chính là viên hầu các loại cùng nhân loại tương đối tiếp cận tiêu phàm liền tại hắn thần kỳ môn vị trí nhấn một cái thương kỳ quả nhiên thì có phản ứng tiêu phàm cơ bản có thể xác định thương kỳ kinh mạch huyệt vị cùng nhân loại trên căn bản là giống nhau đích không đợi thương kỳ mở miệng tiêu phàm ngón tay lại đặt tại xích chạch trên huyệt nhẹ giọng hỏi thương đại ca nơi này là có phải có chập choạng ngứa cảm giác thương kỳ trong mắt sạch bong lóe lên đã không thừa nhận cũng không phủ nhận tiêu phàm phối hợp nói ra nơi này là xích trạch huyệt xích trạch huyệt thuộc tay thái âm phế kinh xích trạch huyệt chập choạng ngứa là phế kinh bị thương lại nhẹ nhàng một ngón tay điểm tại thương kỳ ngực ở giữa thương kỳ lập tức biến sắc tiêu phàm cái này một ngón tay rõ ràng không có mang theo bất luận cái gì pháp lực chân nguyên lại làm cho hắn toàn thân tê dần lập tức ít năng động bất quá tiêu phàm ánh mắt thuần khiết không mang theo chút nào âm hiểm lệ khí Thương kỳ tuy là yêu thú biến hóa, nhưng cũng là bái kiến rất nhiều quen mặt, duyệt vô số người, cưỡng ép hát yêu ta ép nhịn xuống không có có dị động. Thương đại ca, Ngọc Đường huyệt thuộc về nhâm mạch, người có phải hay không mỗi cách 7 ngày, tự cảm giác ở đây chập choạng ngứa đau đớn, chọn vẹn muốn một hai canh giờ mới có thể dần dần mất đi. Thương kỳ kìm lòng không được gật gật đầu, nói ra, người làm thế nào biết hay sao. Tiêu phàm có chút vuốt cầm, nói ra, như thế nói đến, nhâm mạch cũng bị thương. Ngay sau đó, tiêu phàm ngón tay sẽ cực kỳ nhanh tại thương kỳ trên người vài chỗ huyệt vị từng cái điểm qua, mỗi điểm một chỗ, thương kỳ đều phát giác không ổn, mà tiêu phàm nói ra được tình huống, cùng ngày khác thường kinh nghiệm cái kia chút hít đau đớn chập choạng ngứa bệnh trạng, cơ hồ giống như đúc. Thương đại ca, tâm kinh, phế kinh, tỳ kinh trải qua, lá gan kinh trải qua, nhâm mạch, đốc mạch, sông mạch, dẫn mạch đều đều mang thương. Bệnh tình của ngươi, so hoàng tam ca bệnh tình còn muốn nghiêm trọng, nói hưu nói vượn. Tiêu phàm một câu không tất, xà ô liền quát to một tiếng, xà trên mặt dâng lên một cổ sát khí, hung dữ mà nhìn thẳng tiêu phàm, tựa hồ tùy thời đều sẽ ra tay. Đại ca của ta là hóa hình trung kỳ đại năng người, kể bên này 10 vạn dặm núi rừng, đều đều dâng tặng đại ca của ta cầm đầu. Đại ca của ta đánh khắp lâm lang núi vô địch thủ, tại trong miệng ngươi, hắn đảo thành cái bệnh nguy kịch người bệnh không được. Tiêu phàm không để ý tới hội xà ô, chỉ là đối với thương kỳ nói ra, thương đại ca, ta là thầy thuốc, có chuyện nói thẳng. Thương đại ca tuy thần thông cái thế, nhưng tu luyện trí dương trí cương đại lực công pháp, cùng người động thủ so chiêu, đều là cứng đối cứng. Loại này đấu pháp, gờ yêu ta ít người một vạn tự tổn ba nghìn. Thương đại ca, người những thương thế này, không phải một năm hai năm bảo tồn xuống đích, mà là hơn một ngàn năm một chút tích lũy xuống, dây dưa tận xương. Nếu như không hào hảo điều trị, tình hình chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng hơn nữa, cơ hồ có thể khẳng định, sẽ ảnh hưởng đến người tu vi tiến cảnh. Ngày bình thường, thường đại ca sợ là cần thay đổi ba bốn thành thậm chí là nhiều hơn phân nửa chân nguyên pháp lực, lại chân áp những thương thế này, không khiến chúng nó phát tác. Bởi như vậy, tu vi tiến cảnh dĩ nhiên là sẽ bị kéo chậm. Tiêu phàm thần sắc nghiêm túc, ngữ khí chắc chắn vô cùng. Cái kia, tiêu huynh đệ, đại ca của ta loại tình huống này, có thể trị sao? Hoàng đường ở một bên chen vào nói hỏi, thần sắc phi thường chú ý, cũng mang theo thập phần chờ mong vẻ. Hắn là không hề giữ lại tin tưởng tiêu phàm y thuật. Tiêu phàm trầm ngâm, chậm rãi nói ra, có thể trị là có thể trị. Bất quá, xây dưa ngàn năm thương thế, muốn triệt để khỏi hẳn, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, phải lâu liệu trì hoãn trị, hắn hiệu phương hiển, chỉ là... Chỉ là cái gì? Lần này mở miệng đích, nhưng lại thương kỳ chính mình, đã hoàn toàn bị tiêu phàm thoại ngữ hấp dẫn, kìm lòng không được mà hỏi thăm, nhìn về phía Tiêu Phàm trong ánh mắt, đã muốn không hề địch ý, càng không có khinh miệt vẻ châm chọc, ngược lại thập phần lo được lo mất. Thật sự Tiêu Phàm nói mỗi một dạng bệnh trạng, đều cùng phát sinh ở trên người hắn tình hình giống như đúc, không phải do hắn không tin. Tiêu Phàm quan sát hắn che kín nếp nhăn mặt khỉ, trầm giọng nói ra, thương đại ca năm đó dùng Giota S chứng đạo, chỗ tạo sát nhiệt quá nặng, sát khí đâm sâu vào. Cổ sát khí kia cũng đã thâm nhập ngươi kinh mạch trong huyết mạch, cùng thương thế của ngươi tình dây dưa cùng một chỗ. Lại để cho trị liệu độ khó thành gia tăng gấp bội. Thương kỳ khoát tay chặn lại, đã ngừng lại tiêu phàm, gắt gao nhìn thẳng hắn, trong hai tròng mắt tinh sáng lóng lánh, chậm rãi nói ra tiêu đạo hiếu, ta không phải lang chung, xem bệnh chữa thương sự tình, ngươi nói ta cũng không hiểu lắm. Ta liền cho hỏi ngươi một câu, ta đây bệnh, ngươi có thể hay không chị? Có thể chị. Tiêu phàm không chút do dự nói ra. Tốt, lão phu tin được ngươi nói lời nói. Chỉ cần ngươi có thể chỉ tốt thương thế của ta bệnh, lão phu cũng không phải tiếc rẻ người nhỏ mọn, đến lúc đó tất có thâm tạ. Đại ca, đừng nóng vội, nếu người này thuận miệng khoác lác, lừa gạt chúng ta, lại phải làm như thế nào? Không biết tại sao, xà ô luôn xem tiêu phàm không vừa mắt. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, thương đại ca tu vi tại phía xa tiêu mỗ phía trên, tại hạ sao lại dám hư nói khi dễ huống hồ, nơi này là lâm lang núi. Thương kỳ nhẹ nhàng vỗ bàn đá, nói ra tiêu đạo hiếu, các ngươi nhân loại có câu nói, gọi dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người. Đã ta tin được, người cũng có thể yên tâm cho ta chữa bệnh. Cách làm người của ta như thế nào, lão tam là biết đến. Đã đáp ứng rồi ngươi, tự tuyệt sẽ không nuốt lời. Ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi. Nói xong, liếc xà ô liếc. Xà ô hai mắt quay tròn một hồi loạn chuyển, cũng không tái mở miệng. Nhìn ra được, Thương Kỳ tâm ý đã quyết. Đã như vậy, ta đây cũng có mấy câu muốn nói trước. Tiêu Phàm không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói, chút nào cũng không có tại đẳng cấp cao biến hóa yêu thú trước kia trong lòng run sợ. Ngươi nói, muốn trị bệnh chữa thương, nhất định phải phối hợp yêu cầu của ta. Thương đại ca bệnh này, trị bắt đầu đứng dậy không dễ dàng, cần không ít quý hiếm linh thảo linh dược, cái này tạm thời áp hậu. Tối thiểu 3 năm này trong, thương đại ca phải đáp ứng ta, tuyệt không dễ dàng cùng người giao thủ, để tránh vết thương cũ chưa lành lại thêm mới tổn thương. Tiêu phàm trịnh trọng nói nói. Xà ô lại nhịn không được nói ra, đại ca, người này không phải là thiên sơn quân phái tới gian tế A. À. Muốn dùng loại lý do này chói lại đại ca tay chân. Tiêu phàm cùng hoàng đường chuyện phiếm thời điểm, cũng cho tới qua thiên sơn quân. Theo hoàng đường nói. Thiên Sơn Quân là cách đây ngàn dặm bên ngoài một danh khác biến hóa yêu thú, tu vi cùng thương kỳ tương đương, cũng là hóa hình trung kỳ, chỉ huy lấy một đoàn trung cấp thấp yêu thú, xưng vương xưng tôn. Cùng thương kỳ bọn họ là lão oan ra rồi, những năm này người đánh ta ta đánh ngươi, gợi yêu ta ít được phi thường cao hứng. Hoàng đường bầu bản, chính là trọng thương tại Thiên Sơn Quân thuộc hạ trong tay, cho nên vẫn lạc. Hoàng đường xem người này là tử địch, hận không thể thực hắn thịt ngủ hắn ra chỉ có điều hai người ở giữa tranh lệch rõ ràng, Hoàng Đường lại đầy bụng tức giận, cũng cầm Thiên Sơn quân không thể làm gì. Thương Kỳ khoát tay chặn lại, nói ra, hắc hắc, lão nhị, người cũng quá nâng cao Thiên Sơn quân đi à nha. Chỉ bằng hắn, cũng có thể sai sử tiêu đạo hữu như vậy thần y. Điểm này không cần hoài nghi, ta đôi mắt này lại không mỏ mẫm. Tốt, tiêu đạo hữu, điểm này, ta đáp ứng ngươi. Tiêu phàm nhẹ nhẹ thở vào một cái, nói ra, như thế rất tốt ta hôm nay tựu vì thương đại ca khai lò luyện đan, trước tiên đem kinh mạch huyệt vị hảo hảo trải vuốt thoáng một tí nói sau. Đến lúc đó, ta mở lại tờ đơn, thương đại ca cách nghĩ đem linh dược gom góp, chúng ta có thể bắt đầu giai đoạn thứ hai trị liệu. Tuy nhiên nên vì thương kỳ trị thương, đại bộ phận linh dược, linh dược viên ở phía trong đều có, nhưng là có hơn 10 vị linh thảo linh dược, cần tạm thời siêu tập. Những chuyện này, tự nhiên cần thương kỳ chính mình đi nghĩ biện pháp. Tốt, hết thảy đều chiếu tiêu đạo hữu nói xử lý thương kỳ cũng là cái cực kỳ sảng khoái tính tình một khi quyết định tin tưởng tiêu phàm liền không hề trần trừ nghi thần nghi quỷ đại ca cái này là được rồi ta đã sớm nói tiêu huynh đệ là thần y rất lợi hại đến đến đại ca nhị ca ngồi vào vị trí ngồi vào vị trí hảo hảo uống một bữa ngày hôm nay không say không về mắt thấy tiêu phàm đơn giản đem thương kỳ thuyết phục vui vẻ nhất đúng là hoàng đường rồi cười ha hả mà ồn ào bắt đầu đứng dậy. chương 853, cổ quái thú noãn. Nhoáng một cái lại là mấy tháng đi qua tiêu phàm trong động phủ, quay mắt về phía một khỏa màu đen thú noãn, hai hàng lông mày cao lại. Tiêu phàm mặc dù không có một mình mở động phủ của mình, nhưng hoàng đường trong động phủ cho hắn mở một cái hoàn toàn độc lập khu vực. Trên thực tế, hoàng đường sở chiếm cứ cái này động phủ, thật sự quá lớn, trước đó, hoàng đường mình cũng chưa từng đem chọn cái động phủ đều lợi dụng, chỉ dùng trong đó nhất thời nữa khác. Với tư cách một con yêu thú, hoàng đường tại hưởng lạc phương diện, xa xa không bằng những kia nguyên anh kỳ nhân loại tu sĩ. Hoặc là nói, hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết cái gì gọi là hưởng lạc. Tiêu phàm độc lập động phủ, quy mô cũng không lớn, hai đầu tuyết trắng viên hầu giúp hắn quản lý trong động phủ vật lẫn lộn. Loại này vượn tuyết thú là lâm lang núi đặc sản, rất sớm tự có thể mở ra linh trí, thọ nguyên cực kỳ kéo dài, lại cả đời đều chỉ có thể dừng lại tại cấp thấp yêu thú trình tự, lục cấp chính là chúng có khả năng đạt tới đẳng cấp cao nhất giai liễu tương đương. Chỉ có số rất ít ngoại lệ có thể đột phá lục cấp bình cảnh, nhưng tung tính toán đột phá, cũng nhiều nhất chính là 7-8 cấp yêu thú tiêu chuẩn. Theo Hoàng Đường nói, lâm lang trong núi đại bộ phận biến hóa yêu thú, đều nuôi dưỡng có không ít vượn tuyết thú quản lý động phủ. Hoàng Đường đưa cho tiêu phàm cái này hai đầu vượn tuyết, vừa mới trưởng thành, khó khăn lắm chỉ có ba cấp yêu thú cảnh giới, chỉ tương đương với nhân loại luyện khí kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Ngược lại không cần phải như thế nào điều trị, hai đầu vượn tuyết thú liền đem trong động phủ vật lẫn lộn quản lý đắc ngay ngắn rõ ràng, trên cơ bản không cho tiêu phàm quan tâm. Lại để cho tiêu phàm nhìn không thấu cái này khỏa thú noán, đúng vậy tại lệ thú cánh đồng hoang vô thiên hồn đáy vực bộ, từ trong đó một gã vẫn lạc ma đạo tu sĩ linh thú hoàn ở phía trong tìm được đích, lúc ấy tiêu phàm cũng không còn như thế nào ý, một bà thu vào chính mình linh thú hoàn ở phía trong xong việc. Trong khoảng thời gian này đứng ở hoàng đường tại đây, tiêu phàm một bên khôi phục. Một bên cho thương kỳ hoàng đường chữa bệnh, một bên chậm rãi đem lệ thú cánh đồng hoang vu thu hoạch phân loại. Quy túc sửa sang lại, đối với tới tay một ít ma đạo pháp bảo pháp khí, từng cái dùng thử. Nhìn xem có biện pháp nào, tại không cần nhỏ máu nhận chủ dưới tình huống, phát huy ra những này pháp bảo huy lực đến theo hắc bạch song sát chữ vật vòng tay trung tìm được cái kia chuôi hắc ma đao, đúng vậy có ngọn gió hư hóa thần thông, để mà đánh lén, tuyệt đối là số một tốt bảo vật. Trải qua đã hơn một năm thời gian lục lọi, tiêu phàm thật đúng là đại có sở hoạch, kết hợp từ chỗ nào chút ít vẫn là tu sĩ tay ở bên trong lấy được công pháp thẻ tre, đối với ma đạo công pháp cùng bảo vật đều có tương đối sâu nhập hiểu rõ. Đương nhiên, cái này cái gọi là xâm nhập, này đây tiêu phàm trước mắt cảnh giới mà nói đích. Cùng những kia nguyên anh cấp ma tu tương đối mà nói, Tiêu Phàm biết cũng không quá đáng là gia lông mà thôi. Chính thức lại để cho Tiêu Phàm hoàn toàn làm không rõ ràng đích, chính là chỗ này khỏa màu đen thú noãn. Thậm chí còn, cái này có phải là một khỏa thú noãn đều không nhất định. Chỉ có điều bởi vì, tên kia ma đạo tu sĩ đem lần này chứng cất chứa tại linh thú hoàn trong, liền làm cho Tiêu Phàm tự nhiên mà vậy mà đem nhận định vì thú noãn. Tiêu Phàm đã từng lấy thiên nhãn thần thông cẩn thận quan sát qua cái này màu đen thú noãn chuyện bên trong của hình, tung tính toán ông trời của hắn ánh mắt thông đã muốn tu luyện đến rất cao thâm cảnh giới. Cái này thú noãn bên trong, như cũng là một mảnh hỗn độn, đen nhánh đích, thâm thúy vô cùng. Hoàn toàn nhìn không thấu. Dùng thiên nhãn thần thông nhìn thẳng cái này thú noãn xem thời gian lược trường, thậm chí còn hội sinh ra mê muội cảm giác, không phải bình thường mê muội. Tựa hồ có thú noãn bên trong, có một cổ lực lượng tại dung chuyển thần trí của hắn, muốn đem thần hồn của hắn đều liên lụy đi vào. Cùng tiêu phàm tiếp xúc qua mặt khác thú noãn, hoàn toàn bất đồng. Mặt khác thú noãn, tiêu phàm dùng thiên nhãn thần thông rất dễ dàng có thể nhìn thấu bên trong hết thảy, lòng trắng chứng lòng đỏ trứng được chia thanh thanh sở sở. Sở dĩ tiêu phàm nhu cầu cấp bách đem thứ này nhận định là một miếng thú noãn, là bởi vì hắn tại đây thú noãn bên trong, ẩn ẩn cảm nhận được nào đó sinh mệnh khí tức, tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, khi có khi không, nhưng Tiêu Phàm như trước có thể khẳng định, cái kia xác thực là sinh mệnh khí tức. Thứ này, bên trong thai nghén lấy nào đó tánh mạng. Vô cực môn tướng thuật, nhất chú ý đúng là thần bí giác quan thứ 6. Thực tế tiến giai thiên nhân tương về sau, đối với giác quan thứ sáu yêu cầu lại càng cực cao. Loại này giác quan thứ 6 là ở cường đại thần thức trên cơ sở sinh ra đích, nhưng là thầy tướng đám bọn họ đặc thù bản lĩnh, tu sĩ khác, cho dù thần thức lực lượng cường thịnh trở lại, cũng rất khó sinh ra siêu việt thường nhân thần bí giác quan thứ sáu. Đối với này cái thú noãn, tiêu phàm đã muốn nghiên cứu qua rất nhiều lần, mỗi lần đều hào vô sở hoạch. Tại không có làm tinh tường này cái thú noãn chân thật tình huống trước kia, tiêu phàm cũng không dám đơn giản nếm thử đi ấp trứng. Vạn nhất làm hư lắm rồi, hoặc là ấp trứng ra một cái quái vật đến, nhưng thì phiền toái. Dưới mắt cũng giống như vậy, có lẽ hay là hào vô sở hoạch. Đột nhiên, tiêu phàm nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong tay phải hàn mang lóe lên, tay trái trên ngón trỏ chảy ra một giọt máu tươi, nhẹ nhàng nhỏ tại thú noãn phía trên, tiêu phàm lập tức khoanh chân ngồi ngay ngắn, miệng lẩm bẩm vậy mà chuẩn bị thi triển nhỏ máu nhận chủ phương pháp. Đây cũng không phải bởi vì tiêu phàm ý tưởng đột phát, mà là nguồn gốc từ tại vô cực môn, huyết tướng thuật. Dùng máu tươi câu thông, có thể cực đại cường hóa giác quan thứ sáu nhạy cảm độ. Bất quá ngay sau đó, lại để cho tiêu phàm trợn mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra, cái kia tích tích rơi vào thú noãn bóng loáng bề ngoài trên mặt máu tươi, trong nháy mắt tự xuyên vào đến thú noãn bên trong đi, mặt ngoài như trước đen nhánh đích, trơn bóng như mới, không có để lại chút nào dấu vết. Tiêu phàm vội vàng thi pháp, muốn cầu thông cái kia giọt máu tươi bên trong một đám thần nghiệp, ai ngờ thực sự như bùn như nhập hải nhất loại, lại không bất cứ tin tức gì, cùng dĩ vãng bất luận cái gì một lần nhỏ máu nhận chủ đều tuyệt không giống nhau, giống như cái kia giọt máu tươi, bỗng nhiên tự bị cắn nuốt đắc sạch sẽ, trong chốc lát ngay bám vào trên của hắn thần niệm đều bị tiêu hóa mất. Tiêu phàm hơi giật mình, lập tức đình chỉ thi pháp, duỗi ra ngón tay, khoác lên cái kia miếng thú noãn phía trên, hai mắt khép hờ, nhẹ nhàng sự trượt đi qua bỗng nhiên trong nội tâm vừa động, hai mắt mãnh liệt mở ra, đáy mắt lục mang lóng lánh, thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn, hướng thú noãn bên trong nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh hắc ám hỗn độn ở chỗ sâu trong, ẩn ẩn có một chút huyết quang chấp động, cái kia sợi bám vào thần niệm, tiêu phàm cũng có thể cảm giác được liễu tương đương. Nhưng là gần kề chỉ là chuyện trong nháy mắt, điểm này huyết quang lập tức biến mất, bám vào trên của hắn thần niệm cũng hộ tống biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dõi mắt chỗ đến, như cũng là hắc ám hỗn độn, không tiếp tục mặt khác dị thường, tiêu phàm chỉ có thể phiền muộn đến cực điểm mà đem thú noãn thu hồi, đứng dậy, đến một đơn sơ thạch án trước kia, lấy ra thanh quang tê phù bút cùng thiên phù diệp, điều tốt đan xa, bắt đầu vẽ bùa. Định thân phù cứ việc cũng không thể chính thức giam cầm ở đẳng cấp cao tu sĩ, nhưng sự thật chứng minh, nếu như phối hợp ảo trận sử dụng, tại đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình hình, tuyệt đối có thể tạo được không tưởng được tác dụng. Mặt khác bùa tác dụng cũng không nhỏ. Thừa dịp hiện tại nhàn rỗi, tiêu phàm tự nhiên chỉ có thể là nhiều mà luyện chế rất nhiều dùng chung bùa đi ra. Tại luyện chế bùa trong quá trình, không ngừng đem bản thân pháp lực chống giống, lại lại bổ sung no đủ, kỳ thật cũng là một cái cưỡng chế tăng lên pháp lực quá trình, hiệu quả tự nhiên so chuyên ngồi xuống tu luyện pháp lực muốn kém một chút. Tiêu huynh đệ, mau tới đây, mau tới đây, đại ca đến rồi, hắn làm đến một vò rượu ngon. Tiêu Phàm vừa mới luyện chế ra vài cái phù lục, bên tai tựu vang lên hoàng đường hô to gọi nhỏ thanh âm. Tiêu Phàm không khỏi mỉm cười, ống tay áo dương lên, đem bùa cùng phù bút thiên phù diệp đều thu vào, dưới chân độn quang cùng một chỗ tự bay bổng hướng về hoàng đường động phủ bay đi. Mấy tháng này gian, thương kỳ thành hoàng đường quý phủ khách quen. Mỗi cách chừng một tháng, muốn đến một chuyến, lại để cho tiêu phàm cho hắn châm cứu, làm theo kinh mạch, đồng thời đem thu thập đến linh thảo linh dược cùng với yêu thú tài liệu nội đan giao cho tiêu phàm trong tay. Những vật này đều là dựa theo tiêu phàm khai ra đơn thuốc đi siêu tập đích. Cùng hoàng đường đồng giảng, thương kỳ cũng là hảo tử chi nhân, mỗi lần tới, đều muốn lôi kéo tiêu phàm cùng hoàng đường, uống cái say mềm. Này đầu cấp 11 biến hóa yêu thú, đối với tiêu phàm thái độ đến cái 180 độ đại chuyển biến, thân mật đắc không được, mặc kệ có hay không uống rượu, đều muốn vỗ tiêu phàm bả vai, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, so hoàng đường còn muốn thân cận. Bị một đầu cấp 11 cự linh thú thỉnh thoảng phát vài cái bả vai, tiêu phàm cũng chỉ có thể cười khổ không thôi. Thương kỳ cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới, hắn tiện tay một khích, rốt cuộc là hạng kinh lực, chỉ để ý đưa tay tựu đập, cũng không quản tiêu phàm được không chịu được. Nếu không phải tiêu phàm ăn qua cửu cấp cự linh thú nội đan cùng cự linh quả, thân thể xa so với người bình thường loại tu sĩ yếu cường hãn nhiều lắm, làm không tốt sẽ bị thương kỳ cái này thân mật động tác trực tiếp cả gục xuống. Cự linh thú kim cương thiết cốt cùng cự linh biến thân hai đại thiên phú thần thông, cũng không phải hay nói dẫn đích. Lần này, theo thường lệ lại là đại bãi yến tịch, hoàng đường nhạc vui mừng, vui vẻ đích, chạy trốn tặc nhanh không thể phủ nhận, này đầu gấu ngựa loại yêu thú, là một cái chính thức ăn hàng. Tiêu phàm nhưng lại vừa thấy mặt đã nói chính sự, trực tiếp hướng thương kỳ hỏi, thương đại ca, bảy linh chi tìm được rồi sao? Đây chính là tiếp theo giai đoạn thuốc chủ yếu một trong, không có thứ này, đan dược tụ luyện không được. Bảy linh chi, trừ chín đã từng đã cho tiêu phàm một ít khối, bất qua sớm đã tại luyện chế đoạn trường thảo giải dược lúc bị dùng đắc sạch bong. Thứ này không phải có cây chi thuộc, mà là theo khoáng thạch bên trong luyện chế ra đến linh dược, hiệu dụng rất rộng hiện. Thương Kỳ cười tủm tỉm thần sắc lập tức liền thu liễm bắt đầu đứng dậy, cười khổ lắc đầu, nói ra, huynh đệ, ngươi nói cái này bảy linh chi, là nhân loại tu sĩ theo bảy thứ khoáng thạch trong lúc đó luyện chế ra đến đích, chúng ta Lâm Lang núi thật là tìm không thấy thứ này. Ngươi xem xem, có thể hay không dùng những dược vật khác thay thế. Ta lần này mang đến không ít quý hiếm thú tộc nội đan. Tiêu Phàm lắc đầu liên tục Nói ra, thương đại ca, bảy linh chi không thể dùng những vật khác thay thế, không có thứ này, tiếp theo phê đan dược tụ luyện không được, hội trì hoãn bệnh tình của ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Thương Kỳ không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ còn muốn đi các ngươi nhân loại địa đầu đi đến một lần? Đi thì đi, có cái gì phải sợ hay sao? Tiêu Phàm còn chưa mở khẩu, Hoàng Đường lập tức tự ồn ào bắt đầu đứng dậy, rõ ràng mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, đại ca muốn đi ta cùng đi tăng thêm tiêu huynh đệ ta đâu rồi có rất lâu không có tán đa nghi rồi chính muốn đi ra ngoài đi bộ đi bộ nhìn một cái náo nhiệt thương kỳ chừng mắt liếc hắn một cái cả giận nói người đương làm đây là nhiều chuyện đùa đâu này tại nhân loại tu sĩ trên địa đầu chúng ta nhưng toàn thân đều là bảo vật hơn nữa tiêu huynh đệ gởi yêu ta ít cái kia vu linh cốc ân lão quái nhạc tây quốc hắn còn có thể đi hoàng đường lập tức vì ngữ điệu nhét thương đại ca, nhạc Tây Quốc cũng không phải đầm rồng hang hổ, chỉ cần cẩn thận một ít, chưa hẳn không thể đi. Tiêu phàm lại nhẹ nói đạo, thần sắc lạnh nhạt. chương 854, Tiến Sân Thượng Thành. Lệ thú cánh đồng hoang vô đánh cuộc đã qua đã hơn một năm, sân thượng thành phồn hoa náo nhiệt như trước. Đánh cuộc mang đến dự âm ảnh hưởng còn lại, xa xa chưa từng biến mất. Đương nhiên, phu linh cốc đại trưởng lão ân lão quái bị một gã kim đan kỳ tu sĩ diệt sát tin tức, sớm đã lan truyền nhanh chóng, không còn là bí mật gì. Việc này khiến cho sóng to gió lớn, tại sân thượng thành từ lâu dẹp loạn. Một người chết, tung tính toán hắn tại sinh thời nhiều hơn nữa sao rất giỏi, chết. Rồi chính là chết, rồi, sẽ không bị người luôn động ở bên miệng đích. Huống chi nhạc Tây Quốc Nguyên Anh tu sĩ tuy nhiên không nhiều lắm, cũng có 20 vị, ân lão quái là một người trong số đó mà thôi. Ngày hôm nay đài thành phường thì cùng các loại giao dịch hội, vẫn đang náo nhiệt dị thường, là vì mỗi lần đánh cuộc qua đi, đều có một chút thứ tốt thỉnh thoảng chảy tới sân thượng thành đến. Này cổ phong trào, tối thiểu muốn 4 đến 5 năm mới có thể năng lực dần dần thở bình thường lại. Bất quá đa số thời điểm, đánh cuộc bia vật thường thường cũng chỉ là tất cả thương gia cùng các loại giao dịch hội mánh lưới, chính thức tiến hành hàng loạt giao dịch đích, có lẽ hay là vật phẩm khác. Vài tên may mắn còn sống theo lệ thú cánh đồng hoang vu đi tới người dự thi, có thể bí mật mang theo bao nhiêu hàng lậu. Thương kỳ, Hoàng đường cùng tiêu phàm, ngay tại một ngày sắp hoàng hôn thời điểm, vào sân Thượng Thành. Cùng nhạc Tây Quốc mặt khác rất nhiều siêu cấp lớn thành thị đồng dạng, sân Thượng Thành cũng là phàm nhân cùng tu tiên giả tạp cư đích. Phàm nhân số lượng nhiều, vượt qua tu chân giả nghìn lần nhiều. Đây là bởi vì sân Thượng Thành là thiên thai tông tông môn chỗ trên mặt đất, tăng thêm các loại phường thị phần đông, hấp dẫn rất nhiều tu chân giả qua đến bên này. Nếu như là những thành thị khác, phổ người bình thường số lượng, là tu chân giả vạn lần thậm chí 10 vạn lần. Một gã bình thường luyện khí kỳ cấp thấp tu tiên giả, tại phàm nhân thế giới, chính là cao không thể chạm, tiên sư, rồi, đã bị phần đông phàm nhân quỷ bái. Lần trước đi tham gia lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc, tiêu phàm đã tại bên trên bầu trời quan sát hôm khác đài thành, không thể không cảm thán. Tòa thành thị này chi cực lớn, quả thực vượt ra khỏi bất luận cái gì người địa cầu đối với thành thị nhận thức. Những thứ không nói khác, chỉ cần thành thị ở giữa này tòa xanh um tươi tốt núi cao. Tự làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Thì phải là thiên thai tông tổng đàn chỗ mà sân thượng núi. Đây là một tòa ngồi thực chính hùng vĩ núi lớn, đặt trên địa cầu. Như vậy một tòa núi lớn, hoàn toàn có tư cách được gọi là rộng lớn bao la bát ngát nguyên thủy rừng rậm. Mà hiện tại, như vậy một tòa núi lớn, lại ra hiện tại trong thành thị, hơn nữa cùng cả tòa thành thị tương đối mà nói, chỉ chiếm trong đó rất nhỏ một bộ phận, trung tâm khu vực mà thôi. Sân thượng sơn hùng vĩ đổ sộ, cao vút trong mây. Linh khí cực kỳ nồng đậm, tiêu phàm liếc có thể nhìn ra được, ngọn núi lớn này có khó gặp linh mạch long huyệt, phong thủy thật tốt, địa mạch cũng tuyệt hảo. Khó trách thiên thai tông phải ở chỗ này khai tông lập phái. Mặt khác kiến trúc, vây quanh sân thượng núi, từng vòng mà ra bên ngoài mở rộng. Nhất tới gần sân thượng núi cấm khu đích, tự nhiên là tu chân giả tụ tập lĩnh vực tại đây ở vào sân thượng núi biên giới linh mạch tuy nhiên không bằng sân thượng trong núi khu vực như vậy thượng giai thực sự được coi là không tệ thích hợp cấp thấp tu sĩ tu luyện cần thiết mà kim đan kỳ đã ngoài tu sĩ thì tại đăng ký qua đi có thể trực tiếp tiến vào sân thượng trong núi lĩnh vực tại linh khí mùi thơm ngào ngạt chỗ có được động phủ của mình chỉ cần không vào nhập sân thượng núi chính thức hạch tâm cấm khu là được rồi dù sao nhạc Tây Quốc ngoại trừ 20 tên nguyên anh tu sĩ cao không thể trả bên ngoài, chính thức trung kiên lực lượng, có lẽ hay là mấy trăm tên kim đan tu sĩ. Tại rất nhiều trung tiểu thành thị, một gã kim đan tu sĩ tự có thể đủ xưng tôn xưng tổ. Nhạc Tây Quốc không ít tiểu tông môn cùng tu chân thế gia, thậm chí ngay một gã kim đan sơ kỳ tu sĩ đều không có. Có kim đan hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn, cũng đủ để xưng là trung đẳng tông môn cùng đại thế gia liễu tương đương có thể thấy được kim đan tu sĩ tại sân thượng thành địa vị là bực nào tôn sùng. Thương Kỳ Hoàng Đường cùng Tiêu Phàm ba người cũng không phải đồng thời vào thành, mà là tách ra đi đích, nếu không nghe lời, cứ việc ba người đều tận lực ẩn nấp tu vi. Nhưng ba gã kim đan tu sĩ đồng hành cũng sẽ ở cửa thành khiến cho nhau nhỏ oanh động. Hơn nữa lập tức sẽ có người đem tình huống này phi báo Thiên Thai tông tổng đàn. Thiên Thai tông đang ngồi thu sân thượng thành các loại chỗ tốt đồng thời cũng nhất định phải giữ gìn tốt sân thượng thành trật tự. Tiêu phàm xử lý, hắn có thiên huyễn mặt, tăng thêm tu luyện qua yêu đao tông ẩn nạc thuật, rất thành công mà đem tu vi của mình ẩn nấp tại kim đan sơ kỳ, hóa thân thành một gã sắc mặt tái nhợt, dung mạo bình thường hơn 40 tuổi trung niên nam tử, chút nào cũng không gây chú ý ánh mắt địch nhân. Chỉ cần không phải mặt đối mặt bị nguyên anh tu sĩ nhìn thẳng không tha, hoặc là không đụng phải kim đan hậu kỳ cường địch bị ép giao thủ, tiêu phàm tự tin sẽ không bị người khám phá hành tung. Tương lai, có lẽ cũng có thể bằng vào cái này thần diệu ẩn nạc thuật, thành công xuyên qua nhạc Tây Quốc, tiến vào quốc gia khác. Đương nhiên, cái này muốn đánh cuộc một keo vận khí. Vạn nhất bị người khám phá, phiền toái to lớn, có thể nghĩ. Thương kỳ cùng Hoàng Đường cũng cùng thi triển thần thông, làm cho dung mạo của mình đại biến, đem trên người khí tức, thu liếm tại kim đan kỳ. Thương kỳ là hóa hình trung kỳ cấp 11 yêu thú, bên ngoài hình thượng, đã muốn phi thường tiếp cận nhân loại, lược gia tăng che giấu, cũng rất dễ dàng giấu giếm được cửa thành thủ vệ điều tra. Dù sao những này cửa thành thủ vệ, cao nhất tu vi cũng không quá đáng một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tại một gã tản gia kim đan trung kỳ cường đại uy áp tiền bối cao thủ trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí, nào dám chăm chú nhìn cái không ngớt. Hoàng đường như trước hóa thân thành mặt lông đại hán, về phần ngoại hình của hắn tượng loại thú quá nhiều giống nhân loại, cuối cùng là một dựa vào vãi lúa thương kỳ hỗ trợ, thương kỳ vận dụng bí thuật, Cưỡng ép hát yêu ta ép biến ảo hoàng đường khuôn mặt, lại để cho hắn nhìn về phía trên giống nhau một gã thô lỗ con người lỗ máng. Bất quá loại này cưỡng ép hát yêu ta ép biến ảo khuôn mặt, tồn tại không nhỏ chỗ thiếu hụt, nhiều nhất chỉ có thể bảo trì nửa tháng khoảng chừng gì đó thời gian. Mặt khác vẫn không thể cùng người động thủ, chỉ cần vừa động dùng chân nguyên pháp lực, lập tức sẽ nguyên hình lộ ra. Tốt khi bọn hắn lần này đến đây sân thượng thành, chỉ là vì mua sắm một ít linh dược cùng mặt khác dùng chung vật phẩm. Tiêu Phàm thuận tiện còn muốn xử lý một kiện việc tư, nếu như hết thải thuận lợi lời mà nói, nửa tháng thời gian vậy là đủ rồi. Chắc hẳn tại sân Thượng Thành, cũng sẽ không có không người nào duyên vô cớ tìm kim đan tu sĩ phiền toái. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, thương kỳ có lẽ hay là thay đổi rất nhiều trung cấp thấp yêu thú, tiềm hành đến lệ thú dãy núi biên giới nơi, làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Một khi vận khí không tốt, người khác khám phá hành tung, cái kia cũng chỉ có thể cưỡng ép hát yêu ta ép phá vây rồi do trời đài thành đến lệ thú dãy núi, ba bốn ngàn dặm. Chỉ cần không bị trận pháp hoặc là mấy tên nguyên anh tu sĩ vây khốn, dùng bọn hắn độn nhanh chóng, khoảng cách này không coi là nhiều xa xôi. Thiên thai tông kể cả ninh tông chủ ở bên trong, tổng cộng ba gã nguyên anh tu sĩ, chú ý một ít, vấn đề không lớn. Mặt khác nguyên anh kỳ lão quái, không có việc gì ai cũng sẽ không hướng sân thượng thành chạy loạn đích. Kỳ thật bọn hắn việc này chính thức phong hiểm, ở chỗ chỗ cửa thành bố trí kính chiếu yêu. Cái gọi là kính chiếu yêu, chỉ là một hình tượng thuyết pháp, nhưng thật ra là một cái loại nhỏ pháp trận, có thể có thể phá yêu thú biến hóa thần thông. Sân thượng thành láng giềng gần lệ thú cánh đồng hoang vu, nhiều năm trước, là đối mặt yêu thú tiến công tuyến đầu, bởi vậy tại mấy chỗ cửa thành đều bố trí như vậy pháp trận, canh phòng nghiêm ngặt có đẳng cấp cao biến hóa yêu thú hoặc là am hiểu biến huyễn thần thông yêu thú vào trong thành làm gian tế nhưng đó là thật lâu trước đây thật lâu sự tình liễu tương đương. Từ lệ thú cánh đồng hoang vô bị đại trận phong ấn về sau, tăng thêm thời kỳ viễn cổ nhân loại đại năng tu sĩ cùng cấp tột cùng biến hóa yêu thú đạt thành hiệp nghị, đã muốn nhiều năm chưa từng phát sinh hơn người loại cùng yêu thú ở giữa đại chiến, yêu thú cũng rất ít bước ra qua lệ thú dãy núi. Cái này chỗ cửa thành pháp trận liền danh nghĩa liễu tương đương. Pháp trận tuy nhỏ, lại cực kỳ tinh xảo, thời gian dài mở ra, cần tiêu hao đại lượng linh thạch đã đã nhiều năm như vậy, nhân loại cùng yêu thú đều có thể chung sống hòa bình, cái kia còn có cần gì phải lãng phí linh thạch đâu này. Thái Bình lâu ngày, đề phòng tự nhiên thư giãn. Thương kỳ cùng hoàng đường hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết có như vậy cái pháp trận tồn tại, trong lúc vô tình tránh thoát một lần nguy hiểm. Thủ thành cấp thấp tu sĩ, đối với kim đan kỳ tiền bối cực kỳ kính cẩn, đơn giản đăng ký về sau, liền là đem trong thành quy tắc hướng kim đan tiền bối giải thích rõ ràng, hơn nữa đưa tay đưa tới một cỗ thú xe, thỉnh kim đan tiền bối đi trước sân thượng dưới đỉnh đại khách sạn ngủ lại. Sân thượng thành như vậy siêu cấp lớn thành thị, tự nhiên có cấm bay cấm chế. Cái này cấm chế lực lượng cũng không cường, nhiều khi chỉ là tỏ vẻ có có chuyện như vậy, nếu như tích cực lời mà nói, không chỉ nói kim đan tu sĩ, coi như là trúc cơ tu sĩ cũng có thể rất nhẹ nhàng mà đột phá cấm chế, phi độn mà đi. Nhưng đa số tu sĩ ngày nữa đài thành cũng là vì giao dịch, như thế nào lại vô duyên vô cớ đi phá hư trong thành quy tắc Nếu thật là bị chấp pháp đội chầm chầm thượng Vậy cũng sẽ không thú vị Thành thị thật lớn, không thể phi hành Bình thường thay đi bộ đích Chính là thú xe liếu tương đương Tiêu phàm ngồi ở một đài thú trên xe Âm thầm lấy làm kỳ Cái này thú xe cùng xe ngựa hình dạng có vài phần tương tự Người kéo xe là một loại trên đầu vai nam Trên chân có để hưu nai hình dáng loại thú Nhìn về phía trên rất giống là địa cầu thượng hưu sao dáng người thon dài, tứ chi cường kiện hữu lực, trên người thình lình có nhị cấp yêu thú linh lực chấn động. Lôi kéo thú xe tại tầng trời thấp trung phi đột, tốc độ cực nhanh, không tại bình thường luyện khí kỳ tu sĩ ngự khí phi hành tốc độ phía dưới. Xem ra đây là chuyên môn tuần phục dùng để người kéo xe yêu thú, lực công kích cùng lực phòng ngự đều cực kém. Rất nhanh, thú xe tựu lôi kéo tiêu phàm đi tới tới gần sân thượng núi ngọn núi chính bên ngoài khu vực. Tại đây tựu trên căn bản là tân trang khu quần cư rồi, nhưng là cũng không có thiếu phàm nhân tràn ngập trong đó, chủ yếu là làm một ít hầu hạ người tạp dịch. Cũng có tuổi trẻ xinh đẹp phàm nhân nữ tử, cùng tu sĩ đợi cùng một chỗ, thần thái thân mật, nhiễm nhiên bầu bạn. Bất quá những tu sĩ này bình thường cùng bậc rất thấp, rất ít chút cơ kỳ đã ngoài đích. Phỏng chừng những tu sĩ này, cũng biết cuộc đời này tiến dai vô vọng, liền tại sinh thời, tận tình thanh sắc, tận lực hưởng thụ một phen liễu tương đương. Vào thành thời điểm, thủ vệ tựu cho tiêu phàm kỹ càng sân thượng thành địa đồ. Tiêu phàm không có đi trong thành lớn nhất xa hoa nhất khách điếm, mà là lại để cho thú xe tùy tiện ngừng tại một nhà không chút nào thu hút tiểu cửa khách sạn. Cứ việc tiêu chân nhân chữ vật vòng tay bên trong có gần trăm vạn linh thạch, là hàng thật giá thật đại rộng rãi láo, dưới mắt tự nhiên cũng không phải khoe khoang thời điểm. Tiêu phàm cái này lựa chọn hoàn toàn chính xác. Nhà này khách sạn nhỏ trường quầy, gần kề chỉ là một tên luyện khí kỳ 6-7 cấp cấp thấp tu sĩ, đối diện hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ cúi đầu khom lưng, bỗng nhiên ở phía trong một gã kim đan tu sĩ đi vào cửa đến, trưởng quầy lập tức té cứ té đái, vội vàng đối với hai gã trúc cơ tu sĩ cáo một tiếng tội, cực nhanh mà ra đón, thật xa liền hướng lấy tiêu phàm vái chào, miệng nói tiền bối, kính cần cực kỳ. Hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ vừa thấy tiêu phàm kim đan kỳ tu vi, tự nhiên cũng không thể nói gì hơn, vội vã đi gian phòng của mình, không ở chỗ này chướng mắt liếu chương 855, tin tức. Tiêu tiền bối, bên này thỉnh. Trường quầy lên tiếng hỏi sở tiêu phàm là muốn ở trọ, lập tức đầy cõi lòng nhiệt tình, đem tiêu phàm dẫn hướng thượng đẳng nhất một gian phòng trên. Bất quá dùng cái này khách điếm quy mô, bọn hắn phòng trên trở lên các loại, thì cái dạng kia. Nhưng nơi này linh khí nồng đậm, tiêu phàm còn tương đối hài lòng. Tiêu tiền bối là người ở nơi nào? Trường quầy theo miệng hỏi. Tiêu phàm liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói ra như thế nào trưởng quầy xem ta không giống như là bản thổ tu sĩ sao kinh thành trước kia tiêu phàm sớm đã đem một kiện ma đạo pháp bảo lấy ra đem bên trong ẩn chứa ma khí kích phát ra đến làm cho chính mình xem xét tựu là ma đạo tu sĩ dù sao tại một cái hoàn toàn do ma đạo tông môn khống chế quốc gia chính đạo tu sĩ xác thực là phi thường hiếm thấy tại thành trung làm việc cũng sẽ có một ít không tiện trưởng quầy bề bổn tức nói ra đâu có đâu có tiền bối trên người ma khí mãnh liệt như vậy, nhất định là chúng ta nhạc tây cái nào đại tông môn đẳng cấp cao tu sĩ. Ha ha, đại tông môn không dám nhận, chính là một kẻ tán tu mà thôi. Trước chút thời gian, ta một mực trong động phủ bế quan, đối với mấy cái này năm phát sinh đại sự, cũng không lớn biết được, trưởng quầy nếu là có hạ, có thể nói cho ta nghe một chút sao. Trưởng quầy bề bộn gật đầu không ngừng cúi người, luôn miệng nói, đương nhiên đương nhiên, chỉ cần tiền bối có hứng thú, Vãn bối tự nhiên phụng mệnh. Phòng trên đến, tiêu tiền bối trước hết mời an tỏa, đợi vãn bối dâng trà, lại hướng tiền bối bẩm báo. Làm phiền. Không dám không dám, có thể phục thị tiền bối, là vãn bối phúc phận, cũng là tiểu điếm vinh hạnh. Cái này trưởng quầy tu vi không cao, làm người nhưng lại tám mặt linh lung, nói chuyện có chút đòi người vui mừng. Lập tức tay chân lanh lợi mà cho tiêu phàm phao ngâm tốt rồi nước trà, còn gọi là người dâng một ít mới lạ linh quả lúc này mới hướng tiêu phàm nói lên mấy năm này nhạc tây quốc phát sinh đại sự nhắc tới hai năm lớn nhất đại sự đương nhiên là lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc liễu tương đương cái này đánh cuộc chắc hẳn tiền bối là biết đến tiêu phàm nhẹ gật đầu nhưng cũng không cắt ngang sự miêu tả của hắn cho phép trưởng quầy dựa theo ý nghĩ của mình nói đi xuống quả nhiên không bao lâu trưởng quầy nói đến vu linh cốc ân tính lão giả vẫn lạc lập tức nước miếng tung bay Hệ so sánh dẫn hoa, tâm tình đặc biệt đừng kích động, nói được sinh động như thật, phản phất hắn là tự mình trải qua giống nhau. Ai nha, cũng trách cái kia ân tiền bối nên không may, đuổi gợi yêu ta cái kia họ tiêu người ngoại lai. Thực xin lỗi tiêu tiền bối. Trưởng quầy bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó tựa như, trên mặt hiện lên một vòng vẻ khẩn trương. Trước mắt vị tiền bối này, bề ngoài giống như cũng là họ tiêu ấy nhỉ. Tiêu phàm khoát tay áo nói ra, thiên hạ cùng họ loại người còn nhiều mà, người nói tiếp. Là, tiền bối, nghe nói ân tiền bối đuổi tới lệ thú dãy núi ở chỗ sâu trong, bất hạnh đụng phải ba đầu hóa hình kỳ yêu thú, đồng loạt ra tay hướng ân tiền bối vây công. Ân tiền bối vội vàng không kịp chuẩn bị, kiêm mà lại quả bất địch chúng, rõ ràng như vậy vẫn lạc mất. Trường quầy vừa nói một bên lắc đầu thở dài, tựa hồ đối với lần này sâu cho rằng hám. Tiêu phàm hơi sướng sờ, lập tức giật mình, Lời này, nhất định là thái sư tỷ cùng cát lão quái lan truyền đi ra ngoài đích. Đường đường vu linh cốc đại trưởng lão, nguyên anh kỳ tu sĩ, lại vẫn lạc tại một cái kim đan kỳ tiểu bối trong tay. Thực tế cái này tiểu bối có lẽ hay là được ân lão quái bức hát yêu ta ép đi tham gia lệ thú cánh đồng hoang vu đánh cuộc còn sống ra tới người thắng trận thì càng gia tăng lại để cho ân lão quái thậm chí cả vu linh bĩu môi thành làm một người trò cười. Cũng chỉ có thể như vậy tròn cái chàng diện vẫn lạc tại ba đầu hóa hình kỳ yêu thú trong tay, nói đắc đi qua. Đã ngay ân lão quái đã thành yêu thú khẩu trung mỹ món ăn cái kia họ tiêu người ngoại lai, tự nhiên càng thêm vô pháp may mắn thoát khỏi, sớm đã bị yêu thú một ngụm chó ăn hết. Tiêu phàm chố mắt ngoài, cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu nhất, nhạc Tây Quốc không có nhầm vào hắn lệnh truy nã liễu tương đương. Ai sẽ đi truy nã một cái tử linh? Cái kia vu linh cốc hiện tại ra sao? Hai gã nguyên anh tu sĩ, vẫn lạc một cái, còn lại cái kia một cái, chẳng phải là một cây chẳng chống vững nhà. Tiêu phàm lại thuận miệng hỏi một câu vu linh cốc tình hình. Trường quầy bề bộn tức nói ra tiền bối thật sự là tuệ nhãn như đuốc. Sự thật đúng là như thế, vu linh cốc hiện tại thời gian, quả thực có chút khổ sở. Tại cửu đại tông môn bên trong bài danh, thoáng cái tiểu kế cuối liễu tương đương, thậm chí còn có đồn đãi nói muốn đem vu linh cốc theo cửu đại tông môn ở phía trong xóa tên. Trước đó không lâu, Phu Linh Cốc Thái trưởng giáo, tự mình đi hắc ma dạy tổng đàn bái phòng hắc ma vương, lại đã chúng ta thiên thai tông bái phòng ninh tông chủ. Cuối cùng miễn cưỡng bảo vệ bài danh, cũng không biết bọn hắn những này tiền bối cao nhân, đạt thành cái gì hiệp nghị. Tiêu phàm hỏi, trưởng quầy là thiên thai tông đệ tử. Đúng vậy, đúng vậy, vãn bối là thiên thai tông ký danh đệ tử. Trưởng quầy nói ra, trên mặt hiện lên một tia đắc ý vẻ. Cái kia, trưởng quầy vừa rồi nói, cái kia họ tiêu người ngoại lai còn có một vị bạn gái, nghe nói là bị ân lão quái đưa cho quý tông, không biết việc này chân tướng như thế nào. Nói xong, tiêu phàm trong mắt nhiều vài phần vẻ chú ý. Việc này là chắc chắn 100% đích, tiêu tiền bối nói rất đúng Trần Sư Thúc. Trần Sư Thúc xác thực là ân lão quái đưa cho chúng ta thiên thai tông ninh tông chủ lễ vật, trời sinh kim thuộc tính tinh khiết linh căn. Trần Sư Thúc nhân hòa đắc phúc, bái tại ninh tông chủ môn hạ. Trường quầy cười cùng nói ra, trong mắt tràn đầy hâm mộ ý ah có loại sự tình này thật có việc này chuyện này tại chúng ta thiên thai tông mỗi người đều biết ninh tông chủ vẫn muốn muốn tìm một vị kim linh thể đệ tử truyền dùng y bát mấy chục năm qua đều không có tìm được tinh khiết linh thể tu luyện giả cái này trong hơn 10 năm cũng là ra một hai cái đáng tiếc cũng không phải kim thuộc tính đích lần này ah ninh tông chủ xem như được đền bù tâm nguyện liễu tương đương trường quầy dung đùi đắc y nói Tiêu phàm không khỏi lại là sướng sờ, trưởng quầy cái này trả lời thuyết phục, thật là sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Cái này đã hơn một năm đến, hắn một mực đều ở vì Trần Dương lo lắng, không biết ân lão quái đem Trần Dương đưa cho Ninh Tông Chủ, rốt cuộc ý muốn như thế nào. Cũng rốt cuộc không nghĩ tới, Trần Dương vậy mà đã bị Ninh Tông Chủ thu làm đệ tử. Tự nhiên, ân lão quái cũng không có như vậy hảo tâm, bất quá là cầm Trần Dương cùng Ninh Tông Chủ làm một số giao dịch mà thôi kỳ tâm nhưng giota yêu ta chết chưa hết tội. Nhưng bất kể thế nào nói, tiêu phàm treo lấy tâm, lại buông xuống vài phần. Bất quá cái này trưởng quầy chỉ là thiên thai tông ký danh đệ tử, dùng tu vi của hắn, tại thiên thai tông trong có thể nói là không hề địa vị, đây hết thảy cũng chỉ là hắn tin vỉa hè, chân tướng rốt cuộc như thế nào, còn muốn tìm thiên thai tông hạch tâm đệ tử hỏi một câu mới được. Tiêu phàm việc này, bản liền mang theo như vậy mục đích. Vậy có quan lần này đánh cuộc, còn có mặt khác đại sự phát sinh sao ngoại trừ cái kia họ tiêu người ngoại lai mấy vị khác người thắng trận hiện tại thế nào tiêu phàm bất động thanh sắc mà hỏi thăm này những người khác không nói đến đại biểu cắt đen môn cắt lão tiền bối dự thi cái vị kia trừ cử tiền bối nghe nói trở lại cắt đen môn không lâu tự chạy mất từ nay về sau tin tức đều không có chạy mất thật sao tiêu phàm hai hàng lông mày có chút nhân lại truy vấn gian ngoài đồn đãi là bị cát lão tiền bối diệt sát liếu tương đương. Nhưng vãn bối nghe cát đen môn đệ tử nói, chân tướng cũng không phải là như thế, vị kia trừ cử tiền bối, là thừa lúc người không sẵn sàng, thoát thân đi. Những này có thể theo lệ thú cánh đồng hoang vu còn sống ra tới tiền bối, có ai là đèn đã cạn dầu. Những lời này, tiêu phàm đảo là hoàn toàn đồng ý. Không dùng được là biện pháp gì, có thể theo lệ thú cánh đồng hoang vu còn sống đi ra, cũng rất khó lường trừ chín như vậy ngạo khí, đối với như thế nào thoát khỏi cát lão quái khống chế, tổng là một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng, tiêu phàm tin tưởng, đang mở mất đoạn trường thảo chi độc hậu, hắn tuyệt đối có biện pháp thoát thân. Chỉ có điều cắt đen môn sự tình, cái này trưởng quầy cũng là tin vỉa hè, tiêu phàm biết rõ lại hỏi tới, cũng sẽ không có cái gì càng thêm kỹ càng tin cậy tin tức, liền là khoát tay áo, khen thưởng hắn mấy khối cấp thấp linh thạch. Trưởng quầy thấy hắn ra tay xa xỉ, lại càng cung kính có ra, không ngớt lời xin lỗi, mới lui xuống. Tiêu phàm liền tại trong phòng khách khoanh chân ngồi xuống, tu luyện. Không lâu về sau, Thương Kỳ cùng Hoàng Đường cũng trước sau đuổi tới, tại phụ cận khách sạn nhỏ ở đây. Thương Kỳ đã sớm truyền thụ cho Tiêu phàm một bộ bí thuật, chỉ cần tại nhất định trong phạm vi, lẫn nhau trong lúc đó có thể lẫn nhau cảm ứng được đến. Bộ này bí thuật, nguyên ở yêu thú xa so nhân loại nhạy cảm giác quan thứ sáu. Tiêu phàm vừa học liền biết, thực sự lại để cho thương kỳ lắp bắp kinh hãi, nguyên lai tưởng rằng ít nhất phải đi qua một thời gian ngắn luyện tập mới được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp sáng sớm, tiêu phàm rời đi khách điếm, dựa theo địa đồ chỗ bày ra, kêu một cỗ thú xe, thẳng đến phường thị mà đi. Với tư cách một tòa giao dịch thành thị, sân thượng thành phường thị xa không chỉ một chỗ, trong đó quy mô lớn nhất, cửa hàng nhiều nhất, vật phẩm nhất đầy đủ hết nam phong phường thị, ngay tại cách khách sạn nhỏ cách đó không xa thú xe không bao lâu đã đến. Tuy nhiên vẫn còn sáng sớm, Nam Phong phường thị sớm đã tiếng người huyên náo, đại đa số cửa hàng dĩ nhiên khai trương. Bởi vì có thật nhiều phàm nhân ở chỗ này làm việc, tại đây cũng đồng dạng tràn ngập phàm nhân cần dùng đến cửa hàng. Bất quá phàm nhân cửa hàng cùng tu chân phường thị, bên ngoài xem thượng rất tốt khác nhau. Chỉ cần là phàm nhân cửa hàng, hết thảy thập phần thấp bé, trang trí cũng rất chất phác tự nhiên, mà tu chân phường thị cửa hàng, lại nguyên một đám cao lớn nguy nga, khí thế phi phàm, đem quanh thân tất cả phàm nhân cửa hàng đều đè ép xuống dưới. Tiêu phàm lược gia tăng suy tư về sau, liền hướng về một nhà gọi là Minh Ngọc Phường, cửa hàng đi tới. Minh Ngọc Phường tại Nam Phong trong phường thị, quy mô chưa nói tới bao nhiêu, nhiều nhất là trung đẳng, bị vài gia đại cửa hàng kẹp ở giữa, có vẻ không chút nào thu hút. Tiêu phàm sở dĩ chọn chúng hắn, thuần túy cũng là bởi vì Minh Ngọc Phường không thấy được càng là đại cửa hàng, bối cảnh cũng càng hùng hậu, trong tiệm tỏa trấn tu sĩ, tu vi cũng càng cao. Theo tiêu phàm nhìn trời đài thành phường thì hiểu rõ, lớn nhất mấy nhà cửa hàng, đều có kim đan hậu kỳ tu sĩ tỏa trấn Dùng tiêu phàm tu vi hiện tại, hắn đương nhiên không biết sợ hãi cùng giai tu sĩ. Mấu chốt là, hắn lo lắng những này kim đan hậu kỳ tu sĩ tu luyện có cái gì có thể phá ẩn nấp pháp bí thuật. Tu chân giới các loại bí thuật quá nhiều, loại sự tình này thật sự nói không chính xác. Minh Ngọc Phường kích thước không lớn, liệu cũng sẽ không có cùng bậc cao như vậy đích tu sĩ tỏa chấn. Kim đàn hậu kỳ tu sĩ, tại cả nhạc Tây Quốc, số lượng cũng không nhiều lắm. Về phần kim đan trung kỳ cùng sơ kỳ tu sĩ, song phương thần niệm trên lực lượng tranh lệch cực lớn, tiêu phàm ngược lại cũng không lo lắng bọn hắn có thể khám phá chính mình hành tung. Chỉ cần tiêu phàm vận khí không phải đặc biệt không xong, bình thường sẽ không tại trong phường thì gặp được nguyên anh tu sĩ. Những này nguyên anh kỳ lão quái vật, nguyên một đám tự trọng thân phận, như thế nào lại đơn giản tại trong phường thị hiện thân, muốn có cái gì phân phó, cũng là vãn bối đệ tử đi trước bọn hắn ngủ lại chỗ bài yết, nghe chỉ lệnh. Tiêu phàm chậm rãi đi vào không ngờ Minh Ngọc Phường. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 855.